Chương 701, phải phán 26 năm rưỡi. Ha ha, Phó trưởng Phòng Tôn, đây chỉ là những khuyết điểm nhỏ, tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu họ chú ý, lần sau cố gắng làm tới tinh tế, chính quy hơn. Diệp Phàm mỉm cười nói, quay mặt nhìn Trang Hồng Ngọc hơi tỏ vẻ phê bình nói. Nghe thấy chưa trưởng Phòng Trang, sau này những hóa đơn tạm này nhất định phải ngăn chặn mới được, toàn bộ theo thủ tục chính quy mà làm. Cha, bảo chúng tôi cha như thế nào, những hóa đơn tạm đó, bảo chúng tôi cha mệt chết cũng khó mà cha xong. Tôn Mãn Quân hắng giọng cười nói. Ồ, Phó trưởng Phòng Tôn là không tin tưởng đồng chí khu kinh tế rồi. Diệp Phàm lập tức kiềm chế ý cười, bước qua đó. Tin, tôi chỉ tin sự thật. Tôn Mãn Quân bằng mặt mà không bằng lòng, đầu ngẩng tương đối cao. Trưởng Phòng Trang, những hóa đơn tạm này cộng lại có bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. 53.210.85 tệ. Trang Hồng Ngọc mở miệng báo ra. Chủ nhiệm Diệp, kinh phí hơn 50.000 sử dụng không rõ ràng, dùng ở đâu không biết, con số này cũng tương đối lớn đối với ngư dương chúng ta. Theo quy định ở huyện, đây đã có thể lập án điều tra rồi. Năm trước, Phó Sở trưởng Trương Phát của đồn công an xã Thuận Bình, bởi vì đã nhận bao lì xì 1.000 tệ, sau cùng bị ủy ban kỷ luật huyện bắt giam. Kết quả còn bị khai trừ công chức, kéo theo phải ăn cơm tù nửa năm. Anh hơn ông ta gấp 53 lần, ha ha. Một tên bụng to như trái bí bên cạnh Tôn Mãn Quân bật cười ha ha nói. Ý không cần nói cũng biết, trong câu đó có ý nói móc, rõ ràng là nói Diệp Phàm. Đây không có liên quan đến chủ nhiệm Diệp, phòng tài vụ là tôi chủ quản. Trang Hồng Ngọc lập tức nói. Ha ha, trưởng phòng Trang, đừng nói nữa. Diệp Phàm phất tay, quay đầu nhìn đồng chí bụng to cười nói. Vị đồng chí này họ gì, ý của anh không có nói rõ. Phó Sở trưởng Trương Phát nhận 1.000 tệ thì phán nửa năm, vậy ý của anh là cái này hay là gấp 53 lần của ông ta, tôi tính xem, ha ha, không được rồi, vậy phải phán 26 năm còn phải lẻ nửa năm nữa. Diệp Phàm cũng là bộ dáng ở ngoài cười nhưng trong lòng không cười, bước qua đó. Trong lòng cũng là mắng thầm, 1.000 tệ thì Phó Sở trưởng người ta bị bắt được, đó còn không phải vì nội bộ tranh đấu ở Cục Công an huyện có người hạ độc thủ mà tạo thành sao. Nếu tình huống nhỏ như thế cũng phải bắt thì toàn quốc còn sót lại mấy cán bộ. Huống chi, Ủy ban kỷ luật huyện hiện tại, cá lớn không dám động, toàn là bắt những tép siêu để trút giận, bằng không dân chúng sẽ trách họ chỉ biết ăn mà không biết làm. Tôi tên Trương Bưu, Diệp, chủ nhiệm Diệp, tôi không nói thế, chỉ là so sánh khoản tiền mà thôi, chứ không có ý gì khác. Thật sự không có ý khác. Trương Bưu bụng bự bị bộ dạng như cười như không của Diệp Phàm dọa đến run lên. Vội giải thích nói, cuối cùng còn nhấn mạnh bổ sung một câu. Gã đột nhiên nghĩ tới hình như ngay cả đường đường chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình có phí ra ủng hộ cũng bị chủ nhiệm Diệp làm cho vào tù, mà sau này chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà cũng bị hắn ép tới mặt trận tổ quốc dưỡng lão. Những người giữ dằn đó cũng bị như vậy, bản thân đáng là gì? Gã vừa nghĩ tới kết cục đáng sợ thì hối hận không ngừng, vừa rồi nhằm nịnh bợ Tôn Mãn Quân, liều lĩnh lộ ra câu này. Bây giờ mới nhớ ra bản thân đối mặt với một phó chủ tịch huyện chính thức, tay cầm quyền cao. Bản thân cấp trưởng phòng nhỏ bé chống đối với phó chủ tịch huyện người ta, có kết quả tốt hay sao? Trưởng phòng Trương nói sai sao? Hóa đơn tạm này rõ ràng không hợp quy định luật tài chính, chúng ta là đầy tớ của nhân dân, phải luôn vì dân chúng chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng trưởng phòng Trang có thể phối hợp tổ xét duyệt của chúng tôi, kiểm tra rõ ràng từng hạng mục, bằng không. Dân chúng sẽ chỉ trích phòng kiểm toán chúng tôi. Hơn nữa, tình hình ở đây, tôi sẽ báo cáo sự thật với trưởng phòng, lãnh đạo trong huyện cũng đang đợi báo cáo tổng kết của chúng tôi. Tôn Mãn Quân lập tức đứng dậy, khích lệ đồng lõa. Phó trưởng phòng Tôn, tôi nhắc lại lần nữa, những hóa đơn tạm này không liên quan đến chủ nhiệm Diệp. Thời gian trước chủ nhiệm Diệp đã đi trường đảng tỉnh ủy học tập hơn 3 tháng. Lúc đó bận làm đường, văn phòng của chúng tôi. Khu công nghiệp gành quỷ anh lại không thể kéo dài, việc gấp tòng quyền, nếu mua cây chổi 1,5 tệ cũng phải đi lập hóa đơn chính thức, vậy hiển nhiên là không thể làm được. Hơn nữa, chuyện này lại không chỉ khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi làm như vậy. Số tiền liên quan lại không phải rất lớn, nếu phó trưởng phòng Tôn muốn kiểm tra chứng thực, vậy được, tôi phối hợp các anh chứng thực từng hạng mục. Trang Hồng Ngọc rất cứng rắn, đứng ra giúp Diệp Phàm chia sẻ lo lắng. Còn chưa đủ lớn sao? Một hạng mục có lẽ không lớn,
chẳng qua mấy chục tệ tới mấy trăm tệ, nhưng các người là liên quan tới hơn 50.000 tệ. Tích tụ hạt cát thành bãi cát, góp nước thành sông, tiếp tục như thế, là sẽ phạm sai lầm lớn. Chủ nhiệm Diệp, đừng nói Tôn Mãn Quân tôi phải hành sự theo nguyên tắc. Chuyện này tôi không có cách khác, hay là mời chủ nhiệm Diệp ngày mai ở lại Lâm Tuyền, chấp nhận kiểm toán tra hạch. Tôn Mãn Quân dũng cảm, lời lẽ chính nghĩa, y hệt hình tượng một bao thanh thiên thiết diện vô tư. Nếu không phải biết rõ gã nổi tiếng là tên háo sắc, Diệp Phàm cũng thật sự có chút nghi ngờ có phải bản thân hoa mắt hay không. Ha ha, vậy sao? Vậy được, ngày mai tôi ở lại Lâm Tuyền chấp nhận kiểm toán kiểm tra đối chiếu sự thật. Thân là cán bộ đảng, đầy tớ của nhân dân, đương nhiên phải một lòng vì dân. Diệp Phàm bằng mặt không bằng lòng, vẻ mặt thoải mái cười cười. Tôn Mãn Quân vừa đi, Diệp Phàm vẻ mặt trầm xuống. Trang Hồng Ngọc có chút bất an. Đứng đối diện bàn làm việc của Diệp Phàm không dám lên tiếng, đầu cúi xuống. Hồng Ngọc, sao nghiêm túc như thế? Chuyện này cô đâu có sai, cả huyện cũng làm như vậy. Hơn nữa, trong lòng chúng ta vô tư còn sợ gì? Cô lập tức sắp xếp, bắt đầu từ giờ phút này, đình chỉ mọi chi suất tài vụ, nói là phòng kiểm toán huyện muốn tra hạch sổ sách. Nhằm phối hợp họ tra hạch, mấy hôm nay phòng tài vụ của khu kinh tế không chi không thu. Tránh sau cùng làm rối loạn con số của tổ kiểm tra đối chiếu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Như vậy sao được, chủ nhiệm Diệp, khu kinh tế của chúng ta được phân công quản lý 6 thị trấn 2 xã, gần đây lại đang làm đường, cộng thêm khu lầu văn phòng, khu công nghiệp Gành Quỷ Anh cũng chưa hoàn công, khoản chi một ngày cũng đạt tới hơn triệu tệ, nếu ngừng một ngày phỏng chừng sẽ ảnh hưởng tiến độ công trình, những ông chủ đó phỏng chừng sẽ chạy hết. Trang Hồng Ngọc thiếu chút nữa la lên. Ha ha, đừng sợ họ chạy mất, chỉ sợ họ không chạy, truyền một tin tức ra ngoài, nói rằng có lẽ phòng kiểm toán huyện kiểm tra như vậy phải kiểm tra mười mấy ngày, thậm chí có khả năng mấy tháng, bảo họ nhẫn nại chờ đợi là được. Hơn nữa, chuyện này phó trưởng phòng Tôn của phòng kiểm toán huyện đã ra mệnh lệnh cứng nhắc, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Vì sự trong sạch của khu kinh tế, chúng ta cực lực phối hợp bọn họ. Diệp Phàm nói một phen, lập tức làm cho Trang Hồng Ngọc đầu óc chấn động. Trừng to mắt giống như không quen biết chủ nhiệm Diệp, luôn sững sờ. Sao, mặt tôi đẹp trai quá làm cô mê có phải không? Diệp Phàm nói đùa, làm dịu bớt không khí. Không ngờ chủ nhiệm Diệp cũng nham hiểm như vậy. Trang Hồng Ngọc liếc Diệp Phàm một cái mông vỉnh đó uốn éo, dường như cố ý quyến rũ hắn, đi ra khỏi văn phòng, chỉ để lại một con sói đang nuốt nước miếng. Hắn thở dài nói, cái mông này cũng thật vỉnh. Đáng tiếc lần đó ở Hong Kong không có âm thầm sờ cho đã, bây giờ, không có cơ hội. Mông ai vỉnh, chủ nhiệm Diệp, mông của em còn không đủ vỉnh sao? Đột nhiên một giọng nói khẽ khẽ, có chút trêu chọc truyền tới, hắn hơi kinh ngạc, mở mắt ra xem, không phải Đinh Hương muội toàn thân gợi cảm thì còn ai? Cửa đóng rồi chứ? Diệp Phàm thuận miệng nói. Khóa rồi. Đinh Hương muội trong lòng giật mình, liếc nhìn hắn một cái rồi cười. Vẻ mặt lập tức ửng hồng. Vừa lúc theo giọng nói, cảm giác bóng người trước mắt thoáng qua, Đinh Hương muội lập tức bay lên trên bàn của ông chủ lớn đó, hơn nữa thân dưới bị một vật cứng như thiết côn ép, thân mình cũng bị ép đến sắp thở không được. Không, không được, ở đây không được. Đinh Hương muội u ơ, nhưng không phát ra tiếng. Sợ cái gì? Diệp Phàm liếc nhìn thời gian, phát hiện đã tan ca, phỏng chừng trong văn phòng cũng không còn mấy người. Két một tiếng. Chiếc váy đen của Đinh Hương muội đã bị hắn xốc lên, tùy tay kéo xuống, quần lót lập tức treo trên bắp chân trắng mịn trên bàn làm việc. Một khúc côn lớn nóng bỏng gấp gáp không đợi được nữa, cứ như thế không có khúc dạo đầu mà đâm thẳng vào phủ Hoàng Long. Theo sự bay bướm liên tục va chạm tàn nhẫn, trong văn phòng vang lên tiếng chi chít, đương nhiên là cái bàn làm việc đặc chế, rất rắn chắc đang rên rỉ thống khổ. Lúc đầu, Diệp Phàm đặt làm bàn làm việc phỏng chừng cũng có suy xét qua tác dụng của nó. Không thể lãng phí mà. Vài phút sau, theo cái bàn cuối cùng nghênh đón mùa xuân, hai người ở trên đó cũng có xu thế hoãn về, chỉ mất hứng là đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới. Đinh Hương muội bị dọa tới vẻ mặt tái xanh. Không sao, em báo cáo công tác với anh, chuyện này bình thường. Hắn liếc nhìn Đinh Hương muội một cái, chỉnh sơ quần áo, ra hiệu cô mở cửa. Trong lòng lại bực tức đầy bụng mà mắng thầm, người nào không có mắt lúc này tìm tới. Cái đó của ông còn chưa ra, đây là chuyện gì, mất hứng.
Sau khi mở cửa, Đinh Hương muội chào một cái rồi đi, đi vào không ngờ là Trang Hồng Ngọc. Cô đem tới một số tài liệu gần đây Đoàn Hải đã sắp xếp. Tuy nhiên, trong văn phòng vừa rồi có mùi vị dơ bẩn phỏng chừng nhất thời chưa tan hết, chiếc mũi thính của Trang Hồng Ngọc dường như cảm thấy có chút gì, ngồi đối diện Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm đang liếc nhìn tài liệu, khuôn mặt đó không khỏi hơi ửng đỏ. Diệp Phàm lén lén liếc nhìn cô một cái, phát hiện người phụ nữ này càng là cao nhã mê người. Mặt đỏ hồng, làm tâm trạng còn chưa thỏa mãn của hắn nóng bỏng như lửa đốt, trước mắt lại hiện ra tình cảnh vì cứu Trang Hồng Ngọc mà ôm lấy cơ thể tuyệt vời của cô khi ở Hong Kong. Không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, không cẩn thận phát ra tiếng ực ực rất bất nhã. Trang Hồng Ngọc phỏng chừng cũng nghe thấy, khuôn mặt càng đỏ hơn. Thấy hắn ánh mắt không có ý tốt lướt nhìn trên khe ngực trắng nõn của cô, vội vàng đứng lên nói. Trễ như vậy, chủ nhiệm Diệp, ngày mai còn phải chấp nhận xét duyệt, tôi đi trước. Hồng Ngọc, cái khe đó của cô càng sâu hơn rồi, ha ha. Diệp Phàm bật cười ha ha, đùa rất đáng khinh. Chương 702, Lộ Thần. Sâu cũng là để lại cho người khác, không có phần của anh. Trang Hồng Ngọc cũng là tự nhiên hào phóng, trực tiếp trả lời một câu, làm cho con sói kia nghẹn họng nhìn chân chối, cô uốn éo rồi đi. Vỉnh đi vỉnh đi, không bắt được cô ấy Diệp Phàm tôi là đàn ông gì, không ngờ bị một người đàn bà giễu cợt. Hắn hung hăng uống hết mấy ly trà mới bình phục tâm trạng kích động. Vẻ sợ hãi cả kinh. Cảm giác vừa rồi chuyện phát sinh giữa hắn cùng Đinh Hương muội tại văn phòng quả thực hơi quá. Ở thời khắc mấu chốt như thế, phỏng chừng các phó chức lớn cũng để ý nhau rất chặt chẽ, nếu vì hố đào hoa của phụ nữ có vấn đề gì, thì thật có chút mất nhiều hơn được. Thằng nhãi này âm thầm báo cho chính mình phải chú ý. Buổi sáng ngày hôm sau, đồng chí của phòng kiểm toán dưới sự dẫn dắt của Tôn Mãn Quân cũng thật sự đã tới. Kỳ thật gã cũng không phải muốn tra ra chút gì đó. Bởi vì người tinh mắt vừa nhìn những hóa đơn tạm thì có thể nhìn ra căn nguyên. Căn bản là chuyện nhỏ, muốn dựa vào đó lật đổ Diệp Phàm, đó tuyệt đối không thể nào. Tôn Mãn Quân cũng biết điểm này. Tuy nhiên, gã chính là đánh con bài đẹp tiêu hao kinh lực của Diệp Phàm, chỉ cần kéo Diệp Phàm ở lại Lâm Tuyền, vậy hắn căn bản không có thời gian đi hoạt động, vô hình chung tranh thủ được thời gian cho cha gã Tôn Vinh Xuân vào thường ủy. Theo người đáng tin trong huyện suy đoán, trong số đối tượng tranh vào thường ủy lần này, còn vì chuyện này sắp xếp một bảng thành tích chiến công dân gian. Mà đứng đầu bảng không ngờ là đồng chí Diệp Phàm, khi từ miệng Trịnh Lực Văn biết được tin đồn này, Diệp Phàm chỉ còn lại vẻ mặt cười khổ. Hắn nói, xem ra dân chúng của Ngư Dương cũng thật xem trọng tôi, đem một phó chủ tịch huyện xếp cuối bảng trong số các phó chức lớn đẩy lên đầu bảng trong danh sách vào thường ủy. Vị trí đứng đầu này trong tình hình hiện nay là không dễ ngồi. Ngay đỉnh đầu gió ngọn sóng, rất dễ trở thành đối tượng công kích của các đối tượng tranh vào thường ủy. Chủ nhiệm Diệp, nhưng mà, điều này từ một phương diện khác cũng nói rõ sự chấp nhận của dân chúng Ngư Dương đối với cậu. Chí ít về phương diện thành tích chiến công mà cậu anh làm ra quả thật khiến người khác rất chú ý. Trịnh Lực Văn nói, mượn khu kinh tế Lâm Tuyền mà nói đi, chẳng qua nửa năm, chỉ tiêu kinh tế so với năm trước, dường như tăng mạnh 5%. Năm trước là 1%, năm nay trong một lúc tăng tới 6%. Đây còn vì dưới tình hình mạng lưới giao thông Lâm Tuyền còn chưa chính thức hoàn công. Sau khi hoàn công 2 tháng, triển vọng thịnh thế thật sự là khả quan. Hôm qua tôi nghe một lão công tác thống kê lâu năm của Cục Thống kê huyện dự đoán, nói rằng chỉ tiêu kinh tế của khu kinh tế Lâm Tuyền phỏng chừng vào cuối năm tăng trưởng với tốc độ nhanh tới khoảng 7-8%. Sang năm thì càng nguy nữa, một khi gành Quỷ Anh toàn diện phát triển. Tỷ lệ tăng trưởng là tuyệt đối vượt qua gấp bội giá trị bình quân của thành phố Mạc Hương. Có thể nói, chủ nhiệm Diệp đã hoàn thành xong trước thời hạn nhiệm vụ to lớn mà huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện giao cho anh. Mà kéo theo kinh tế toàn huyện tăng tốc trong vòng 2 năm kế tiếp sẽ dần dần hiện ra. Dân chúng khu kinh tế Lâm Tuyền được phước rồi, họ lại không phải kẻ ngốc, chạy trên con đường bằng phẳng, rộng rãi như thế, sản phẩm nông nghiệp, trái cây trên núi. Có thể nhanh chóng chuyển tới thành phố chúng ta thậm chí là ngoài tỉnh, bọn họ thu nhập cao rồi, sao có thể quên đi công thần số 1 như anh. Nghe nói rất nhiều dân chúng vừa nhắc tới con đường này, toàn là dựng thẳng ngón tay cái đối với cậu, hơn nữa, có bà lão, ông lão còn nâng anh lên, đặt một biệt danh, gọi là Lộ Thần, ngày ngày hương khói hầu hạ. Những lời nói của Trịnh Lực Văn cũng có chút khiến cho Diệp Phàm hơi có vẻ tự đắc, mạng lưới giao thông Lâm Tuyền, thật đúng là thẩm thấu rất nhiều tâm huyết của hắn.
khiến Diệp Phàm cảm thấy không ngờ chính là vừa mới buông điện thoại, Đinh Hương Muội liền kích động mà chạy vào văn phòng. Diệp Phàm còn tưởng rằng phải chăng Tôn Mãn Quân tra ra cái gì rồi, thuận miệng nói. Sao lại thế này, chạy nhanh như vậy? Anh xem báo ngày hôm nay. Đinh Hương Muội vẻ mặt vui mừng cười nói. Để anh xem. Diệp Phàm nhìn lướt qua, lập tức bị hai chữ lớn, có chút giống dây du băng thu hút, hai chữ đó không phải lộ thần thì là gì. Mặt sau giới thiệu bối cảnh mạng lưới giao thông Lâm Tuyền, nói là theo dõi đưa tin. Trên báo thì khen ngợi một phen về đồng chí Diệp Phàm lộ thần. Đương nhiên, bài báo này cũng nhắc tới huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ngư Dương, cũng thật sự khiến đồng chí Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ gây ra một sự kiện kẻ khai sáng hoàn toàn chọc giận cổ bảo toàn và vệ sơ tỉnh thì thật thảm. Bài này ai viết cho anh vậy? Diệp Phàm có chút khó hiểu, lật xem người ký tên của bài văn, viết là Ngọc Hoa. Ngọc Hoa, cũng có cái tên này, thật lạ. Diệp Phàm thì thào, giật mình, thầm than chính mình gặp may, trong lúc mấu chốt đang chuẩn bị tạo thế không ngờ có người tự động tìm tới nhà. 3 giờ chiều, đám người Tôn Mãn Quân đột nhiên tìm tới văn phòng của Diệp Phàm, nói rằng tra hạch xong, không phát hiện vấn đề gì lớn, một ít vấn đề nhỏ chủ nhiệm Diệp tự chỉnh đốn và cải cách một chút là được. Sau khi nói xong thì chạy đi thật nhanh, làm cho Diệp Phàm rất buồn bực, thầm nhủ, kỳ quái. Thằng nhóc này rõ ràng là muốn giữ mình ở lại Lâm Tuyền, chuyện gì thế này, bắn vài phát súng, chưa bắn được con chim nào thì trốn rồi. Chủ nhiệm Diệp, xem ra biện pháp của anh vẫn rất có tác dụng. Trang Hồng Ngọc nhìn chiếc xe bốc khói đi xa dần, cười nói. Biện pháp gì? Diệp Phàm đang suy nghĩ chuyện tờ báo, nhất thời chưa định thần. Hừ, còn giả bộ với tôi sao? Trang Hồng Ngọc hừ một tiếng. Cũng không sợ đồng chí Diệp Phàm lắm. Giả bộ, Hồng Ngọc, tôi thật hồ đồ rồi. Diệp Phàm giống kẻ lỗ mãng, bộ dáng hơi ngơ ngác hỏi. Bởi vì suy nghĩ của hắn còn dừng ở trong tin vui trên tờ báo, căn bản không có để tâm. Vừa rồi Cổ Dương đã nói với anh rồi, nói là chủ nhiệm Diệp vừa ra biện pháp hay, phòng kiểm toán lập tức tè ra quần, tự mình cút đi. Trang Hồng Ngọc vẻ mặt vui mừng. Biện pháp hay. Cô nói chuyện phòng tài vụ khu kinh tế đình chỉ vận chuyển. Diệp Phàm cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói. Không phải chuyện này thì còn chuyện gì. Bắt đầu từ đêm hôm qua, tôi đã sắp xếp cho phòng tài vụ ngừng việc toàn diện rồi, kết quả có mấy người chủ công trình nhỏ tới lấy tiền không lấy được tiền. Đương nhiên, tôi cũng đã giải thích một chút về chuyện này, cũng mịt mờ mà biểu đạt một chút về ý của chủ nhiệm Diệp. Phòng chừng phải kéo dài hơn 10 ngày đợi phòng kiểm toán hạch tra xong mới tính tiếp, hơn nữa nói tìm chủ nhiệm Diệp cũng vô dụng, đây là quyết định của huyện. Anh đoán thế nào? Chiều hôm nay Cổ Dương ở Ủy ban Nhân dân huyện phát hiện văn phòng của Chủ tịch huyện vệ không ngờ toàn là mấy người chủ công trình đó, còn có đám người buôn vật liệu xây dựng. Phòng chừng Chủ tịch huyện vệ đã tìm người đứng đầu của phòng kiểm toán gọi tới, Tôn Mãn Quân mới chật vật mà trốn đi, anh có tin không? Đợi chút nữa chắc chắn sẽ nhận được điện thoại trên huyện, bởi vì phòng tài vụ của chúng ta còn chưa mở lại, ha ha ha. Trang Hồng Ngọc vì chủ ý của mình mà đắc ý. Hừ, phòng kiểm toán nói rút lui liền rút lui, không giải thích cho chúng ta, phải cho bọn họ nôn nóng mới được, bằng không, thật sự xem khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta như quả hồng nhũn hay sao. Diệp Phàm thản nhiên cười, chờ điện thoại. Quả nhiên, vệ sơ tỉnh gọi đã đến, có chút phiền não hỏi. Chủ nhiệm Diệp, sao lại thế này, nghe nói đồng chí của phòng kiểm toán đã xét duyệt xong khu kinh tế Lâm Tuyền, sao đến giờ còn không đưa tiền cho đám chủ công trình? Ha ha, chủ tịch huyện vệ, không phải tôi không cho phòng tài vụ chuyển tiền, chủ yếu là buổi sáng kiểm toán tra xét một chút, làm cho sổ sách có chút loạn. Hiện tại đang sắp xếp lại tư liệu, phòng chừng đợi đến sáng mai mới có thể sắp xếp xong, tới lúc đó vừa làm xong tôi liền sắp xếp cho họ tiến hành công tác vận chuyển bình thường. Diệp Phàm diễn trò tương đối là giống. Tuy nhiên, cũng không lừa được con mắt tinh tế của chủ tịch huyện vệ sơ tỉnh, bà lập tức hừ nói. Còn giả bộ ngớ ngẩn để gạt tôi sao? Sổ sách của các cậu nếu như đều dám lấy ra xét duyệt, còn có gì chưa sắp xếp xong? Tôi biết trong lòng cậu tức giận, có phải trách trong huyện sắp xếp như vậy hay không? Kỳ thật, tôi muốn nói với cậu, trong huyện cũng khó. Nhiệm vụ tra hạch lần này của phòng kiểm toán là do tỉnh truyền đạt. Nhằm nghênh đón kiểm tra tiến hành lần đầu tiên kiểm tra đến cùng. Hiện tại trên mấu chốt này, cậu vẫn là lấy đại cục làm trọng,
đừng làm lỡ chuyện của khu kinh tế Lâm Tuyền. Bằng không, gặp chuyện gì thì nói không rõ rồi có phải hay không? Giọng nói của vệ sơ tỉnh tuy nhẹ, nhưng rõ ràng hàm chứa chút uy hiếp, giống như lại kéo tới liên quan đến chuyện tranh vào thường ủy trong thời gian gần đây. Chủ tịch huyện vệ, tôi không phải không lấy đại cục làm trọng, bọn họ thật sự còn chưa làm xong, hiện tại còn phải đổi hết những hóa đơn tạm thành hóa đơn chính quy, chuyện này thì tương đối khó làm rồi. Phải biết rằng chủ nhân của những hóa đơn tạm này là dân chúng nông thôn, phải gọi từng người về. Hơn nữa lần này khu kinh tế chúng tôi là tổn thất tương đối lớn, chẳng những phải quản tiền cơm của người ta, có những người ở thôn xa nhất thời không trở về được cũng phải quản nơi ở cho người ta. Ví dụ như một cụ ông thôn quy lính, chúng tôi đã mua mấy cây chổi khoảng 30 tệ ở chỗ ông cụ, kết quả bị phòng kiểm toán gây khó dễ, bây giờ phải đổi hóa đơn chính thức, chẳng những phải tìm mấy tiệm trên đường để giải quyết. Lộ phí, phí dừng chân, tiền cơm của ông cụ tính lại đúng 50 tệ, vì mấy cây chổi, khu kinh tế còn phải bù vào mấy chục tệ, chuyện chẳng ra làm sao. Những tình huống này chẳng lẽ bộ phận kiểm toán huyện không rõ sao? Đây rõ ràng là ức hiếp xã, thị trấn địa phương phía dưới như chúng tôi mà. Hơn nữa, tốt xấu gì tôi cũng là một cán bộ cấp cục phó, chị không thấy, những nhân viên của phòng kiểm toán, toàn bộ coi tôi như cây chổi lấy đi quét đất. Những ngày tháng như vậy thật sự không thể nào qua, nếu tiếp tục làm khó dễ như vậy, chức chủ nhiệm khu kinh tế làm sao làm tiếp đây? Diệp Phàm kêu khổ thấu trời, đương nhiên là giả vờ. Được rồi, đừng nói nữa, đợi chút nữa tôi nói một tiếng với trưởng phòng Dương phòng kiểm toán, trói buộc một chút đồng chí kiểm toán, phải tôn trọng lãnh đạo địa phương, đừng cầm lông gà xem như lệnh tiễn, một chút chuyện nhỏ như hạt mè cũng xem như chuyện lớn làm khó dễ người ta. Vệ sơ tỉnh có chút bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi sự chú ý của Diệp Phàm. Được rồi, tôi nghe chủ tịch huyện vệ. Diệp Phàm nói. Sau khi buông điện thoại vệ sơ tỉnh cau nhau nói. Tên này, tính xấu cũng khá nóng nảy, trong lúc mấu chốt như thế này còn đánh du kích. Nếu như cho cậu ta vào thường ủy thì còn được sao, sợ chẳng phải cái đuôi đó phải vểnh lên tới trời. Tuy nhiên, có người như vậy vào thường ủy cũng tốt, cũng tốt. Phi Phi. Nhật báo Mạc Hương có phải có phóng viên dùng tên giả Ngọc Hoa phải không? Diệp Phàm hỏi. Ngọc Hoa, ha ha ha. Phu Phi Phi cười khanh khách. Làm gì, cười dâm đãng như thế, làm cho người ta sởn tóc gáy. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Sởn tóc gáy, hừ, Diệp Phàm, anh nói rõ với tôi đi, bằng không, bà đây không tha cho anh. Người dẫn chương trình Phu Phi Phi của đài truyền hình thành phố ở đầu dây bên kia nhấn mạnh nói. Ha ha, tôi muốn cảm tạ phóng viên Ngọc Hoa một chút. Diệp Phàm ấp a ấp úng nói. Chương 703, nhất tiễn tam điêu. Cảm ơn tốt thôi, khi nào tới thành phố thì mời phóng viên Ngọc Hoa một bữa là được. Tuy nhiên phải đền thêm một viên hậu cung Ngọc Nhan Hoàn. Đương nhiên, bổn cô nương này phải chiếm hai viên là được rồi. Họ Diệp à, anh có biết hay không, tất cả việc này đều là bổn đại tiểu thư này hò hét vì anh đấy. Bằng không. Phóng viên Ngọc Hoa còn lâu mới đồng ý đến vùng khỉ ho cỏ gáy ngư dương kia giúp anh. Khẩu khí của Vu Phi Phi tương đối sung, đắc ý bao phủ trong điện thoại. Cô giúp à, ý gì chứ? Diệp Phàm làm bộ hỏi. Cho là tôi không biết à, mấy ngày trước chú của tôi, Vu Kiến Thần, biết được ngư dương các anh còn chống hai ghế ủy viên thường vụ. Cho nên, tối hôm đó đúng lúc ngồi cùng bàn với tôi và phóng viên Ngọc Hoa, tiện lộ ra một câu. Nói là mạng lưới giao thông Lâm Tuyền gì gì đó. Tôi lúc đấy động viên Ngọc Hoa đến Lâm Tuyền của anh để đưa tin, bằng không, người ta làm sao mà đồng ý xuống đó. Bài báo đó không tồi chứ, kiệt tác của bổn cô nương đấy, ha ha. Phu Phi Phi cười điên cuồng, chợt nói giọng độc địa. Đương nhiên, tôi lần trước dùng cái viên kia của anh, Ngọc Hoa cũng tò mò, cho nên tôi dùng viên thuốc đó kích động một chút. Mẹ ơi, thì ra là thế. Lại là viên thuốc đó gây ra chuyện rắc rối. Diệp Phàm trong lòng mừng thầm. Ồ, vậy tôi thật sự là phải cảm ơn cô rồi. Về viên thuốc kia thì có thể ít một chút không? Cô và phóng viên Ngọc Hoa mỗi người một viên, thế nào? Tôi, chỉ còn lại có hai viên thôi. Diệp Phàm vội vàng than nghèo. Á, chỉ còn có hai viên. Nguy to rồi, tôi vốn cứ giật dây giám đốc đài truyền hình đi một chuyến đến mạng lưới giao thông Lâm Tuyền. Bà ấy cũng là vì nghe nói viên thuốc thần kỳ kia mới miễn cưỡng gật đầu đấy. Nếu như không có thuốc,
vậy thì việc đài truyền hình làm chuyên đề đưa tin về mạng lưới giao thông Lâm Tuyền chắc cũng bị nhỡ luôn. Quả thực hết rồi thì tôi nói với giám đốc vậy, thôi vậy. Phu Phi Phi bộ dạng giả vờ kinh ngạc, đơn thuần là đang câu cá, Diệp Phàm đương nhiên cũng biết cô ta đang trêu ghẹo mình. Tuy nhiên, nếu đài truyền hình thành phố mà tới phỏng vấn, đây quả là một cơ hội trời cho không thể đánh mất, vội vàng nói. Vậy thế này, tôi đem viên giữ cho Điền Trúc đưa cho giám đốc đài truyền hình trước, được không? Việc đưa tin là không được dừng lại nhé, tôi thay mặt tất cả cán bộ công nhân viên chức của khu kinh tế Lâm Tuyền, và dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh các vị đài truyền hình đến đưa tin. Vậy để tính sau. Phu Phi Phi nổi da gà. Thôi, các cô có vẻ không tiếc gì viên thuốc đó, nói không chừng phóng viên Lan của báo tỉnh cũng đến, tôi mời cô ấy xuống cũng được. Diệp Phàm phản một quân qua, để xem ý chí của ai mãnh liệt hơn. Anh dám, viên thuốc đó tôi lấy chắc rồi. Hừ, sáng sớm mai là xuống, đồ của bổn cô nương thì đừng hòng ai cướp đi được, hừ hừ hừ. Phu Phi Phi hừ mấy tiếng, dập máy. Muốn chơi ta à, cô hãy còn non lắm. Chỉ cần có viên thuốc, còn sợ không câu được mỹ nhân. Mỹ nhân phải giết, xem ra trăm phát trăm trúng. Diệp Phàm đắm ý hừ một tiếng, trong lòng tương đối thoải mái, nhật báo Mặc Hương đăng, đài truyền hình thành phố lại đến tuần tra một vòng, vậy tạo thế như vậy là hoàn tất rồi. Tuy nhiên cứ nghĩ tới báo khẩn nguyên liệu chế viên thuốc đó, Diệp Phàm lại đau lòng tới độ sắp nghiến răng ken két, trong lòng lẩm bẩm, xem ra phải đến hang núi ở đập nước Thiên Thủy ngó một chút. Lấy một ít quả diễm tình về vậy. Bằng không, không có thuốc về sau muốn câu mấy em thì sẽ phiền toái đây. Hơn nữa, thuốc này quả thực là viên gạch nền cho đường lên chức của ta. Đương nhiên vẫn còn Xuân Cung Hoàn nữa. Thật là nam nữ thông sát, nói không chứng chính dựa vào mấy viên thuốc này mà Diệp Phàm ta từng bước lên cấp. Điều này nếu truyền ra ngoài hẳn sẽ là chuyện cười cho thiên hạ. Thế nhưng cũng bình thường, người ta biếu tiền biếu quả biếu mỹ nhân biếu gì gì đó. Đòn sát thủ của ta chính là viên thuốc, điều quan trọng là kết hợp tốt là được. Quản cái khác làm chi ha ha ha. Nghĩ tới đó, trên mặt hắn lộ ra một điệu cười dữ tợn, hình dạng như ma quỷ, nước bọt dính bên mép cũng không biết. Chủ nhiệm Diệp, anh cười. Đột nhiên một giọng nữ dễ chịu truyền tới, phá vỡ giấc mộng đẹp của Diệp Phàm. Cười, sao thế? Diệp Phàm vội vàng quệt mồm, che giấu cười nói. Hừ. Trang Hồng Ngọc không vừa lòng lườm một cái, nói thêm. Chủ nhiệm Diệp, vừa nhận được thông báo của cấp trên, nói sáng sớm ngày mai Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Lưu Minh Phát dẫn đầu tổ xây dựng cơ bản đến Ngư Dương khảo sát thực địa, hơn nữa chỉ rõ muốn tới thôn Quy Lĩnh xem thế nào. Nghe nói lần này Sở Giáo dục thành phố tới không chỉ có riêng khoa xây dựng cơ bản mà còn có đồng chí kiểm tra phương diện kỷ luật nữa. Kiểm tra kỷ luật ha ha, xem ra bọn họ định một lưới bắt hết đây. Diệp Phàm cười nhạt, kỳ thật trong đáy lòng vẫn hiện vẻ lo lắng. Mặc dù chuyện ở thôn Quy Lĩnh đã qua, lúc đó bản thân cũng phải trả giá bị lấy mất mũ đau đớn thê thảm, nhưng bây giờ người ta lại muốn khơi dậy sóng gió, vậy thì cũng nên phòng ngừa mới được. Lập tức gọi điện cho Đoạn Hải, giao cho anh ta ngay tức khắc đi theo con của Phượng Cửu Công về thôn Quy Lĩnh, làm công tác quần chúng suốt đêm. Cho dù ngày mai Sở Giáo dục thành phố tới cũng có từ tốt mà nói. Phượng Cửu Lập thật ra không nói gì, dù sao Diệp Phàm cũng trực tiếp cho lão ta vào bộ máy chính quyền thị trấn Lâm Tuyền, bây giờ đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng đảng, lăn lộn cũng không tồi. Uống nước không quên người đào giếng, đương nhiên đối với Diệp Phàm cũng là đội ơn. Lo toan hết các việc phiền toái này, Diệp Phàm cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thở dài lẩm bẩm. Chuyện quan trường đúng là phức tạp thật, vì mấy cái chức ủy viên thường vụ mà gần đến nước rút dao đánh nhau rồi. Theo tình hình hiện tại thì đơn giản là một trận hỗn chiến. Phó chủ tịch huyện Cố bị xử rồi, phó chủ tịch huyện Tiếu cũng chẳng khác gì, phỏng chừng bản thân cùng Mâu Dũng cũng chẳng tốt đẹp ở đâu cả. Chuyện lần này của thôn Quy Lĩnh không chừng nhằm riêng vào bản thân mình. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, bởi vì Cố Đức Ngũ là phó chủ tịch huyện phân công quản lý văn vệ, hơn nữa nghe nói lần này Sở Giáo dục thành phố chính là do hắn mà tới. Hơn nữa lại còn mang theo hai người nữa đi cùng mình và Mâu Dũng. Người thiết lập ra hạ kế này quả là thông minh, Diệp Phàm cứ nghĩ mãi rốt cuộc là ai đang nổ súng. Tôn Vinh Xuân không thoát khỏi tình nghi rồi, thế nhưng cũng không thể loại bỏ khởi xướng phản kích của Tiếu Y Lâm. Theo lý mà nói người nhà họ Ngọc thì không thể, bởi vì việc này cũng dính tới Mâu Dũng. Triệu Bích Kiện chắc là không,
anh ta cũng biết bản thân không thoát khỏi liên quan đến vụ việc ở thôn Quy Lĩnh rồi. Chỉ còn lại mấy người Triệu Thiên Khôn, Lưu Kiện Phi, Trương Quốc Hoa. Trong ba người đó thì phỏng chừng phó chủ nhiệm khu kinh tế Trương Quốc Hoa là đáng hoài nghi. Đào góc tường của ông mày. Diệp Phàm chửi một câu, thế nhưng con người Trương Quốc Hoa không dễ đối phó. Người này từ khi đến khu kinh tế Lâm Tuyền nhận chức phó chủ nhiệm thường trực tới giờ đều rất trung quy trung cử. Hơn nữa, người này là tự ủy ban nhân dân thành phố xuống, dày dặn kinh nghiệm, mối quan hệ ở thành phố rất linh hoạt, hơn nữa lại có bí thư Cổ Bảo Toàn hỗ trợ đắc lực, nghe nói Trương Quốc Hoa và Cổ Bảo Toàn còn là bạn học trường đảng nữa. Người này luôn ẩn nấp rất kỹ, xem như là một cao thủ. Ông ta nếu có chuyện thì chắc rằng một số nhân vật dưới tay ông ta ở khu kinh tế này cũng không thoát được, ít nhất cũng phải gánh vác trách nhiệm của lãnh đạo. Cho nên muốn hạ thủ Trương Quốc Hoa xem ra có vẻ khó. Đều tồn tại trong cùng một nồi, đả thương thì cũng sẽ làm tổn hao cái nồi. Diệp Phàm thật ra lo lắng nhất chính là Trương Quốc Hoa, suy đoán Cổ Bảo Toàn sắp xếp Trương Quốc Hoa đến khu kinh tế Lâm Tuyền chắc nhằm vào vị trí của mình. Hiện tại chuyện vào chức thường vụ chắc Cổ Bảo Toàn cũng sẽ giúp lão. Cho nên, Diệp Phàm quyết định chuyển sang chỗ ông anh Tào Vãn Niên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nghe nói Tào Vãn Niên và Cổ Bảo Toàn quan hệ tương đối tốt. Nếu như ông ấy ra mặt thì có khi Cổ Bảo Toàn từ cái vảy trên người Trương Quốc Hoa chuyển sang mình cũng nên. Trong lúc Diệp Phàm đang vạch kế hoạch thì ở tỉnh thần tài Ngọc Sử Giới cùng Cổ Bảo Toàn đang ở nhà họ Ngọc tán ngẫu hăng say. Giám đốc Ngọc, nghe nói chuẩn bị phát trợ cấp nông nghiệp mà tỉnh hạ lệnh cấp cho Ngư Dương. Không biết khi nào gửi tới tài khoản của Ngư Dương. Cổ Bảo Toàn cẩn thận hỏi. Việc này, sở tài chính chúng tôi phải đối mặt với toàn tỉnh, không trực tiếp phát vào tài khoản của huyện Ngư Dương, phải qua thành phố rồi mới chuyển lại đây. Chỉ có điều, khoản tiền trợ cấp này mặc dù nói là hơn 20 triệu nhưng là của toàn tỉnh Nam Phúc chúng ta, chứ không riêng gì huyện Ngư Dương các vị nghèo khó. Ngọc Sử Giới ngôn từ bí ẩn, Cổ Bảo Toàn nào có phải nghe không hiểu nguyên tắc trong đó. Trong bụng chửi thầm, cáo già, lại muốn đòi hỏi rồi. Quan trường này quả thực là như mua bán đồ ăn vậy. Lão thất phu này, giống như là nắm trong nay đồ ăn ngon vậy. Lập tức cười nói. Giám đốc Ngọc, ông từ Ngư Dương mà thành quan lớn. Nhiều năm nay cũng xây dựng cho quê hương không ít thứ. Đường của quê hương, cầu của quê hương, nhà xưởng của quê hương, trường học đều lưu lại dấu chân và tình yêu của ông. Người dân ở quê hương đánh giá ông rất cao. Tôi tin tưởng Giám đốc Ngọc sẽ vì nhân dân ở Ngư Dương của chúng ta mà cố giành được vốn tiền quý báu này. Không dám dài dòng, 3 triệu sẽ không làm khó Giám đốc Ngọc chứ. Ha ha ha, bí thư Cổ, mặc dù tôi công tác ở sở tài chính tỉnh, nhưng trên còn có giám đốc sở, dưới có các trưởng phòng, hơn nữa trung gian còn có một phó giám đốc thường vụ giám sát. 2 triệu cũng không thể nói tôi có thể làm chủ. Chính bởi vì tôi từ Ngư Dương đi lên, chiếu cố đến quê hương cũng là điều nên làm, nhưng tôi cũng phải chú ý tới ảnh hưởng đúng không? Mấy năm trước có năm nào mà Ngư Dương các anh không lấy ở sở tài chính mấy triệu? Điều này, về sau có người phàn nàn, làm người khó, làm quan còn có hơn. Ngọc Sử Giới cười ha ha, vẫn cứ không mở miệng, đương nhiên là phải chờ giá cao rồi. Hừ, ông mới lấy về cho Ngư Dương mấy triệu mà đã vênh váo đến trời rồi. Tôi nghe nói mấy người còn không bằng ông chỉ là lức phó giám đốc sở thôi, người ta mỗi năm lấy về cho quê hương mình khoản tiền lên tới hơn chục triệu. Người đó là ai? Làm người thật khó, làm quan không dễ. Mỗi một khoản tiền đều phải giống như đang làm giao dịch, không có giao dịch thì làm gì có khoản nào để phát. Nói như Ngọc Sử Giới, trừ phi là đang câu cá, đoán chừng lần này không cho nhà họ Ngọc tranh chức ủy viên thường vụ thì Ngọc Sử Giới tuyệt đối không nhả ra rồi. Cổ Bảo Toàn trong bụng oán thầm lão già Ngọc Sử Giới này. Quyết định trước khi tung ra mồi nhử thì phải thăm dò một phen rồi mới nói, thế là lại cười tủm tỉm nói. Gần đây cán bộ quần chúng của Ngư Dương đều đánh giá rất cao hai đồng chí Xuân Thiền và Mâu Dũng. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi cũng coi trọng. Nếu đã làm được thành tích thì cũng nên có thưởng. Chương 704, bán mũ quan theo cân. Xuân Thiền không tồi. Phát huy rõ tác dụng trong việc sửa đường ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Sau đó lại chuyên môn giúp đỡ chủ tịch huyện vệ triển khai công việc, làm việc rất đồng bộ. Tuy nhiên, đồng chí Mâu Dũng tuy chỉ là một bí thư nhưng tôi nghe nói mấy tháng trở lại đây, kinh tế thị trấn Lâm Tuyền tăng trưởng rất nhanh chóng. Nghe nói tăng trưởng ước chừng gấp 4-5 lần so với năm ngoái. Mâu Dũng không tồi,
tuổi thì trẻ, có nhiệt tình, lại có năng lực. Cán bộ trẻ tuổi như vậy thì bí thư cổ sẽ chú tâm bồi dưỡng phải không nào? Ngọc Sử Giới giấu đầu hở đuôi, khen cháu gái Ngọc Xuân Thiền nhưng rồi lại chuyển trọng điểm vào Mâu Dũng. Cổ Bảo Toàn vừa nghe đã hiểu ngay, thì ra người nhà họ Ngọc đẩy rời nhân vật mấu chốt sang Mâu Dũng. Những quan chức thường xuyên nói chuyện kiểu như thế, đầu tiên là khơi mào, sau đó chuyển sang việc liên quan rồi mới đến trọng điểm vấn đề. Việc này đương nhiên Cổ Bảo Toàn rất hiểu, tuy nhiên tình hình này xảy ra lại gây khó xử cho Cổ Bảo Toàn. Nên biết rằng Mâu Dũng chẳng qua chỉ là một bí thư ở Lâm Tuyền, cũng chỉ gần như là một trưởng phòng. Trên y còn có Diệp Phàm và Trương Quốc Hoa là hai lãnh đạo trực tiếp cấp cục phó. Đối với Trương Quốc Hoa thì Cổ Bảo Toàn lần này ắt phải để cho y thăng chức. Về phần Diệp Phàm thì ngược lại, phải đợi lần thăng chức tiếp theo mới được. Vấn đề của đồng chí Mâu Dũng thì căn bản cũng chưa thể giải quyết. Tuy rằng gần đây bố Mâu Dũng cũng có ướm lời với Chủ tịch thành phố và Dượng Y là Phó trưởng Ban Tiêu Bình Quốc cũng có gọi điện thoại tới mà chưa đâu vào đâu cả. Nhưng danh ngạch quá ít, nhiều lãnh đạo thành phố cũng gọi điện tới. Cổ Bảo Toàn chọn lọc trong số đó dựa trên các phương diện lợi ích và phương diện thế lực. Quyết định cuối cùng định là phải đỡ Trương Quốc Hoa lên ngựa trước đã. Tuy nhiên, Cổ Bảo Toàn cũng im lặng, nếu ý tứ của Ngọc Sử Giới rõ ràng là phải giúp cho Mâu Dũng lên trước thì phải làm theo. Tuy nhiên, vị trí bên kia phỏng chừng phải được điều chỉnh ngay lập tức. Ông ta cười nói, ừ, Mâu Dũng không tồi. Dưới sự lãnh đạo của cậu ấy, bộ mặt của thị trấn Lâm Tuyền thay đổi hẳn. Tăng trưởng kinh tế lại vượt qua dự đoán của huyện. Ở huyện cũng có quyết định này. Đối với các cán bộ trẻ tuổi, đất nước chúng ta rất coi trọng việc bồi dưỡng. Cổ Bảo Toàn ném câu ra một câu nói lấp lửng. Tuy nhiên Ngọc Sử Giới cảm thấy lời nói của Cổ Bảo Toàn còn chưa chắc chắn. Ông ta cần có được câu trả lời khẳng định. Không thấy con thỏ manh động gì nữa chính là tính toán của Ngọc Sử Giới, ông ta lập tức mặt dạn mày dày cười nói. Vậy thì Mâu Dũng cũng có phúc có phần. Không biết huyện Ngư Dương các anh chuẩn bị cách thức bồi dưỡng như thế nào? Ha ha, thật ra tôi cũng rất có hứng thú muốn nghe xem sao. Ở tỉnh gần đây không có chỉ tiêu huấn luyện, về điểm này thì đúng là không có cách nào cả. Tuy nhiên thế cục gần đây ở huyện thì chắc giám đốc Sở Ngọc cũng có nghe nói qua việc bồi dưỡng cho những cán bộ trẻ giống như Mâu Dũng. Huyện ủy chúng tôi sẽ không giấu giếm, cũng có thể để thay máu mới cho bộ máy huyện ủy. Cổ Bảo Toàn đương nhiên lần này càng nói trắng ra, trực tiếp đề cập tới bộ máy huyện ủy. Chỉ thiếu nước chưa tung hai chữ ủy viên thường vụ ra mà thôi. Câu trả lời này khiến cho Ngọc Sử Giới khá là hài lòng. Ông ta lấy tay sờ sờ mấy sợi râu dưới cằm rồi cười nói. Ừ, bí thư Cổ có thể nhìn xa trông rộng như thế khiến tôi rất khâm phục. Bây giờ hay có chuyện lãnh đạo khinh thường thanh niên và người trẻ tuổi, nói rằng kinh nghiệm lý lịch của họ không nhiều nên ít coi trọng. Thật ra cán bộ trẻ tuổi thường hay có chút bốc đồng. Như tình hình Ngư Dương hiện nay đấy, cần thay một ít máu mới để làm phong phú thêm thành phần ủy viên thường vụ. Nói thì tôi không nói nhiều, chỉ cần bí thư Cổ có thành ý thì khi tôi về tỉnh sẽ cố gắng hết sức tranh thủ sự giúp đỡ. Nhiều thì không nói nhưng việc chi khoản tiền 4 triệu trợ cấp nông nghiệp thì không thành vấn đề gì. Về phần tới cấp thành phố có bị họ chặn lại một phần hay nhiều ít gì thì cần cán bộ của Ngư Dương cố gắng tranh thủ. Đương nhiên, tôi sẽ để ý đến khoản tiền cấp cho Ngư Dương. Chỉ có điều, bí thư Cổ này, tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ như thế này. Ngọc Sử Giới lại tung ra một điều kiện. Mời giám đốc Ngọc cứ nói, chỉ cần bản thân tôi có thể làm được thì tôi xin làm ngay. Cổ Bảo Toàn trong lòng vui vẻ, đương nhiên nguyên nhân chính là do sẽ được cấp số tiền 4 triệu. Tuy nhiên khi Ngọc Sử Giới muốn nói đến một thỉnh cầu của ông ta thì trong lòng Cổ Bảo Toàn chợt run, bởi không biết Ngọc Sử Giới sẽ đề xuất yêu cầu gì, có khó khăn lắm không? Rất đơn giản, lần trước khi tôi đi núi Bà La gặp phải thằng danh thối tha kia, chuyện nhân sự ở huyện Ngư Dương các anh thay đổi nhanh quá phải không? Ha ha! Ngọc Sử Giới nói thẳng đến Diệp Phàm luôn, vừa nghe xong Cổ Bảo Toàn đã hiểu ngay. Ông ta gật đầu nói, chuyện đó là do hoàn cảnh mà ra vậy thôi. Đồng chí Diệp Phàm ở khu kinh tế Lâm Tuyền cũng làm mấy tháng thôi, cũng nên chuyển sang chỗ khác, tìm một vị trí thích hợp cho cậu ta. Chẳng hạn như phân công quản lý văn hóa giáo dục vệ sinh. Phó Chủ tịch huyện Cố sớm đã có yêu cầu muốn đổi hạng mục phân công quản lý. Chúng ta dù sao cũng nên chiếu cố đến thỉnh cầu của đồng chí Lão Thành, đúng không nào? Cổ Bảo Toàn vừa nói ra thì Ngọc Sử Giới lập tức đồng ý ngay, liền cười nói.
Ừ, vì trăm năm chồng người mà, vẫn là bí thư cổ nghĩ chu đáo hơn, phân công người thanh niên đó việc quản lý giáo dục, ít nhất cũng có thể xây dựng được một số trường học có phải hay hơn không? Ha ha, ông già này trong lòng rất đắc ý thầm nghĩ. Kiều Long, cháu xin chú hạ thủ lưu tình, chú bây giờ cũng đang lưu tình đây, cũng chưa đến mức chuất mũ quan của cái tên vô lại kia. Tuy nhiên, điều chỉnh phạm vi phân công quản lý thì chẳng khác nào thằng nhãi này bị tước quyền. Từ chỗ đường đường có thực quyền trong tay, cuối cùng bây giờ không có ai để ý tới, thế cũng đủ cho nó ngấm đòn. Sau này có muốn lên chức cũng khó khăn. Ít nhất việc xem xét thăng chức lần này thì thằng nhãi này không có phần rồi. Trên tay đang có quyền mà cổ bảo toàn, còn không mau mà nhận 4 triệu đi. Nếu không chưa chắc ông ta sẽ để ý đến việc mình là một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Quyền tiền trao đổi, hừ. 6 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm mang quần áo vải thô và đôi giày cũ màu xanh, đầu đội chiếc mũ rơm đi ra ngoài. Để tìm được chiếc mũ rơm như vậy thì nhờ có lái xe riêng là Lý Tuyên Thạch từ Đập Thiên Thủy đưa tới. Về phần đôi giày thì cũng là do Lý Tuyên Thạch tìm cho. Hóa trang như vậy thì mới thực sự trở thành một cán bộ nông thôn, thực sự một lòng thâm nhập vào cuộc sống của người nông dân. Toàn bộ những chuyện này đều là mưu tính của Diệp Phàm. Thằng nhãi này đã sớm đi dò xét các đoạn đường công trình, chủ yếu tìm đến các đoạn đường đang làm. Thâm nhập khó khăn của quần chúng như vậy thì sẽ hiểu được một chút về cuộc sống của quần chúng. Nhân tiện còn có thể được thưởng một ít tiền, chắc khoảng hơn 100 đồng. Lúc gần đến 10 giờ, lúc này người dẫn chương trình xinh đẹp Phu Phi Phi mang theo nữ phóng viên Ngọc Hoa của Nhật báo thành phố Mặc Hương nhanh chóng đến Lâm Tuyền. Sau khi nghe nói chủ nhiệm Diệp xuống nông thôn thì cô trực tiếp lái xe đuổi theo. Từ rất xa họ đã phát hiện ra chủ nhiệm Diệp không ngờ đang xắn tay áo, cả hai ống quần đều dính bùn đất. Hắn đang cùng một người nông dân vớt một tảng đá hòn đen xì, khoảng 100 cân từ rãnh nước lên. Phu Phi Phi ra lệnh một tiếng, quay phim chụp ảnh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này được. Một bức ảnh như vậy có thể xây dựng được hình ảnh đẹp về vị lãnh đạo tích cực cùng nhân dân làm đường. Chủ nhiệm Diệp có rảnh không? Chúng tôi muốn được nghe anh nói về viễn cảnh tương lai của mạng lưới giao thông Lâm Tuyền. Phu Phi Phi cầm micro, tiếp cận Diệp Phàm. Lúc này tôi không rảnh đâu, chờ tôi mang khối đá này đi đã rồi nói sau. Diệp Phàm lau mặt một lát, chỉ khiến cho mồ hôi bớt đi, nhưng trên thực tế mặt hắn lại dính đầy hồ bẩn, lại hiện lên vẻ mặt của người dân lao động. Hắn dẫn cả mấy người Phu Phi Phi cùng đi một vòng cho đến 12 giờ trưa thì trở lại Lâm Tuyền thì nghe nói có mấy người ở sở giáo dục thành phố đến thôn Quy Lĩnh. Sau khi nắm bắt được toàn bộ tình hình thì họ đi thẳng đến huyện. Diệp Phàm cũng không thoải mái. Toàn thân hắn nhức mỏi vì phải làm nô tài một lúc cho Vu Phi Phi và Ngọc Hoa. Đương nhiên là hắn hầu hạ bôi thuốc cho hai cô nàng đó. Tuy nhiên, phóng viên Ngọc Hoa khuôn mặt còn khá trẻ, hơn nữa còn khá đầy đặn. Thằng nhãi này vừa làm thuốc vừa suy nghĩ đen tối trong đầu. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt nên hắn cũng không dám làm gì sỗ sàng mà còn có biểu hiện rất đứng đắn. Về hiệu quả thì lần đầu sử dụng, phóng viên Ngọc Hoa khá là hài lòng. Cô cười nói rằng sau khi trở về nhất định sẽ đưa tin tốt về chủ nhiệm Diệp. Diệp Phàm đương nhiên cũng không ra vẻ kiêu ngạo. Hắn tiện tay đưa luôn báo cáo tổng kết toàn bộ tình hình khu kinh tế Lâm Tuyền mà hắn hoàn thành tối qua cho cô. Phóng viên Ngọc Hoa đưa mắt đọc qua một lượt từ trên xuống dưới rồi chậc chậc khen ngợi. Quả là xứng danh tốt nghiệp loại giỏi Đại học Hải Giang. Vượt qua cả tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Ha ha, phóng viên Ngọc quá khen rồi. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Thật ra bài văn này là do đêm qua Cổ Dương tập hợp rồi mang ra văn phòng huyện ủy cho Tổng Thư Ký viết lại. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua hành văn rất dở của Diệp Phàm được. Sáng ngày hôm sau, có tin tức truyền đến rằng Phó Chủ tịch huyện Cố Đức Ngũ vì chuyện bị ghi tội xử phạt ở thôn Quy Lĩnh nên bị huyện phê bình đích danh. Nguyên nhân chính là vì chuyện lão bí thư chi bộ Phượng Cửu Công ở thôn Quy Lĩnh bị tường đè chết, nhiều lần đi tìm Phó Chủ tịch Cố. Phó Chủ tịch huyện Cố tiền lương hơn 1.000, vậy mà cũng không chịu chi ra được 1.000 đồng tu sửa ngôi trường rột nát ở thôn Quy Lĩnh. Nghe nói Phó Chủ tịch Cố khi gặp mặt các đồng chí ở Sở Giáo dục thành phố còn nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ, nói rằng chính mình cho bí thư chi bộ Phượng 300 đồng. Lúc đó ông ta khiến cho cả hội trường cười vang, bí thư thanh tra kỷ luật Sở Giáo dục thành phố thuận miệng cười lạnh nói. Đúng là người rất coi trọng giáo dục mà cho người ta có một chén thịt. Phó Chủ tịch Cố Đức Ngũ tức giận đến mức đỏ mặt tía tai,
tự coi mình như là cổ bảo toàn, cãi lại. Bí thư Trương, có loại thịt đắt tiền như vậy sao? Nói chuyện cũng phải để ý chứ, tùy tiện nói xấu như vậy là không được. Có đúng không, việc này ông có muốn điều tra không? Có một lần lão bí thư chi bộ Phượng đến thị trấn tìm ông đang ngồi ăn món thịt thú rừng đặc sản. Miếng thịt sói lông xanh đó cũng không hề rẻ, một cân nghe nói cũng tới 1.000 đồng. Hơn nữa, còn khéo hơn là loại thịt đó do một người họ Lý ở đập nước Thiên Thủy mang tới. Muốn đi tìm nhân chứng để đối chứng thì cũng để ý một chút, cho nên, một chén thịt mà 300 đồng cũng không đúng sao. Cố Đức Ngũ liền tức giận đến nỗi hai mắt trắng dã, cảm thấy đầu óc choáng váng, lăn ra ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện huyện ngay. Mậu Dũng lúc đó trực tiếp là bí thư đảng ủy quản lý thôn Quy Lĩnh thị trấn Lâm Tuyền. Chỉ có điều chỉ cảnh cáo miệng một chút chứ không cảnh cáo trên giấy tờ, cũng không ghi vào hồ sơ. Còn về phần đồng chí Diệp Phàm, chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền thì đồng chí ở Sở Giáo dục thành phố cũng có nhắc tới, nói là tuy rằng đồng chí Diệp Phàm lúc ấy bận việc thu hút đầu tư, mấy ngày nay đều lên thành phố, nhưng cũng không thể bỏ qua trách nhiệm lãnh đạo, đề nghị phải cảnh cáo miệng. Chuyện đã xảy ra thật là kỳ lạ. Chương 705, Phí Ngọc. Lúc này nhân vật số 1 của huyện ủy là cổ bảo toàn lắc lắc đầu, giải thích là trước đây đã xử lý chuyện của đồng chí Diệp Phàm, không cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ nữa. Nếu cứ nói như vậy thì trong cuộc đời một cán bộ nếu có một lần phạm phải sai lầm thì không lẽ phê bình tận mấy chục lần. Ngay cả chủ tịch huyện vệ Sơ Tịnh đứng bên cạnh cũng đứng ra minh chứng, nói rằng do chuyện ở thôn Quy Lĩnh lần đó mà Diệp Phàm bị mất chức chủ tịch thị trấn. Hơn nữa sau đó đồng chí Diệp Phàm lại có công trong việc sửa chữa trường tiểu học thôn Quy Lĩnh, hắn đã chạy vạy kêu gọi được hơn 1 triệu để sửa chữa trường học. Bây giờ ở Ngư Dương thì trường đó là một trường học được xây dựng hiện đại hàng đầu. Mất bỏ mới lo làm chuồng cũng không hề cứu vãn được gì. Nếu hai vị đầu sỏ của huyện không truy cứu thì các đồng chí ở Sở Giáo dục thành phố đương nhiên cũng không gây khó dễ. Bọn họ chỉ đưa ra một đề nghị nhỏ là việc này cuối cùng phải thu xếp ổn thỏa. Mà Phó Chủ tịch huyện Cố Đức Ngũ không ngờ nhập viện cũng khiến cho ông ta bị loại. Những đối thủ của ông ta đương nhiên vui mừng trước tình hình như vậy, loại được một đối thủ chủ chốt thì tốt hơn là loại được nhiều đối thủ bình thường. Nhưng ngược lại, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tỉnh cũng khiến cho một số cán bộ huyện mở rộng tầm mắt. Một số đồng chí dường như cũng đã cảm thấy trước được một số chuyện. Một đám người than thở là đồng chí Diệp Phàm dở mánh khóe, vô thanh vô tức. Không ngờ tranh thủ được sự ủng hộ của hai nhân vật số 1 của huyện. Vậy thì nếu hắn muốn vào danh ngạch ủy viên thường vụ huyện lại không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao? Nếu việc đồng chí Diệp Phàm vào thường ủy là đúng thì cần phải lợi dụng cơ hội trước khi hắn lên chức để kết thân với hắn. Cho nên, gần đây có rất nhiều cán bộ tìm đến đồng chí Diệp Phàm báo cáo công việc, tâm sự. Ngay cả 12 nhân vật số 1. Số 2 ở 2 xã 6 thị trấn lệ thuộc trực tiếp hắn đều đã từng hơn một lần đến Lâm Tuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, nghe phong thanh tin Phó Chủ tịch Diệp sắp ngồi lên ngai vàng trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, ở thị trấn được một phen giáo giác. Hơn nữa, thậm chí có người còn nói, Phó Chủ tịch Diệp chẳng những sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tuyên giáo mà còn có thể tiếp tục kiêm nhiệm cả chức chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền nữa. Bởi vì hắn rất giỏi xoay sở ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Mặt khác các cán bộ khác không có được uy tín như hắn. Chuyện đó khiến cho Diệp Phàm cảm thấy buồn bực trong lòng, tuy nhiên lại có chút yên tâm hơn. Nếu Cổ Bảo Toàn che chở cho hắn như vậy, Vệ Sơ Tịnh lại giúp đỡ bên cạnh, hai vị đầu sở đều có khuynh hướng giúp mình thì chuyện lên chức nắm chắc tận 8 phần. Thấy cô phát thanh viên xinh đẹp của đài truyền hình Vu Phi Phi đang đưa tin phỏng vấn, trên mặt Ngọc Sử Giới lộ ra một tia mỉa mai chế giễu. Trong ánh mắt Ngọc Kiều Long cũng lóe sáng. Trên mặt Ngọc Nhã Chi thì có vẻ thương hại. Cổ Bảo Toàn lại có vẻ mặt lo lắng, còn Vệ Sơ Tịnh lại có vẻ đáng tiếc. Tạ Cường thì cười khẩy, Tiếu Thuần Thần trên mặt có vẻ đố kỵ. Chỉ có trưởng ban tổ chức cán bộ Miêu Phong là không có biểu hiện gì cả, làm như là Diệp Phàm là người ngoài đường không có quan hệ gì với mình. Lúc TV phát tin đó thì Diệp Phàm lại không có thời gian xem vì suốt đêm hắn phải tới thành phố. Sau khi tìm được Vu Kiến Thần, nghĩ ngợi xong xuôi hắn mới liên hệ với trưởng ban thư ký Phí Ngọc. Vì hắn nghe nói là vợ của Vu Kiến Thần là bạn học với Phí Ngọc, mà lần này Diệp Phàm đến cũng nhân tiện hỏi thăm cô ta luôn. Chỉ có điều thằng nhãi Vu Kiến Thần khi gặp hắn thể nào cũng có chuyện xảy ra, vậy xử lý sau cũng được. Mắt thấy thời gian không chờ đợi mình, Diệp Phàm không yên tâm đành gọi điện thoại cho Phí Ngọc.
hắn nửa thật nửa đùa nói rằng không biết bà chị kết nghĩa này có nhớ mình không. Mặc kệ kết quả thế nào thì hắn cũng đành thử liều một phen. Dù sao chuyện của quỷ anh nhà họ Phí cũng còn nợ hắn chút tình, mặc dù hắn tự mình đến thỉnh cầu thì cũng phải nhún nhường trước Phí Ngọc, còn chuyện ân tình để nói sau. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung lên mà chưa có ai nhấc máy, thằng nhãi này có chút bồn chồn trong lòng, hơi có vẻ hồi hộp. Cuối cùng thì cũng có người nghe máy. Trong nháy mắt hắn bình tĩnh trở lại, bật cười ha hả, nói. Xin chào chị Phí, em là thằng em Diệp Phàm của chị đây. Thằng nhãi này đúng là da mặt dày, tự xưng là em trước. Diệp Phàm à, cậu sao rồi? Tự nhiên sao lại nhớ tới chị Phí này mà gọi điện thoại vậy? Không ngờ Phí Ngọc lại vui vẻ nói đùa, nhưng lại làm cho Diệp Phàm nhanh chóng bình tâm lại, hắn cười đáp. Chị Phí nói gì vậy? Không phải em gọi điện thoại cho chị rồi đây sao? Thời gian vừa rồi em sợ chị Phí bận nên ngại quấy rầy chị. Hi hi, chắc không phải là ngại chị Phí bận rộn đâu, cậu em à, trước mặt chị Phí thì cũng bắt đầu màn cãi cọ rồi, nhưng đây thì không được. Nói đi, có chuyện gì vậy? Phí Ngọc nhanh chóng hỏi lại. Thật ra Phí Ngọc cũng sớm biết thằng nhãi này đang có suy tính gì đây, đơn giản là hắn không tự mình nói trước mà giả câm giả điếc chờ người ta phải nói ra thôi. Đến kiểm phổ các ngồi chị nhé. Diệp Phàm đưa ra lời mời, tuy nhiên hắn cũng hơi lo lắng là Phí Ngọc không nể tình. Kiểm phổ các, cậu em thích kim kịch à? Phí Ngọc không trả lời ngay mà lại nói lái qua chuyện khác. Chị Phí không thích sao? Diệp Phàm hỏi lại. Đi cũng được, có người nào khác nữa không? Phí Ngọc hỏi, xem ra cô cũng thích. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng như vậy rồi nhanh chóng nói. Em định gọi cho cục trưởng Vu. Tuy nhiên tạm thời anh ấy đang bận việc, nhưng thật ra không nên kêu thêm những người khác. Nếu chị Phí thấy không đủ đông vui thì để em gọi thêm vài người nữa, ha ha. Diệp Phàm cười ha ha nói, nhưng có vẻ không nhiệt tình chuyện đó. Chỉ có cậu thôi sao? Phí Ngọc lại hỏi, nhưng đúng là lại biến Diệp Phàm thành kẻ hơi bị lố, rõ ràng là chỉ có một mình hắn chứ sao nữa. Còn hỏi nữa chứ? Chị Phí còn sợ em ăn thịt hay sao, ha ha. Thằng nhãi này nói đùa được mấy câu nhưng thật ra đúng là hắn to gan quá. Hắn cảm thấy Phí Ngọc không vui mấy nên mới nói đùa như vậy. Kỳ thật hắn đang dùng phép khích tướng, dùng một mưu kế nhỏ. Phí Ngọc đường đường là trưởng ban thư ký thành ủy thì nào có biết được, cô lập tức cười nói. Sợ cậu ăn thịt ư, thằng danh con mà dám múa dìu qua mắt thợ trước mặt chị Phí sao? Nhưng thật ra tôi cũng muốn xem cậu có để râu dài thật không? Phí Ngọc đáp rồi trầm ngâm trong chốc lát, cô còn nói thêm. Tôi ngồi xe của cậu nhé, đậu xe ở phía đông tòa nhà Hoa Long chờ tôi. Tôi đưa cậu tới một nơi khác còn đặc sắc hơn cả kiểm phổ các. Tuân lệnh, chỉ có lệnh nào mà em dám không tuân chứ? Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, khẩn trương đáp. Hắn thầm nghĩ. Xem ra Phí Ngọc định tán gẫu với mình, không chừng là định bàn bạc gì với mình nên mới tìm đến nơi bí mật đó. Xét tình hình trước mắt. Ở huyện thì thế lực của nhà họ Phí bị yếu đi một chút. Từ sau khi Chu Trường Hà ngã ngựa, cánh tay phải đắc lực của Phí Mặc bị giảm bớt, trong hội nghị thường vụ lời nói và quyền thế của ông ta yếu đi không ít. Chẳng lẽ chị Phí muốn đưa mình lên thay thế vị trí của Chu Trường Hà trước đây ư? Nếu thật có thể như vậy thì cũng nên suy xét hợp tác với Phí Mặc, đương nhiên, việc hợp tác này cũng có chừng mực. Diệp Phàm mình cũng không muốn biến thành cái đuôi của Phí Mặc, chỉ có thể là liên minh mà thôi. Diệp Phàm nghĩ ngợi rất lung tung, không lâu sau hắn tới tòa nhà Hoa Long, lái chiếc xe Wrangler tới một góc khuất. Hắn suy xét rằng Phí Ngọc ở thành phố cũng là một người có diện mạo, phỏng chừng có không ít người biết cô. Đến lúc nhỡ Phí Ngọc đến thì sẽ gọi điện thoại thoại cho mình, không sợ cô không tìm thấy mình. Vì thế hắn ngồi trong xe mở nhạc nghe, mở cửa sổ hút thuốc. Không lâu sau, trong xe vang lên giọng ca một bài hát cổ điển rất hay. Đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Phí Ngọc đâu cả. Đúng là phụ nữ, thật đúng là phiền toái. Thằng nhãi này trong miệng cào nhàu mấy tiếng, lại ngậm tiếp một điếu xì gà hiệu nổi tiếng. Vừa mới hít một hơi thì hắn nghe tiếng động vang lên cạnh xe. Hắn mở nhạc nhỏ lại, vừa ló đầu ra thì phát hiện có 3 nam 1 nữ, một người thanh niên trẻ tuổi đang ra sức lấy tay vỗ vào xe hắn. Chiếc xe Wrangler nghe nói phải tới hơn 1 triệu mà hắn được Thiết Chiêm Hùng đặc biệt thưởng cho. Các cậu này, xe của tôi không phải là bao cát, sao cứ đấm vào đó?
Tâm trạng Diệp Phàm cũng không tệ lắm, thái độ không tồi, chỉ có điều hắn hơi lớn tiếng một chút. Anh Đông, anh thấy không, thằng danh này rất vênh váo nhé, ngay cả tay lương qua cũng dám bảo dừng lại, rất giỏi. Trong số ba nam một nữ kia có một người khỏe mạnh tên Mạc Long, dường như liếc mắt khiêu khích Diệp Phàm một cái. Thằng nhãi này quay sang một nam một nữ bên cạnh người thanh niên đang cầm chiếc áo hoa ngắn cười nói, nhưng thật ra để cho Diệp Phàm biết. Người thanh niên đó trông giống như là lai người nước ngoài, dù sao Diệp Phàm cũng không cần biết. Bao cát, không phải bao cát thì hôm nay ông đây cũng làm cho nó trở thành bao cát, hơn nữa còn là bao cát đựng sắt vụn rác rưởi. Người thanh niên tóc dài tên là Lương Qua Tính nâng chân lên đá chiếc Wrangler một cái để thị uy. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, Lương Qua cảm thấy đùi mình chợt đau nhói lên, lạ kỳ hơn nữa là dường như chân y không đá được đến thân chiếc xe Wrangler. Chân hắn dường như bị một cái gì đó rất cứng đụng phải, cả người y như không đứng vững nữa, lảo đảo suýt ngã, thiếu chút nữa thì ngã chỏng vó. Sao vậy Lương Qua, thằng danh cậu không định bắt đầu biểu diễn múa chân đấy chứ, ha ha. Người thanh niên vóc dáng cao ráo lúc đầu nói chuyện cùng Đông Ca có vẻ như vui vẻ khi người khác gặp họa, cười ha ha không ngừng. Gã còn tưởng rằng Lương Qua còn không đứng vững, đáng lẽ đá xe thì ngược lại bản thân mình lại ngã sấp xuống. Đông Ca cũng không cười, liếc mắt xem xét tình hình Lương Qua một cái, rồi nhìn Diệp Phàm từ trong xe chui ra liếc mắt một cái. Gã cười lạnh nói, cao nhân, Tây Bì, Lương Qua khả năng gặp họa rồi, cậu xem chân hắn xem có bị thương không. Đánh lén. Điệu Tây Bì quét mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt ngạc nhiên, khẩn trương tới đỡ Lương Qua. Điệu Tây Bì, chân này của tôi giống như bị cái gì đập một phát vậy, mẹ nó, đau quá đi. Lương Qua đau đến nỗi cắn chặt răng. Sưng lên rồi, động ở đâu vậy? Điệu Tây Bì cẩn thận nhìn lên, lập tức hít phải một luồng khí, cô lại có chút nghi hoặc, Lương Qua sao lại bị đụng phải vào chân nhỉ? Anh bạn à! Không cần giả câm giả điếc như vậy, vừa rồi cậu dùng cái gì đả thương Lương Qua vậy? Đông Ca trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ, ngay cả y cũng không thấy rõ người thanh niên vừa chui trong xe ra dùng vũ khí gì. Y cúi đầu nhìn xuống đất lụt xoát tìm mãi nhưng chỉ phát hiện ra một hòn đá to bằng ngón chân cái, lập tức y nhặt lên thì thấy đó là đá vũ hoa. Xem ra người này chắc là có võ thuật, nếu không thì sao mà một viên đá nhỏ như vậy có thể làm chân của Lương Qua sưng lên được. Hơn nữa, chính xác hơn thì viên đá bắn trúng Lương Qua còn nhanh hơn cả viên đạn. Ha ha, cậu thấy tôi làm sao? Có lẽ là xe tôi cắn cậu ta, người bình thường cũng không phải muốn làm gì nó cũng được. Diệp Phàm cười nói như trêu chọc. Mày mới cắn người thì có, dám đánh ông mày hả? Lương Qua cào nhàu rồi nhảy đứng lên, bay lên đá một phát về phía chiếc Wrangler. Chương 706, trưởng ban thư ký Phí Ngọc giống yêu linh. Hừ, rõ dơ, không biết xấu hổ. Diệp Phàm tức giận, tiện thể giơ một chân lên chắn ngang. Một tiếng thình thịch nữa vang lên, Lương Qua cũng không biết tại sao y lại văng lên không trung hơn một mét. Dám đánh huynh đệ của tao à, muốn chết hả? Điệu Tây Bì vừa thấy thế, liền dướn mình về phía trước, đánh về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên cũng vô dụng, Điệu Tây Bì lập tức lăn tròn như hồ lô. Diệp Phàm vẫn còn chưa hả giận. Thấy hai người lơ lửng như vậy hắn còn muốn đùa giỡn một chút, cả thân mình hắn vươn lên phía trước một chút, mấy tiếng ba ba vang lên, hai người lập tức lăn lông lốc. Hô! Cảm giác phía sau mình có một luồng gió, Diệp Phàm xoắn chân quét ngang một cái đằng sau. Một tiếng thịch vang lên, Đông Ca tiện tay nắm lại đấm về phía trước, chính gã cũng lui lại 7-8 bước, cuối cùng cũng chúi nhủi xuống đất gặm bùn, vẻ mặt gã nhìn Diệp Phàm đầy ngạc nhiên. Có muốn chơi nữa không? Diệp Phàm hơi mỉm cười. Ách, ách. Điệu Tây Bì nhìn Đông Ca, thốt lên hai tiếng mà không dám động thủ. Đi. Đông Ca buôn một câu, đỡ hai người dậy rồi bước đi. Ngay cả bản lĩnh cũng không có, chẳng có hứng thú gì. Diệp Phàm trong lòng trêu chọc lẩm bẩm mấy tiếng. Đột nhiên lúc này từ đằng sau vang lên tiếng vỗ tay nho nhỏ, rồi tiếng cười nói vang lên. Không thể tưởng tượng được khí lực của cậu nhiều thế, rất ra dáng đàn ông. Hắn quay đầu nhìn lên, không phải Phí Ngọc thì ai vào đây nữa. Phí Ngọc tuy rằng đã gần 30 nhưng dáng người còn khá chuẩn. Mái tóc cô vốn đen nhánh thường buông xuống hai vai, chỉ có điều bây giờ mái tóc mê người đó đang được vấn lên bởi một cây châm gỗ, trông cô rất trang trọng, thành thục mà lại lịch sự tao nhã.
Trên khuôn mặt trang điểm một lớp phấn nhẹ là đôi mắt đen tuyền, hai gò má đánh phấn hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng đầy đặn, đôi môi mềm mại đỏ thắm rất khiêu gợi. Cô mặc chiếc áo phông màu trắng bó sát người, bên trong là chiếc áo ngực màu đen, phần thân dưới là chiếc váy ngắn bằng vải bông vàng. Toàn bộ dáng người của cô hiện ra đầy vẻ duyên dáng. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn nhanh xuống dưới, bởi cũng có duyên cớ cả, chiếc quần lót cô đang mặc ôm xít sao phần mông rất rõ, thằng nhãi này có thể khẳng định. Quần lót màu đen, có thể nói là chạm rỗng. Trưởng ban thư ký Phí Ngọc, người luôn có vẻ trang trọng cao nhã trước mắt người khác thì đêm nay dường như cô trang điểm hơi khác một chút. Diệp Phàm cảm giác có chút kỳ lạ, cho nên nhất thời hắn hơi sững sờ. Tuy nhiên hắn ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường. Vẻ trang trọng cao nhã kia của trưởng ban thư ký Phí Ngọc chỉ thể hiện trước công chúng, còn vào thời gian khi nghỉ ngơi thì Phí Ngọc cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Sao thế, chưa từng thấy chị như thế này phải không, hi hi. Phí Ngọc mở miệng cười nói, không ngờ cô lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái đầy vẻ phong tình. Lập tức lỗ chân lông của đồng chí Diệp Phàm như giãn hết ra. Tuy nhiên, mặc cho trong lòng đầy ý nghĩ hơi xấu xa, đồng chí Diệp Phàm cũng không dám đối đãi với trưởng ban thư ký giống như đối với Đinh Hương. Thằng nhãi này nghiêm nghị nói. Bởi có chút hứng thú với sự thay đổi mà thôi, ha ha. Hứng thú với sự thay đổi ư, cậu nói xem, hứng thú với sự thay đổi gì? Phí Ngọc vừa nói vừa nhiên ngồi lên xe Diệp Phàm. Cô còn xem xét chiếc xe Wrangler, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt cô cũng không hỏi gì. Phỏng chừng trong đầu cô thầm nghĩ gì đó. Diệp Phàm cũng biết suy nghĩ của cô nhưng hắn cũng không nói ra. Ở nơi công cộng, chị là trưởng ban thư ký, còn bây giờ đây thì chị lại rất nữ tính. Thật sự là, ha ha, không nói nữa. Diệp Phàm nửa đùa nửa thật đáp. Sau từ nữ tính còn có gì nữa, nói ra hết đi, đừng có mà giấu. Phí Ngọc lại hé miệng cười, lấy tay nghịch mấy sợi tóc buông xuống. Có vẻ như đó là lời nói của một người phụ nữ với đầy vẻ quyến rũ. Em thấy quyến rũ. Diệp Phàm thốt lên bốn chữ, trong bụng còn hơi lo lắng, chỉ sợ chọc giận cô gái này. Nhưng nếu lời nói kia mà là phép thử thành công thì có thể tăng thêm mức độ tình cảm. Tuy nhiên thằng nhãi này sau khi nói xong lập tức bồi thêm một câu. Hắn kêu lên. Chị, giận em thì đánh vào tay em, tuyệt đối đừng tát vào mặt em. Tát cậu ư, vì sao? Chị thương cậu còn không hết, sao lại tát em mình chứ? Ôi, không nói nữa. Đi thôi, vẫn đi hướng phía trước mặt. Phí Ngọc đột nhiên thở dài, vẻ tươi cười biến đâu mất, phỏng chừng có việc gì đó làm cô lo lắng trong lòng. Chỉ có chuyện gì buồn phiền à? Diệp Phàm vừa lái xe, vừa thuận miệng hỏi. Chuyện phiền lòng đương nhiên là có, thành phố lớn như vậy, chuyện phiền toái thì nhiều lắm. Đêm nay không nói chuyện này nữa, thả lỏng một chút nào. Phí Ngọc cau mày nói. Cách phía đông thành phố 15 km có một thung lũng khá là bí ẩn, tên là Cửu Câu Tử. Nơi này trước kia còn là địa bàn trồng cây cấm phá rừng, phỏng chừng có tới 20 năm sau cây cối trên núi đều không bị chặt. Vậy nên cây cối đều khá to lớn. Gần đây, do thành phố Mạc Hương quy hoạch từng năm đều mở rộng nên người ta phải chặt cây nơi đây. Mấy năm trước, do trong này phát hiện ra có suối nước nóng nên có kẻ có thực lực liền huy động lực lượng tới khai phá nơi đây. Đương nhiên là vì muốn biến suối nước nóng thành nơi dưỡng bệnh. Tuy nhiên, bình thường nếu chỉ có tiền thì thương nhân không thể làm như vậy được. Chỉ có điều cơ hội kinh doanh tốt như vậy ở ngay trước mắt nên cuối cùng xây dựng, sơn trang suối nước nóng Cửu Câu Tử. Ông chủ sơn trang nghe nói rất kỳ bí, ngay cả họ tên cũng không ai biết. Tuy nhiên, từ lúc sơn trang suối nước nóng này xây dựng đến nay cũng đã hơn một năm, cũng không hề có người nào đuôi mù đến sinh sự. Nghe nói kẻ bá vương ở vùng đất này còn dẫn theo một đám người tới ngâm suối nước nóng rồi sau đó còn muốn thu phí bảo kê. Kỳ lạ hơn là sơn trang này cũng không hề báo cảnh sát. Không lâu sau liền có một tin tức đáng sợ rằng kẻ bá vương của vùng đất này bị chặt đứt hai chân, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường hoặc đi lại bằng xe lăn. Đương nhiên từ đó về sau thì sơn trang suối nước nóng này càng có vẻ thần bí. Tuy nhiên nơi đây thường xuyên có những kẻ có lắm tiền hoặc làm quan ở thành phố lui tới. Những người dân bình thường thì thiếc tiền, ngâm suối một lần mất tới 100, một tháng có được chừng đâu 300 tiền lương, nếu đến đây một lần thì người nhà chỉ còn cách ăn không khí trong tháng đó. Vậy nên, sơn trang suối nước nóng này chỉ có thể phục vụ đám nhân vật nổi tiếng tầng lớp thượng lưu, dân chúng bình thường không thể nào vào được một suối nước nóng như vậy.
Trong mắt dân chúng thì việc ngâm suối nước nóng mà tốn kém như vậy thì thà ở nhà đổ nước ấm vào thùng rồi vào ngâm còn sướng hơn, nói không chính xác thì ôm vợ cùng ngâm trong thùng, thích hơn nhiều so với ở suối nước nóng. Dù sao suối nước nóng cũng là nơi công cộng, không thể nào làm điều sằng bậy được. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những điều dân chúng tầm thường tự tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ có thể nói rằng khả năng tưởng tượng của bọn họ quá nông cạn, căn bản là không hiểu được với thế nào là hưởng thụ như tầng lớp thượng lưu. Kỳ thật, sơn trang suối nước nóng Cửu Câu Tử để làm vừa lòng khách thì phòng tắm riêng dạng gì mà không có. Bây giờ Diệp Phàm và Phí Ngọc đang đề nghị được tắm trong một khu vực riêng của suối nước nóng. Đó thật ra là việc người ta dùng núi giả vây xung quanh tạo thành một vũng nước độc lập, trong đó có những nhóm như những cán bộ cốt cán, thành phần trí thức, phú ông nói chuyện, tán gẫu với nhau. Loại vòng này làm cũng khá tốn tiền. Vừa mới tới nơi, Phí Ngọc liền đội ngay một cái mũ rơm thật rộng, còn đeo một đôi kính râm, chắc là sợ người quen nhận ra mình thì phiền. Cẩn tắc vô áy náy mà lại. Với sự cẩn thận của cô Diệp Phàm cũng hiểu được, hắn trực tiếp đi thuê bể. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể quay lại. Hắn cười nói. Rất xin lỗi, chị Phí à, toàn bộ đều đã có người thuê rồi, nếu không hay là chúng ta về nhà đổ nước nóng vào thùng ngâm, chắc cũng không khác lắm so với việc ngâm suối nước nóng. Hơn nữa, đối với thùng tắm huyền ương thì còn lãng mạn chán so với nơi này. Vừa rồi Diệp Phàm đã thỏa thuận với giám đốc đại sảnh, nói rằng có thể thuê giá gấp đôi, tuy nhiên giám đốc đại sảnh lắc đầu thẳng thừng, nói là rất xin lỗi, thêm nhiều tiền nữa cũng không được. Đến nơi công cộng Diệp Phàm cũng không muốn, bởi vì Phí Ngọc không thể đi được, cho nên Diệp Phàm cũng không thể làm chuyện mất mặt được. Đúng là từ miệng chó phun không ra ngà voi. Ngay cả cái mông nhỏ tí của cậu mà cũng muốn tắm huyền ương với chị Phí, để kiếp sau tôi suy xét lại xem. Phí Ngọc lập tức cãi lại, cũng không gay gắt lắm. Cô liếc mắt xem xét Diệp Phàm một cái rồi lập tức chê cười nói. Nhìn cậu như con chó ở ngư dương đến, phó chủ tịch huyện Diệp của chúng ta không phải là rất có phong thái hay sao? Sao khi đá mông anh đường nhà chúng tôi thì nhiều uy phong vậy, hi hi, sao đêm nay mà đại anh hùng của chúng ta lại không phát hỏa mà câm như hến thế kia? Phí Ngọc châm chọc khá chua cay, phỏng chừng trong lòng đúng là bị Diệp Phàm mang đến một loạt đả kích cho nhà họ Phí, giống như một đám mụn nhọt, ngay lập tức thì khó có thể tiêu tan được. Ha ha, đó là do anh đường nhà chị đặt mông lên đá, em còn ngại để chân lên đó, chỉ bằng lực của chân em thì không đá nát mông anh ta không được. Diệp Phàm lập tức phản bác, trong bụng trở nên hung ác, hắn xoay người hướng về phía giám đốc đại sảnh, miệng mắng. Ông mày không tin. Tối nay không thể nào không giúp chị Phí ngâm suối nước nóng mà phải quay về sao? Khoan đã, cho chị về. Phí Ngọc kéo lấy Diệp Phàm. Vậy hay là về nhà lấy thùng gỗ tắm? Thằng nhãi Diệp Phàm lập tức như con lừa hạ sườn núi, dừng bước rồi bật cười ha hả. Thật ra thằng nhãi này có chút hơi lo lắng là nếu đi tìm giám đốc đại sảnh rồi lại sinh chuyện đánh nhau. Người có thể làm nên một sơn trang suối nước nóng lớn như thế này chắc chắn sau lưng có sự hậu thuẫn rất lớn. Hắn có muốn dùng lời nói dọa người thì người ta cũng không chắc là sợ hắn. Cái chức phó chủ tịch huyện Ngư Dương của hắn ở trong này chả có ý nghĩa gì. Dùng tiền tấp vào tay của người ta còn không muốn nhận. Diệp Phàm cũng đánh cuộc là Phí Ngọc cuối cùng sẽ gọi hắn về. Quả nhiên như vậy, trong lòng hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dùng cái này vậy, cậu lại đó thử xem sao. Phí Ngọc lúc này thay đổi giống như yêu linh, miệng hé nụ cười quyến rũ. Lấy từ trong túi ra một tấm các màu vàng. Hắn cào nhau một tiếng, nuốt nước miếng rồi trong lòng thầm mắng. Cô cứ cười đi, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô vào giường, nhìn xem cô có dám cười nữa hay không. Chị không được cô ư, mặc dù cô là trưởng ban thư ký thành ủy, cởi áo ra thì cũng cặp núi đôi trên ngực như bao cô gái khác mà thôi, chẳng lẽ phía dưới còn có thể có mấy cái núi dài hơn ư? Đúng là khi tấm các màu càng trong tay Diệp Phàm vừa vung lên một cái thì nhiệt tình của giám đốc đại sảnh tăng lên gấp bội, khu vực riêng biệt ở suối nước nóng lập tức có ngay, hơn nữa ông ta còn tự mình đưa Diệp Phàm tới, phục vụ hắn không thể nào chu toàn hơn. Vừa mới đóng cửa bằng cách kéo chiếc dây treo thô ráp, Diệp Phàm không kìm nổi mắng một câu. Tôi mà ngồi được trên ngai vàng của nhân vật số một thành phố thì chắc chắn nơi đây sẽ bị đóng cửa. Toàn bộ suối nước nóng này chỉ dùng để phục vụ cho bọn lợn. Tuy nhiên thằng nhãi này liền xoay mặt cười tủm tỉm nói. Chị Phí, không thể tưởng tượng được chị lại có một tấm thẻ dùng tốt như vậy,
nếu còn có dư thì cho thằng em này một tấm đi, coi như là lễ gặp mặt cho thằng em này đến Mạc Hương đi. Chương 707. Đưa cậu ư, hi hi, cậu còn chưa đủ tư cách. Đó là thẻ bạch kim mà ông chủ bọn họ tặng cho những nhân vật cấp quan trọng ở thành phố, cả thành phố có không quá 20 thẻ như vậy. Phí Ngọc liếc thằng nhãi mặt dày một cái, cười trêu chọc đầy vẻ sung mãn. Không cho thì thôi, có lấy cũng không dùng đến mà, còn không thoải mái bằng tắm thùng gỗ nhà mình mà. Hắn tự chế giễu mình, hai người thay quần áo rồi xuống nước. Sau khi Phí Ngọc từ phòng thay đồ đi ra, Diệp Phàm liếc nhìn qua, mắt như mở hẳn đi, ánh mắt lập tức run rẩy, khóe miệng không kìm nổi giật giật mấy cái. Đương nhiên, tất cả những việc đó đều lọt vào tầm mắt của Phí Ngọc, chỉ có điều cô làm như không để ý tới, còn cố ý lấy tay sửa lại áo ngực một chút, càng khiến cho Diệp Phàm lóa mắt. Hắn buồn bực không dứt, thầm mắng. Bộ dáng đều bắt chước không giống, từ Tây Thi bỗng nhiên hóa thành kiểu gì ấy, tuy nhiên hình như càng lôi cuốn người khác hơn. Tuy nhiên, khi xuống nước thì thằng nhãi Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Bởi vì Phí Ngọc khi ngâm mình vào nước liền tựa người vào vòng vây, vẻ như đang hưởng thụ làn nước ấm hết sức thoải mái. Ngay cả mắt cô cũng nhắm lại, dường như không để ý gì đến Diệp Phàm bên cạnh. Thằng nhãi này uốn lưỡi mấy lần nhưng chung quy vẫn chưa mở miệng. Đương nhiên là bởi hắn sợ rằng mình quấy rầy khi người ta đang hứng thú. Có lẽ Phí Ngọc thực sự mệt mỏi, hắn mở miệng lúc này có vẻ như không thích hợp lắm. Thằng nhãi này ngờ ngác dựa vào thành, mắt hao háo nhìn vào người Phí Ngọc. Hắn thấy thân hình phập phồng cuộn sóng của cô dường như đang rất hứng thú. Điều đó càng khiến hắn nhanh chóng ghé mắt liếc trộm. Nếu để cho Phí Ngọc phát hiện ra thì đúng là mất mặt quá. Thế nên hắn không dám thưởng thức thêm nữa mà tập trung sự chú ý vào lớp núi giả vây quanh, khi đó chú nhỏ của hắn mới chịu đứng im. Tuy nhiên, việc thưởng thức lớp núi giả không thú vị chút nào, đó chỉ là lớp núi đơn giản, không gian lại nhỏ hẹp, tuy nói rằng bên trong bố trí rất tinh xảo nhưng bốn phía đều có dây dợ bao quanh. Bình thường, các cán bộ, người làm ăn hoặc thành phần trí thức đến đây đều là để nói những chuyện bí mật hoặc là lẳng lặng nằm hưởng thụ. Mà Diệp Phàm lại không có cái tâm tư kia, nói trắng ra là hắn không thể lĩnh ngộ được cái kiểu ngâm suối nước nóng cao nhã như thế này, bởi vì cảnh giới không đạt tới điều đó. Hắn cảm giác như mình biến thành ếch ngồi đáy giếng, giờ phút này cuối cùng rõ ràng là hắn như ếch ngồi đáy giếng chứ còn gì nữa. Nhưng hơn nữa, điều làm cho người ta khổ sở hơn nữa là bên cạnh mình lại đang có một cô gái mang áo tắm, cơ thể đầy đặn tuyệt vời nằm bên cạnh. Ăn lại không ăn được. Ngay cả xem cũng chỉ có thể nhìn lén, nếu không thì mất mặt quá, ngay cả bây giờ nhìn cũng không dám nhìn, đúng là quá khổ sở đi. Hắn định chuyển động một tí, nhưng nhìn thấy Phí Ngọc còn nhắm mắt nên cuối cùng hắn cũng không dám làm gì. Ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ trôi qua, trong làn hơi nước nóng hôi hổi, rốt cục vang lên giọng nói. Ngồi không được nữa à? Ai nói vậy? Hắn ra vẻ cao nhã phản đối lại. Nói chuyện chính sự đi. Có phải lần này cậu đến đây vì chuyện lên chức không? Phí Ngọc hơi mở mắt, nói. Ha ha, chị biết rõ tâm tư em rồi, đúng là chị quá giỏi. Thằng nhãi này khẩn trương bật cười ha ha, mục đích đơn giản là kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Đừng cợt nhả nữa, cậu có tính toán gì không, nói cho tôi nghe xem đã nào. Chỉ dựa vào một mình tôi xem ra rất khó để giúp cho cậu thăng chức được. Tình hình Ngư Dương không phải là cậu không biết. Tình hình ở thành phố càng phức tạp hơn. Nói như vậy chắc cậu cũng có tính toán rồi, trước tiên là nói cho chị biết ý kiến của cậu đã. Đương nhiên không thể che giấu được, đến lúc không thể lên chức được thì không trách chị được. Nếu không, chị nợ tình cảm cậu, bất luận thế nào thì chị cũng chỉ giúp cậu lúc này thôi. Phí Ngọc tức giận mắng, tuy nhiên lời nói của cô cũng khiến cho Diệp Phàm tỉnh lại. Ngay lúc này đây, còn về sau muốn tôi ra tay thì phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã. Em hiểu rồi, hai người của Bảo Toàn và Vệ Sơ Tịnh thì em cũng đã thuyết phục rồi, phỏng chừng về vấn đề đề cử danh ngạch thì không có trở ngại gì lớn. Mấu chốt bây giờ là ở thành phố, ôi, xui cái là em không biết ai ở thành phố cả. Trước kia em còn biết sếp Phu, tuy nhiên anh ấy còn chưa lên chức, không giúp được gì nhiều, các ủy viên thường vụ khác thì em biết họ nhưng họ lại không biết em. Vậy nên, chuyện lần này chỉ có thể nhờ chị mà thôi. Thằng nhãi Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tự bày ra quân bài chưa lật mà hoàn toàn dở chiêu bài tình cảm ra. Chỉ có một mình tôi ư. Phí Ngọc đột nhiên nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái mà không lên tiếng.
chị, chẳng lẽ không có hy vọng gì ư? Thằng nhãi này trong lòng chấn động, nhỏ giọng hỏi. Hy vọng thì vẫn có, nhưng không lớn, nhiều nhất chỉ được 20% thôi. Nếu còn có ủy viên thường vụ khác tương trợ thì khả năng thành công chắc sẽ lớn hơn nhiều, mấy chốt còn ở nhân vật số 1 ở huyện cậu. Phí Ngọc sửa lại áo tắm trước ngực, đương nhiên là đề phòng kẻ nào háo sắc. Các ủy viên thường vụ khác ư? Thằng nhãi này cố ý ra vẻ trầm tư, làm như kiểu đang lục soát lại trí nhớ, thật ra là hắn đang suy xét có nên tung quân bài chưa lật lên hay không. Cuối cùng hắn nói, nghe nói xếp phu cục trưởng cục công an có quan hệ tốt với trưởng ban Tào, nếu nhờ anh ấy nói một tiếng, có thể nhờ trưởng ban Tào giúp em một lần chăng? Trưởng ban Tào, cậu muốn nói là Tào Vạn Niên? Phí Ngọc hỏi, dạ, tuy nhiên ông ấy có giúp được hay không cũng khó nói. Nhưng em sẽ chạy vậy thử xem. Chỉ có điều, chị Phí à, chị ở đây cố gắng giúp em một phen, sau này em mà lên chức thì lời nói của anh Phí cũng sẽ có trọng lượng hơn phải không nào? Tuy nhiên, đầu tiên em cũng phải nói rõ một chút, em không phải người hầu mà chỉ đồng ý hợp tác thôi. Nếu không thì không thành ủy viên thường vụ cũng thế. Diệp Phàm cũng mập mờ tỏ rõ thái độ sau này sẽ ủng hộ Phí Mặc, nhưng hắn cũng nói rõ chỉ có quan hệ đồng minh chứ sẽ không trở thành người hầu của Phí Mặc. Đối với sự kiên cường và thẳng thắn của Diệp Phàm thì Phí Ngọc rất thích. Cô mở toàn bộ mắt ra, cười nói. Chuyện này là đương nhiên, tuy nhiên việc xử lý có đúng hay không thì cậu đừng trách chị sẽ cố hết sức. Nhưng vị trí của chị thì cậu cũng hiểu được, trưởng ban thư ký thành ủy bề ngoài nghe có vẻ to, nhưng thật ra trong thành ủy còn không được là người phục vụ cho bí thư, chỉ là một chân chạy việc. Nói về chuyện phân lượng đương nhiên không bằng phó chủ tịch thành phố phó thư trường. Cậu cùng đừng quá hy vọng, nếu không, càng hy vọng thì lại càng thất vọng mà thôi. Tuy nhiên, gần đây biểu hiện của cậu cũng không tồi. TV báo chí đều đưa tin, không thể tưởng được còn có nguồn lực đó nữa. Ở thành phố cũng có người chú ý đến cậu đã tạo được đám lửa ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Về mặt chính trị mà nói thì cậu hoàn toàn đủ tư cách để được thăng chức. Tuy nhiên, yếu điểm của cậu là tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm lý lịch còn ít, mạng lưới quan hệ còn mỏng. Nếu lần này cậu không thể lên chức được thì cậu cũng đừng nổi giận. Cậu còn trẻ tuổi, mục tiêu lớn, lần này không được thì lần sau cố gắng là được thôi. Em hiểu ý chị. Diệp Phàm đáp, hắn còn nói thêm. Lời nói của chị em sẽ ghi tạc trong lòng. Nhớ rõ là tốt rồi. Chị nghỉ ngơi chút đã. Phí Ngọc nhắm hai mắt lại, khiến Diệp Phàm rất buồn bực. Hắn không biết cô còn định nghỉ ngơi đến bao giờ, tối nay hắn còn muốn đến thăm ông anh Tào. Nhưng bây giờ mà cáo từ Phí Ngọc thì tuyệt đối không được. Thằng nhãi này đảo mắt nhanh phía dưới vũng nước, hắn thấy một sợi dây to màu lục ở đó. Lập tức hắn có ngay một ý định, ra vẻ muốn đi nhà vệ sinh, hắn lặng lẽ lên bờ. Phí Ngọc cũng không để ý đến hắn. Không lâu sau, thằng nhãi này lại nằm nghiêng một bên Phí Ngọc, ra vẻ hiền lành lắm. Cảm thấy một âm thanh gì đó vang lên, Phí Ngọc đột nhiên mở mắt. Lập tức một tiếng thét chói tai vang lên. Ôi, rắn! Cô nhảy sổ vào trong lòng Diệp Phàm, sợ run lên. Cô như tì hẳn bộ ngực đầy sức sống vào người hắn. Hắn có cớ để ôm cô thật chặt. Hơn nữa ngày trước khi cùng Đinh Hương trong phòng làm việc, hắn chưa được thỏa mãn, thế nên người hắn cứ bức bách như có ngọn lửa trong lòng thật là khó chịu. Bộ ngực tuyệt vời đầy sức quyến rũ kia cọ sát vào hắn. Làn da thịt mềm mại của cô như ngọn lửa trong mùa đông đối với hắn. Lập tức chú nhỏ của hắn có phản ứng ngay tức thì. Kẻ đang thực hiện gian kế âm thầm đắc ý, cũng không chú ý đến phản ứng phía dưới. Hắn ra vẻ khinh thường lấy tay vỗ vỗ vào ngực cô gái, an ủi. Đừng sợ, không phải đâu, sợi dây đấy. Có phải gần đây chị mệt mỏi quá nên hoa mắt không? Dây ư? Phí Ngọc cả người còn đang chấn động, vẫn còn chút sợ hãi. Cô trấn tĩnh xem lại, đó không phải sợi dây thì là cái gì chứ? Cái này thật đúng là đáng ngờ, phỏng chừng là có kẻ làm rồi. Sợi dây hình như được ai đó tạo hình rồi, nếu không sao lại giống con rắn như vậy chứ? Trong lòng Phí Ngọc đang tức giận muốn rời khỏi người kẻ háo sắc kia thì đột nhiên phần dưới của cô cảm thấy dường như đang bị cái gì đó thiêu đốt đến mức đau nhức. Mặt cô thiếu chút nữa đỏ bừng lên, miệng hừ một tiếng, không biết là cố ý hay vô tình đây. Phí Ngọc đứng lên cũng không đứng vững, hay do sự sợ hãi vẫn còn nên gót chân cô cứ như nhũn ra. Cánh tay cô chợt giơ lên, tuy nhiên Diệp Phàm lại đang ở phía trên đỡ cô khỏi ngã xuống,
không ngờ chú nhỏ của Diệp Phàm chạm mạnh phải cô nên đau điếng. Đau đến nỗi thiếu chút nữa hắn đã chửi thề. Chú nhỏ kia để tự vệ thì lập tức nhún lại như con run. Cô hừ một tiếng rồi nói. Về. Tuy nhiên, Phí Ngọc lại liếc mắt nhìn cái vật con rắn một cái, lại rất nghi hoặc, cô lại quét mắt liếc Diệp Phàm một cái, lập tức cô hiểu tất cả. Lần này chắc chắc có thể khẳng định là có người nào đó có ý đồ xấu. Vừa rồi cô còn hoài nghi, tuy nhiên Phí Ngọc là ai chứ, người ta cũng không lên tiếng. Thằng nhãi Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị bước đi thì đột nhiên thân hình cô gái lại nhảy bổ về phía hắn. Bịch bịch, một tiếng kêu vang lên, giọng nam vang lên, kết quả tất nhiên là hắn bị bay vào ao cá. Hừ, dám chơi chị mày à, chết đến nơi rồi. Tuy nhiên sau khi mắng xong thì cô cảm giác lời nói vừa thốt ra của mình có chút hơi thô lỗ. Mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng vào trong thay quần áo. Tôi dám chơi ư? Diệp Phàm sờ vào ót mình. Chân hắn hơi run lên, thầm lắc đầu. Đúng là xui xẻo báo ứng, vừa rồi thân hình kia nhào vào người mình, đúng là thơm tho quá, chút nữa là được hưởng bữa tiệc lớn. Không thể tưởng tượng được Phí Ngọc gần 30 tuổi rồi mà thân hình còn cuốn hút đến nhường ấy. Trước cửa đại sảnh, một chiếc Audi từ từ dừng lại. Từ bên trong bước ra hai nam hai nữ. Cả thân hình Phí Ngọc đột nhiên không hiểu sao lại run lên, có vẻ như cô đứng không vững. Cô ghé sát tai Diệp Phàm nói nhỏ. Mau ôm sát tôi rồi quay về xe. Chương 708, hai người phụ nữ đánh nhau. Thằng nhài này rất ngạc nhiên, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tay hắn khẩn trương duỗi ra ôm lấy Phí Ngọc vào trong lồng ngực của mình. Hai người dán chặt vào nhau như vậy, ngay cả mặt cũng dán vào nhau. Cái mũ Phí Ngọc vừa đội trên đầu hồi nãy che vừa vặn khuôn mặt hai người. Trông họ bây giờ giống như đôi tình nhân đang lấy mũ che lại để hôn nhau vậy. Lãng mạn quá. Hai nam hai nữ vừa ra khỏi xe. Người đàn ông vóc dáng to cao cười nhẹ, trừng mắt nhìn Diệp Phàm rồi quay đầu đi. Bởi chuyện như thế này ở Sơn Trang suối nước nóng này là bình thường chẳng có gì lạ. Bây giờ lại là buổi tối, chẳng ai thấy rõ ai, vậy nên cũng không có gì ồn ào cả. Nửa ôm Phí Ngọc vào xe, thằng nhãi này còn có chút tiếc nuối. Hận mình vừa rồi không nhân cơ hội đó hôn cô gái một cái. Mặc dù cô ta có bị hôn thì cũng không trách hắn được, bởi vì tự cô đã bảo hắn ôm mà lại. Đúng là đồ nhát gan. Thằng nhãi hung hăng tức giận, suýt nữa tự tát tai. Miệng hắn cũng không hỏi gì, phỏng chừng trong số hai nam hai nữ vừa ra khỏi xe Audi có người mà Phí Ngọc không muốn gặp, hơn nữa chắc chắn là có quan hệ thân thiết với cô. Nếu không, lúc này đã ra bên ngoài, Phí Ngọc nhất định không căng thẳng như vậy. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng thằng nhãi đó cũng biết điều không hỏi han gì mà tập trung lái xe một mạch quay về thành phố. Thật ra Diệp Phàm đã nhớ kỹ hai nam hai nữ hồi nãy trong đầu, người ta có đôi mắt chim ưng mà lại, nhìn gì cũng rõ ràng trắng đen. Phí Ngọc cũng không giải thích, tuy nhiên vẻ mặt cô có chút hơi mất tự nhiên. Cô có vẻ hơi buồn bực. Chị, có cái này em mang cho chị. Diệp Phàm từ phía sau cầm theo cái túi chạy đuổi theo Phí Ngọc. Cái gì vậy, đến thăm chị còn khách khí thế nữa à? Phí Ngọc thật ra cũng không có vẻ trốn tránh, cô trực tiếp mở cái gói to ra rồi cười nói. Cái túi sản xuất ở Hong Kong, loại tốt đây. Cậu em à, cậu nghĩ đến chị thật chu đáo. Gần đây đúng là chị muốn có một cái túi xách tay như vậy. Cô cầm lấy, cảm thấy dường như chiếc túi hơi nặng nặng, một cái bao từ trong túi rơi ra. Cô phát hiện ra trong túi còn có cất thứ gì đó nữa. Cô liếc nhìn mấy lần nhưng không hề hé răng mà uốn éo bước đi. Tuy nhiên, khi cách xa Diệp Phàm tới 10 mét rồi, cô hướng về phía hắn hô lên. Cậu đúng là thằng nhóc lắm mưu mẹo, đúng là chị thiệt hại lớn rồi, hừ. Thiệt gì chứ, ai thiệt, chị tiện đây thì để em chiếm chứ cho ai chiếm. Nước phù sa không chảy cho người ngoài ruộng đúng không? Có kẻ mặt dày mày dặn, vẻ mặt tươi cười nhanh chóng chuồn mất. Cô gái nghiêm mặt mắng với theo hắn. Hắn ở lại thành phố trong 3 ngày mà không xuất động gì. Trịnh Khinh Vượng ở lâm trường Cảnh Dương mang theo tin tốt, nói là bí thư Tần, ủy ban chính trị pháp luật thành phố gật đầu, nhưng không cần Diệp Phàm ra mặt. Phỏng chừng Trịnh Khinh Vượng có quan hệ khá tốt với đồng chí Tần, Diệp Phàm đỡ phải ra tay. Đối với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tào Anh Bồi thì hắn bó tay không có cách gì, bởi vì Tào Anh Bồi không ở thành phố mà lên tỉnh họp. Đợi một ngày, Diệp Phàm đành phải lái xe về Lâm Tuyền. Bởi ở đó còn nhiều việc cần hắn giải quyết.
Vừa mới trở lại Lâm Tuyền, Đoàn Hải vui sướng chạy vọt vào văn phòng, cười có vẻ rất bí hiểm, nhẹ nhàng khép cửa lại nói. Chủ nhiệm Diệp à, có tin tốt đây. Tin tốt gì vậy, xem cậu vui như vậy kìa, có phải là đột nhiên vàng từ trên trời rơi xuống không hả? Diệp Phàm cười nói. Không phải, sáng nay, vợ phó chủ tịch huyện Tôn, chính là mụ la sát tên là Lưu Mẫn Hoa ấy, lên xe tới sở. Bà ta đánh nhau với một người có tên là Hồ Tái Hoa, nhân viên trong sở ngay tại trong đại sảnh. Đoàn Hải thiếu chút nữa nói văng cả nước miếng. Đánh nhau ư, vì sao vậy? Diệp Phàm đã biết rõ còn vờ hỏi. Trong lòng hắn thầm nhủ. Thằng nhãi Lô Vĩ xuống tay nhanh thật, không ngờ mới có vài ngày đã cổ động cho Lưu Mẫn Hoa trở mặt đánh ghen. Bà ta khóc lóc mắng chửi ầm ĩ, nói là Hồ Tái Hoa dụ dỗ chồng bà ta là Tôn Vinh Xuân. Hai người cắn xé, đánh nhau ngay tại trận. Hồ Tái Hoa ngã xuống thì bị Lưu Mẫn Hoa cho mấy cái bạt tai. Đương nhiên, Hồ Tái Hoa cũng không phải vừa. Vậy nên hai người cứ đôi co qua lại như vậy. Nghe nói váy áo Hồ Tái Hoa đều bị mụ la sát Lưu Mẫn Hoa xé thành hai mảnh. Cũng có người nói là ngay cả lỗ chân lông Hồ Tái Hoa cũng bị cào rách. Tuy nhiên Lưu Mẫn Hoa cũng thiệt hại không kém. Toàn bộ quần áo bà ta đều bị xé rách. Toàn bộ nhân viên bên đó đều né hết, không ai dám đến gần. Bởi vì Lưu Mẫn Hoa là vợ của Tôn Xuân Vinh, hơn nữa nghe nói bà ta lại là một trong năm đóa kim hoa của phòng tôn giáo. Bình thường bà ta rất hung dữ, ai mà dám tự chuốc vạ vào thân chứ. Hai người phụ nữ đó mắng chửi mạt sát nhau tới cùng. Các cô đó đem chuyện Tôn Xuân Vinh ra nói. Cuối cùng, không ngờ hai cô lại so sánh nhau xem ai ở cùng với phó chủ tịch huyện Tôn lâu hơn. Chuyện này thật sự làm cho người dân Ngư Dương cười vỡ bụng ra, ha ha. Đoàn Hải vui cười nói. Đúng là không ra cái gì cả. Diệp Phàm mắng một câu, trong lòng hắn cũng giật mình khiếp sợ. Hắn nghĩ, xem ra muốn chơi bời thì cũng phải tìm loại người có văn hóa mới được. Gặp người giống như Hồ Tái Hoa, một khi đã mất mặt thì việc gì mà chẳng dám làm. Phỏng chừng sau đợt này thằng nhãi Tôn Xuân Vinh bị loại rồi. Mất một người, tình thế tốt hơn rồi. Chủ nhiệm Diệp, còn có chuyện này nữa, Tôn Mãn Quân, con của Tôn Xuân Vinh nghe nói bị công an mời lên uống trà rồi. Đoàn Hải lại tuôn ra một tràng cười sảng khoái. Ha ha, thằng nhãi này là kẻ háo sắc, sớm muộn gì cũng có ngày này. Diệp Phàm thản nhiên cười, hắn cũng không hề có vẻ mặt kích động, nhưng thật ra như vậy lại làm cho Đoàn Hải sửng sốt. Y vốn cho rằng chủ nhiệm Diệp chắc hẳn phải bị kích động lắm mới đúng, không thể tưởng tượng rằng chủ nhiệm Diệp lại chí khí đến vậy, ngay cả việc xui xẻo của một nhân vật đứng đầu mà hắn lại bình tĩnh được như thế. Tuy nhiên tôi nghe Trịnh Lực Văn còn nói tới một tin nữa. Cậu ấy nói là bí thư Cổ tức giận rồi, nói là rốt cục huyện chúng ta như thế nào nữa đây. Ông ta đập bàn, nói là đề cử lên chức là chuyện phải tiến hành trước tiên. Nếu không, cứ nháo nhào như vậy thì Ngư Dương nổi danh toàn tỉnh. Vụ bê bối đầy trời. Chủ tịch huyện vệ cũng gật đầu đồng ý, nói là nếu tình hình tiếp tục đi xuống, lòng người không thuận thì sợ sẽ ảnh hưởng tới đà tăng trưởng kinh tế của huyện. Đoàn Hải nói tới đây thì thầm liếc mắt nhìn Diệp Phàm xem xét. Biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, thầm nhủ. Sớm một chút cũng tốt, may mắn là mình xuống tay nhanh, tuy nhiên hơi tiếc một chút. Lá phiếu của Tào Anh Bồi thì có thể đã bị mất, có lẽ ở thành phố còn xem xét chán. Không nhanh như vậy đâu. Vào buổi tối, không ngờ hắn nhận được điện thoại của thư ký Trương, ông ta nói mập mờ rằng thuốc đã dùng hết cả rồi. Ý ông ta là còn muốn thêm mấy viên nữa, tuy nhiên trong túi Diệp Phàm cũng đã gần cạn, vì Diễm Tình Thảo đã dùng xong rồi, cuối cùng hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách. Đương nhiên, Diệp Phàm phải nói là lão đạo sĩ chế ra thuốc đi ra ngoài có việc rồi, cũng không biết khi nào thì về, chính hắn thì mỗi ngày đều đi tìm ông ta. Có tin tức gì thì sẽ báo lại ngay. Có dịp quay về đập nước Thiên Thủy một chuyến, hái thêm trái cây Diễm Tình Thảo về. Thư ký Trương bây giờ không có mà dùng, sau này nhất định sẽ mang đến cho thư ký Trương mới được. Diệp Phàm nắm chặt tay lại. Mấy ngày nay, để thể hiện mình, Diệp Phàm đều xuống khu kinh tế Lâm Tuyền, xuống nông thôn, đồng ruộng, hòa mình cùng quần chúng nhân dân. Có khi hắn còn sắn tay vớt cả tảng đá mắc dưới cống thoát nước hôi thối. Đào cả mét khối bùn đất để thông cống rãnh, ra vẻ là một cán bộ gương mẫu hết sức quan tâm đến khó khăn của nhân dân. Ngay cả một người hết sức trung thành với hắn như cô gái Hạ Giai Trinh cũng dè bỉu, cho rằng chủ nhiệm Diệp dùng mánh khóe. Tuy nhiên,
ngoài người hiểu rõ hắn và ngâm châm biếm hắn thì tất cả dân chúng đều tán dương công tích của chủ nhiệm Diệp, người hoàn toàn suy nghĩ vì dân, một lòng vì dân. Việc tạo thế của hắn được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bí thư thị trấn Lâm Tuyền Mâu Dũng đương nhiên cũng sẽ không đứng im. Ngay cả cha y là phó chủ tịch thành phố Mâu Đại Hưng cũng đi vận động một vòng, những lời ca ngợi đương nhiên tuôn ra như nước. Chủ nhiệm Diệp trong thời gian này coi như là con đường làm quan rộng mở, trong chốn quan trường tiếng tăm hắn nổi lên như cồn. Ở chốn tình trường, cùng lúc Tạ Mỹ Nhi dịu dàng cũng rung động trước hắn, cô nghĩ rằng hắn chắc sẽ hết sức tận tụy với vợ con, được hầu hạ hắn thật đúng là có phước lớn. Chỉ chớp mắt đã tới tháng 11, kỳ lạ là Cổ Bảo Toàn trước kia nói là phải sớm đề cử danh sách để tuyển ủy viên thường vụ. Cho đến bây giờ đã gần 2 tháng rồi nhưng Cổ Bảo Toàn lại không hề có chút động tĩnh nào. Điều đó khiến cho chủ nhiệm Diệp rất khó hiểu và buồn bực. Việc này lại không thể được thể hiện sự nôn nóng ra ngoài, nếu nhanh mồm nhanh miệng lại để lại ảnh hưởng không tốt đối với bí thư Cổ. Cứ như vậy hắn kiên trì chịu đựng chờ đợi. Phía thành ủy, Diệp Phàm không tìm được sự hợp tác của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tào Anh Bồi, bởi vì hắn không có được cơ hội gặp gỡ ông ta. Nếu hắn trực tiếp nhờ giáo sư Lan Cơ Văn gọi điện cho ông ta thì lại có vẻ cầu cạnh quá. Hơn nữa, giáo sư đã giúp đỡ hắn nhiều rồi, Diệp Phàm cho dù là da mặt dày đến mấy cũng ngại phải làm phiền đến ông lần nữa. Ngày 2 tháng 11 năm 1996, thư ký Trương gọi điện thoại đến. Lần này ông ta nói trắng ra với Diệp Phàm. Diệp Phàm à, vị cao nhân kia vẫn chưa về sao? Nếu không thì tôi đến Lâm Tuyền một chuyến, đợi vị cao nhân kia vậy. Xem ra bí thư Trương thật sự là cần gấp rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng gần đây hắn quá bận, tất cả cũng chỉ vì việc đề bạt. Hắn phải lao vào việc sửa đường và bề nổi của công trình gành Quỷ Anh nên không thể phân thân được. Gần 2 tháng vừa rồi ngay cả đập nước Thiên Thủy hắn cũng chưa về được. Vì thế, thằng nhãi này cũng nói với vẻ dứt khoát. Anh Trương, nghe nói lão đạo sĩ kia 2 ngày nữa sẽ trở về. Anh Trương, anh cố gắng kiên nhẫn, 2 ngày nữa thôi. Sau khi buông điện thoại, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện cho chủ tịch huyện vệ và bí thư Cổ xin nghỉ vài ngày để lái xe đến đập nước Thiên Thủy. Bởi vì chuyện cây diễm tình thảo không thể không giải quyết được, nếu không thì rất có khả năng sẽ mất đi vị đại thần là bí thư Trương này. Tới đập nước Thiên Thủy, Diệp Phàm hỏi thăm mẹ nuôi Diệp Kim Liên. Bà cứ díu ra díu dít khi nhìn thấy Diệp Phàm trước mặt. Diệp Kim Liên không ngờ trong mắt trở nên dịu dàng hẳn đi, miệng bà hơi run rẩy nói. Phàm con, để mẹ đi nấu nước cho con rửa ráy một chút nhé. Ngồi xe lâu như vậy mồ hôi mồ kê không thoải mái đâu. Mẹ nuôi, con có việc phải xử lý, từ từ thôi ạ. Đây là củ sâm núi 20 năm tuổi, mẹ trưng cách thủy ăn để bồi bổ sức khỏe. Diệp Phàm lấy ra miếng sâm núi mà Ngư Thái đã đưa cho hắn trước đây. Phàm con, đừng lãng phí như vậy. Mẹ là nông dân, không cần thứ này, chỉ cần con về thăm mẹ nuôi là đủ rồi. Diệp Kim Liên lập tức từ chối, tuy nhiên bà đảo mắt nhìn bài vị Diệp Thủy Căn một cái, trong mắt ánh lên nỗi chua xót không thể nào che giấu. Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu được chuyện đó. Trong bụng hắn run lên, hắn nói. Mẹ nuôi, mẹ cứ yên tâm. Chuyện cha nuôi con sẽ tìm hiểu rõ ràng. Chuyện này trưởng phòng Lô đã để ý tới. Mẹ yên tâm, từ từ rồi sẽ đến, lưới trời tuy thưa nhưng người xấu sẽ xuống ngựa. Đến lúc đó tự tay con sẽ tóm cổ hắn, đưa đến trước mặt mẹ nuôi để mẹ tát tai hắn mấy chục cái. Chương 709, con chăn trăm năm tuổi. Tiểu Phàm à, con vẫn nghĩ đến người mẹ nuôi này như thế là mẹ vui lắm rồi, đã nhiều năm như vậy, chỉ mong con sống tốt là mẹ yên tâm lắm rồi. Củ sâm này mẹ sẽ hầm canh để bồi bổ cho con nhé. Diệp Kim Liên xúc động nói. Vâng, thế cũng được, mẹ hầm đi, hai mẹ con mình cùng ăn. Diệp Phàm cười ngây ngô, hắn biết rằng nếu không làm thế Diệp Kim Liên sẽ chẳng bao giờ đụng đến củ sâm. Ừ. Diệp Kim Liên cảm thấy ấm lòng vô cùng, nước mắt cứ trực trào ra, giả vờ cúi đầu để lau nước mắt, vội vàng mang củ sâm đi nấu. Mẹ à, mẹ hầm từ từ thôi nhé. Mẹ nhớ hầm với lửa nhỏ thôi, nếu không các chất có trong củ sâm sẽ không ra hết được. Diệp Phàm đứng đằng sau nhà nói vọng lại, nhẩm tính thời gian hầm củ sâm này ít nhất cũng phải 5 tiếng, có thể tranh thủ khoảng thời gian này để đến sơn động diễm tình thảo dạo một vòng rồi về, với sức của mình, cả đi và về chỉ cần 3 tiếng là đủ. Nghĩ xong thì chân cũng đã bước ra khỏi cửa, đi thẳng về phóng cẩu nhai.
nhìn động phóng cẩu nhai cao khoảng hơn 300 mét, Diệp Phàm lẩm bẩm. Vẫn như cũ, chẳng có gì khác cả, không biết Hỏa Long Tường Thiên đã lớn như thế nào rồi. Quả Diễm Tình Thảo chắc cũng vẫn như thế. Diệp Phàm vừa quan sát vừa lẩm bẩm một mình, không thấy bóng dáng người nông dân nào làm việc cả. Bởi vì phóng cẩu nhai này nằm ở nơi hẻo lánh, cỏ cây rậm rạp, đất đai khô cằn, không trồng trọt được gì, cho nên quanh đây cũng chẳng có ai muốn đến đây sinh sống, làm ăn. Hơn nữa, cái động có Diễm Tình Thảo cách mặt đất hơn 300 mét, lại không có đường lên, muốn lên phải men theo vách núi thì toàn rêu xanh trơn trượt và một số loài cây dại bám, cho nên ngay đến cả khỉ leo lên cũng còn khó khăn, có lẽ chẳng ai thừa hơi mà đi đến đây kiếm kế sinh nhai. Nơi này trước kia được phát hiện là nhờ tổ tiên của mẹ nuôi Diệp Kim Liên, bây giờ lại trở thành căn cứ bảo chế thuốc của Diệp Phàm. Diệp Phàm bám vào các bụi cây, thoăn thoắt leo lên như vượn, không lâu sau thì đến được cửa động. Nhìn thấy cửa động trước má mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trước lúc đi Diệp Phàm đã đặt một tảng đá to khoảng 700-800 cân chắn trước cửa động, bây giờ thấy nó vẫn nằm đó nên yên tâm nghĩ rằng chắc chẳng có ai đến đây. Diệp Phàm cẩn thận rời tảng đá qua một bên, một luồng khí trong động ùa ra, nếu không có người vào thì cái vị đó chắc chắc sẽ đủ cho bạn uống một bình trà. Tuy trong động cũng có những lỗ thông gió khác, nhưng do bị bịt kín quá lâu nên không khí bên trong cũng không trong lành gì cho lắm. Bước vào động. Đi vào động khoảng mấy trăm mét, Diệp Phàm đột nhiên mở to mắt hết cỡ để nhìn, cảm giác hình như trong động có gì đó khác lạ. Diệp Phàm ép sát tường, giỏng tai nghe ngóng nhưng không phát hiện được gì. Tuy nhiên có mùi hôi thối xộc vào mũi, hình như có mùi vị gì khác thường đang lan tỏa khắp động, mùi vị khá quen thuộc nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được là mùi gì, rốt cuộc cái mùi này bốc ra từ đâu vậy nhỉ? Quái, lẽ nào là mùi ẩm mốc lâu ngày? Diệp Phàm chỉ thoáng nghĩ chứ không bận tâm lắm, bởi vì trong động xem ra không có gì khác lạ lắm, nếu như có dã thú vào động thì chắc hẳn tảng đá chặn trước cửa cũng đã bị sứt mẻ ít nhiều. Cẩn thận nằm sát mặt đất bò tới khoảng 100 mét. Căng mắt quan sát, toàn thân Diệp Phàm bỗng nhiên run lên, đây chẳng phải là do sốt, là do sự sợ hãi tạo nên chăng? Là cái gì mà khiến đường đường một cao thủ võ thuật thất đẳng trở nên run rẩy như thế này? Nhờ đôi mắt chim ưng tinh anh, Diệp Phàm nhìn thấy trong động có một số thứ bị xáo trộn, thậm chí là rất bừa bãi, cây Diễm Tình Thảo cao lớn đã không thấy bóng dáng đâu nữa, ngay cả cây Thái Tuế Hỏa Long Tường Thiên do Diệp Phàm tự tay trồng bên cạnh cây Diễm Tình Thảo hình như cũng đã biến mất. Thay vào đó là một vật thể hình xoắn ốc nằm thù lù một đống, ban đầu Diệp Phàm còn tưởng đó là một tảng đá nào đó bị sập xuống chất thành đống, sau khi nhìn kỹ mới giật mình suýt chút hét lớn. Thì ra chẳng phải là đất đá gì, mà cái đống cuộn tròn đó lại chính là một con chăn to lớn, to cỡ thùng đựng phân thô mà những người nông dân thường dùng. Có tính toán rộng tay thế nào thì bán kính vòng tròn đó cũng khoảng cỡ 1,5 mét. Con chăn thở một cách đều đặn, có vẻ như đang ngủ rất ngon giấc. Dường như nó đang mơ một giấc mơ đẹp, chiếc lưỡi dài độ một tấc con đang lè ra. Nghe nói thì lực của chăn không được tốt lắm, nó chủ yếu dựa vào cảm giác của lưỡi và thân thể để nhận biết các sự vật bên ngoài, xem ra tính cảnh giác của loài vật hung ác này khá cao, chứ không hề ngốc nghếch. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, con chăn này có màu đen sẫm, vảy trên thân xếp từng lớp giống trứng chim bồ câu, nhìn như những chiếc áo giáp ra trận thời xưa, thân hình to gần bằng thùng nước nhỏ. Còn độ dài thì không biết được, bởi vì nó đang cuộn tròn mình lại. Mẹ kiếp, vậy là cây Diễm Tình Thảo và Thái Tuế đã bị nó nuốt chửng rồi, mà hình như con mãng xà này mắc chứng tiêu hóa không tốt, vùng da bụng dưới cứ thấy nhấp nhô, chắc là đang tiêu hóa bảo bối Hỏa Long Tường Thiên Diễm Tình Thảo của ta đây mà. Cháu của lão rùa, mày đúng là có phúc thật, Xuân Cung Hoàn và Lôi Âm Long Hoàn của ta xem như là đi tong rồi. Không có Xuân Cung Hoàn thì lấy cái gì để tặng cho bí thư Trương cơ chứ? Mà không có gì quý để biếu tặng thư ký Trương thì mình đây cũng hết hy vọng được thăng quan tiến chức. Mẹ mày, phá hỏng đường tiến thân của ta, muốn nhịn mà chẳng nhịn được. Vừa nghĩ đến việc con đường danh vọng sắp tan thành bọt biển, Diệp Phàm tức giận phừng phừng như nấm mọc sau cơn mưa. Tục ngữ chẳng phải đã nói giận bắt đầu từ tim, ác bắt đầu từ gan đấy ư. Diệp Phàm giận quá, khí chất của một cao thủ thất đẳng tự nhiên bộc phát. Tạo nên một sức mạnh kinh hồn nhắm thẳng con chăn to lớn đang nằm mơ giấc mơ đẹp kia. Con vật rác rưởi kia lập tức có phản ứng, đầu ngẩng cao, hơi bẹp, cái đầu giống hình tam giác lắc lư, vô cùng danh mãnh, dường như đã phát hiện ra Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lẽo của nó nhìn về phía Diệp Phàm. Phạch,
vang lên một tiếng. Cổ của con trăn có màu hơi hồng đột nhiên phồng to, một sức mạnh phi thường toát ra từ cơ thể nó, giống như chiến cơ tàng hình khóa chặt loài người nhỏ bé trước mặt. Lập tức há miệng dò tìm, lại còn ngáp nữa chứ, mùi hôi thối kinh tởm xộc thẳng vào mũi Diệp Phàm. Thối đến nỗi Diệp Phàm mắng thầm trong bụng. Mẹ nó, hôi thật đấy, chắc con trăn này đã sống mấy trăm năm rồi, mấy trăm năm không đánh răng, hèn gì hôi thế. Rắc rối rồi đây, nghe anh Trần nói trước đây khi anh ta là một cao thủ thất đẳng cũng đã từng giao đấu với một con trăn cực lớn. Kết quả là anh Trần đã bị trọng thương, may mà còn giữ được mạng sống. Nhưng vị trí đó ở giai đoạn khai nguyên thất đẳng, bây giờ tương đương với lục đẳng, ta đây bây giờ đang ở ranh giới khai nguyên thất đẳng, xem ra sự dũng mãnh của con trăn này tuyệt đối chẳng thua kém gì con trăn mà anh Trần đã nói, lẽ nào con trăn hung ác mà anh Trần gặp đã giao du từ đập nước Thiên Thủy đến đây? Có thể như thế lắm chứ, anh Trần gặp nó là ở hang Lang Đang cách đập nước Thiên Thủy khoảng mấy trăm dặm. Đối với loại trăn lớn này, bỏ đi mấy trăm dặm không dễ gì, vác chạy ư, ôi, mặc xác mày. Mày đã đoạn đường tiến thân của ta, ta đây sẽ cho mày sớm đi gặp Diêm Vương, đồ tạp chủng gian tà. Diệp Phàm suy nghĩ một hồi lâu, cắn răng quyết định, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Lấy hết sức đột phá. Quyết định ra tay trước để chiếm thế thượng phong, ngọn tiểu lý đao trên tay không phát ra tiếng, bắn ra ba ngọn, trực tiếp nhắm thẳng con trăn mà bắn. Một luồng sáng lướt qua. Không thấy con trăn có động tĩnh gì, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì tốc độ tiểu lý đao mà Diệp Phàm bắn ra quả thật rất nhanh. Nhưng trái với dự đoán của Diệp Phàm, ngọn phi đao sau khi đâm phập vào thân con trăn thì chẳng thấy máu me tứ tung tóe như lệ thường đâu, ngược lại chỉ nghe tiếng tinh tang như tiếng kim loại va vào nhau. Căng mắt ra nhìn thì thấy ngọn phi đao của mình đã bị sự trơn trượt của da con trăn đẩy bay vào trong động. Lẽ nào nó đã từng luyện kim trung chảo? Nếu không với lực của tay và độ bén của phi đao thì cho dù là thùng dầu cũng bị đâm xuyên qua, sao vảy của nó lại dày thế kia, hình như không thể đâm vào được, không lẽ do quá trơn mà bị trượt đi? Diệp Phàm trong lòng hơi kinh sợ, thật sự là quá kỳ lạ. Nghĩ đến nguyên lý chống đạn của xe tăng mới có thể lấy lại trạng thái bình tĩnh. Tức giận, Diệp Phàm lăn một vòng đến sát bên con trăn. Biết rằng lúc này có muốn bỏ chạy cũng không thể nào, đây chẳng phải là một cái động lớn, tốc độ trườn của mãng xà đương nhiên nhanh hơn mình nhiều. Mấy lần trực tiếp vờn qua vờn lại trước mắt con trăn, bởi nó có lớp vảy dày che chắn nên không dễ ra tay, chỉ còn tìm cách đánh vào mắt nó, mắt thì không thể luyện kim trung chảo được. Phần phật, một tiếng sắc nhọn vang lên, con trăn bắt đầu giận dữ. Vừa nãy tuy không bị vật nhọn của loài người làm rách ra, nhưng bị một lực mạnh tác động vào mình cũng khiến nó bị chấn động nghiêm trọng. Cũng phải thôi, vì công lực mà Diệp Phàm phát ra không dưới sức nặng nghìn cân. Diệp Phàm cảm giác như trước mắt có vật gì đó, hình như là một thứ gì đó đen bóng từ miệng con trăn phun tới. Tự hét thầm trong bụng. Chết rồi. Đầu hơi nghiêng về một phía để tránh, tuy có tránh, nhưng luồng khói đen kỳ lạ đó vẫn lan tỏa khắp động. Lẽ nào có độc, rất có thể, nghe nói một số hồ ly ở đít có thể phát ra khói độc có tác dụng gây mê. Con trăn này có thể phun ra từ miệng. Diệp Phàm suy đoán, vội vàng nín thở, nhưng đã quá muộn, có cảm giác thân mình tê dần, như uống rượu say vậy, ngay đến cử chỉ hành động đều trở nên chậm chạp hẳn. Ý định lẩn trốn vừa lóe lên nhưng có cảm phần lưng như bị gập lại, thì ra đã bị con trăn cuốn lấy. Đây chẳng phải là một điều tốt hay sao? Thông thường cách giết người của các loài trăm là sẽ cuộn chặt con mồi trước, sau đó từ từ siết chặt, con mồi bị siết chặt sẽ không thể nào thở được, cho đến khi ngạt thở mà chết. Cuối cùng, đương nhiên nó sẽ ung dung mà tận hưởng con mồi. Quả nhiên là như vậy. Chương 710, giết chết mày. Diệp Phàm sau khi hít phải luồng khói độc, phản ứng chậm chạp hơn so với bình thường đến 5 phần, mà đó lại là 5 phần chí mạng. Cuộn tay đấm mạnh vào thân con trăn. Chỉ nghe một tiếng soạt, có cảm giác giống như đấm vào một cọc gỗ, tay đau ê ẩm. Thân nó lại càng cuộn mình chặt hơn. May thay Diệp Phàm chẳng phải là kẻ tầm thường, cơ ngực cơ bụng đều thuộc loại có tầm cỡ, e rằng con trăn muốn nuốt trọn cũng khó. Người và trăn quấn lấy nhau, biết rằng sử dụng cú đấm cũng sẽ chẳng xoay chuyển được gì, nhưng Diệp Phàm vẫn không hết hy vọng, lấy hết sức đưa tay lên đấm liên hồi vào mình mãng xà. Tuy nhìn bên ngoài chẳng thấy gì. Nhưng cái đau ở bên trong thì chỉ có con trăn mới cảm nhận được. Quả đấm của Diệp Phàm chắc chắn không dưới 1.500 cân, đấm vào thân con trăn không khác gì động đất,
khiến cho nó nổi đóa lên. Chăn há to mồm, một mùi hôi tanh lại bốc ra, cái đầu hình vuông của nó vốn dĩ chỉ bằng thùng nước nhỏ giờ mở to như một cái bồn nước, nuốt lấy cái đầu nhỏ hơn quả bóng rổ một chút của Diệp Phàm, mà chẳng hề bị hao tốn nhiều sức lực. Nhìn miệng chăn phun ra rồi lại muốt vào, nhưng chẳng thấy răng cỏ đâu, chỉ là vì cái mùi tanh hôi đó suýt chút nữa khiến cho Diệp Phàm phát ói. Hơn nữa, nước dãi của con chăn này thối không gì chịu nổi, Diệp Phàm lại không thể nào nín thở mãi. Chỉ có đại sư sử dụng cách thở của rùa trong truyền thuyết mới làm được. Tất nhiên là chỉ có trong truyền thuyết, chứ chưa thấy ai làm được vậy. Trên đời này chắc cũng chẳng có ai làm được. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phàm hét lớn, soạt một tiếng, vội vàng rụt đầu lại, chặn đứng ngay cổ họng của con chăn, hai tay giống như gọng kìm kẹp chặt lấy cổ họng của nó, mồm bị Diệp Phàm giữ chặt nên nó không thể nào nuốt xuống. Nó lo lắng đưa cái đuôi ra, càng quấn càng chặt. Phen này tiêu rồi, vợ con chưa kịp có, chẳng nhẽ đường đường là một quan chức của xã hội chủ nghĩa mà lại mất mạng vì một con chăn. Hơn nữa, đến ngay cả tiền bảo hiểm tai nạn lao động cũng không nhận được, cha mẹ lại chịu thiệt thòi. Không được, phải cố thôi. Diệp Phàm gào lên trong bụng, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Nhưng hai tay đang kẹp cổ họng của con chăn không buông ra được. Chỉ cần buông tay ra nó sẽ nuốt chửng mình ngay. Người và chăn cứ như thế gần nửa giờ, Diệp Phàm cảm thấy hơi thở của mình yếu dần, toàn thân mềm nhũn, hai tay cũng yếu dần, nhưng con chăn lại chẳng có dấu hiệu gì đã suy yếu, sức bền của nó dẻo dai hơn nhiều so với các loài mãnh thú khác. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng toi mạng. Diệp Phàm vẫn giữ được bình tĩnh, nhìn cổ họng của con mãng xà phía trước mặt, cảm giác vảy của nó ở đây mỏng hơn trên thân nhiều, vảy trên thân chăn to cỡ quả trứng chim bồ câu lớn, nhưng vảy ở chỗ cổ họng thì chỉ bằng trứng chim bồ câu nhỏ. Phải quyết tâm, há mồm cắn lấy con chăn. Ôi mẹ ơi, da của nó cứng thật, có cảm giác như cắn phải da bò, loại da bò có đặc tính dai sau khi phơi khô được dùng để sản xuất da dày da. Cắn vào nhưng không cắn sâu vào được, khiến hắn ta vô cùng tức giận, mặc kệ, trước mắt chỉ có cách này thôi, lấy hết sức mà cắn. Cắn cắn cắn, bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào hai hàm răng, càng cắn mạnh chừng nào thì con chăn càng quấn chặt hơn. Đã cắn không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy Diệp Phàm đang dần dần tuyệt vọng, miệng tê hẳn đi. Đột nhiên, trong đầu Diệp Phàm lóe lên hóa âm mê thuật của chính mình, phương pháp này có thể đưa toàn bộ nội khí đến miệng, sau đó dùng phương thức âm bạo để giải phóng ra. Nếu có thể đưa nội khí đến miệng, thế thì việc đưa nội khí đến răng là rất có khả thi. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, não vừa nghĩ đến thì hóa âm bạo đã phát ra, thật linh nghiệm. Nội khí đó tụ lại trực tiếp xông đến khoang miệng, cố gắng hết sức, Diệp Phàm đã dần dần tập trung được nội khí ở răng. Có cảm giác răng đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn, y tiếp tục mở miệng, cắn mạnh vào cổ của con chăn. Vẫn chưa thấy có chuyển biến gì, nhưng hiện tại cách này là duy nhất, Diệp Phàm vốn có tinh thần quật cường, không chịu khuất phục, nhất là vào những lúc quan trọng liên quan đến tính mạng. Cắn vào. Không biết đã bao lâu, chỉ thấy Diệp Phàm cắn đến nỗi toàn thân phát run. Miệng phát ra mùi hôi tanh của chăn. Mùi vị này thật tanh, lẽ nào là máu của mãng xà? Diệp Phàm khấp khởi mừng, bất chấp tất cả, miệng giống như một ống hút lớn, dáng hết sức để hút, cảm giác vị lạ đó chạy thẳng vào bụng mà chưa kịp cảm nhận cái vị tanh nồng của nó. Hút hút hút, hút mãi, hút mãi. Không biết là đã hút bao lâu, Diệp Phàm thấy hình như bụng mình ngày càng căng tròn, còn to hơn cả bào thai 5 tháng nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, chỉ còn cách liên tục niệm thanh tâm quyết, nhưng cũng không có hiệu quả gì, mắt cứ nhắm tịt lại, dần dần hôn mê. Hơn 10 giờ tối, Diệp Kim Liên đi lui đi tới mấy vòng ở cổng nhà, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu, miệng than trách. Vẫn như con nít vậy, đã là một phó chủ tịch huyện mà cũng không thay đổi chút nào. Có lẽ là đã quay về Lâm Tuyền rồi, một cú điện thoại cũng không gọi, thật là... Món canh thuốc này đành phải để lại đã, cho vào ngăn đông là được. Chỗ Diệp Kim Liên đương nhiên là không thể có thứ đồ dùng xa xỉ như tủ lạnh được, ngăn đông mà bà nói chính là đem sâm để trong một cái lò có tác dụng tương đương vậy. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm tỉnh dậy với trạng thái lơ mơ, toàn thân rã rời, nhức mỏi vô cùng, đến nhúc nhích ngón tay cũng không có sức. Cứ nằm như thế một hồi lâu mới cố gắng cử động toàn thân. Lúc này mới sực nhớ ra con chăn hung ác, hoảng hốt sợ nó trốn mất,
nhưng toàn thân như bị một sợi dây nào đó quấn lấy, không thể nào cử động. Vội vàng mở to mắt quan sát, mới thấy con chăn đang quấn quanh người mình, kinh sợ hơn đó chính là đầu của con chăn đang kề sát bên đầu mình, chỉ cách miệng Diệp Phàm mấy mm. Á! Nhìn vẻ mặt dữ tợn của con chăn, Diệp Phàm hoảng sợ kêu lên thất thanh, liều mình giãy giụa cố thoát thân. Lần này may thay đã thoát ra được, Diệp Phàm mềm nhũn người nằm lịm trên đất. Y vẫn còn hơi tỉnh táo, miệng lẩm nhẩm. Con chăn sao vẫn treo thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng to lớn và những cái vẩy trên thân nó, chắc nó đã sống mấy trăm năm rồi. Làm sao nó chết được nhỉ, thật kỳ lạ. Y nghĩ mãi, kéo đầu mãng xà lên nhìn một lúc, mới phát hiện ra một điều, hắn lùi lại mấy bước, tìm một lúc, vẫn còn may, dây sạc đèn pin vẫn chưa bị hư. Quan sát dưới ánh sáng của đèn pin mới thấy con chăn ốm đi nhiều. Khi vừa mới vào động, trông con chăn to bằng bắp đùi của một người to béo, nhưng bây giờ chỉ còn bằng bắp đùi của Diệp Phàm, giống như thịt khô của Tứ Xuyên vậy. Mệt quá, Diệp Phàm ngồi bệt xuống đất suy nghĩ một lúc, mới nhớ đến chỗ cổ của con chăn bị mình cắn, sau đó mới biết mình đang hút máu, máu của chăn chắc không dưới mấy chục cân. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ bụng, vẫn còn cảm giác hơi căng một cách khó chịu. Không chỉ hơi mà là rất căng là đằng khác, hơn nữa, cái bụng căng như một cái nồi lớn, trông giống một bào thai 3 tháng, trông cứ như mắc bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống không tiêu. Dám đùa với ông mày à, mày xuống địa phủ nhớ đừng trách tao nhé, là mày chọc giận tao trước. Đến ngay cả Diễm Tình Thảo và Thái Tuế của tao cũng đều bị mày cho vào bụng cả. Thật là đen đủi, sau này không có Xuân Cung Hoàn và Lôi Âm Cửu Long Hoàn thì còn mong gì thăng quan tiến chức. Diệp Phàm dầu dĩ than thở. Về nhà trước đã, chắc mẹ đang lo lắm, không biết đã bao lâu rồi nữa. Hắn làm nhảm một hồi, bật đèn pin lên ra khỏi động, nhưng mới đi khoảng mấy chục mét thì đứng khựng lại, bởi vì đường động có chiều cao tầm một người hình như đã bị chắn lại, bị nhiều tảng đá rất to bịt kín lối đi. Lúc này Diệp Phàm mới nhớ ra, chắc là lúc giao tranh với con chăn, đuôi của màng quét đã tạo nên hiện trạng như bây giờ, thế mới biết sức mạnh của chăn. Đuôi của nó nếu quét hết sức cũng không dưới mấy nghìn cân. Và lại các tảng đá trong động không phải là quá kiên cố đến nỗi không phá được, toàn là những tảng đá lớn bị vỡ xếp chồng lên nhau, một con chăn mấy trăm năm tuổi với một cao thủ thất đẳng giao tranh không bị sập mới lạ. Y cố gắng đẩy tảng đá ra, nhưng công hiệu không đáng kể, những tảng đá đó lớn thì nặng trên ngàn cân, nhỏ thì khoảng mấy trăm cân, đè chồng lên nhau, rời một tảng đồng nghĩa với việc rời luôn mấy tảng. Nếu muốn di chuyển được mà không có công lực lớn thì đừng mơ. Trên vạn cân, đối với Diệp Phàm đây là vọng tưởng xa vời, với năng lượng mà Diệp Phàm đang có, dùng toàn bộ công lực để bứt phá cũng không thể vượt qua 2.000 cân. Huống hồ hiện tại toàn thân bị thương tổn, ngay đến 300 cân cũng khó mà phát ra được. Hắn dọi đèn pin quan sát một lúc, mới phát hiện ra toàn thân tím bầm, da thịt những chiếc vảy thô ráp của con chăn xà hung ác cào nát, bộ dạng vô cùng thảm hại. Chỉ tính những vết thương trên đầu, vết chảy xước đã có đến mấy chục vết, giống như lấy cây mà rạch bậy lên vậy, lằn ngang lằn dọc trông thật đáng kinh sợ. Ta đây phúc lớn, nếu không thì đã sớm trầu Diêm Vương rồi. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào con chăn, nhưng bây giờ vẫn đang phải nghĩ cách thoát ra, nếu không có người đến cứu, sẽ chết vì đói ở trong động, dù cái bụng vẫn đang căng tròn, nhưng qua mấy hôm bụng sẽ xẹp xuống liền. Không nghĩ ngợi nữa. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu hồi phục khí lực. Vận công khoảng gần 2 giờ đồng hồ, đột nhiên, một luồng khí nóng từ đan điền lan nhanh toàn thân nóng như lửa, giống như có một con rồng lửa đang chạy trong người, toàn thân như có ngàn mũi kim châm. A! À, trong động vang lên tiếng gào thét thê thảm của Diệp Phàm, tiếng gào thét khiến cho người ta sởn cả gai ốc, Diệp Phàm cố gắng vận khí, kiên trì giữ để mình không bị phát điên. Y biết, lúc này không thể làm bậy. Nếu có sai sót kinh mạch toàn thân có thể bị phá vỡ, trở thành phế nhân, nghiêm trọng hơn thì bị mất mạng cũng không có gì lấy làm lạ. Cùng với cái nóng, toàn thân Diệp Phàm là một màu tím bầm đáng sợ, đến hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Nếu bây giờ có người nhìn thấy chắc sẽ hét lên ma rồi quay đầu bỏ chạy. Diệp Phàm lấy hết nghị lực để chống cự, không biết là bao lâu, chỉ biết người hôn mê tỉnh đi tỉnh lại nhiều lần. Ngày 5 tháng 11 năm 1996. Diệp Phàm đang đứng lưỡng lự trước quỷ môn quan. Còn 11 vị thường ủy lại đang ngồi nghiêm chỉnh ở phòng họp huyện ủy huyện Ngư Dương. Chương 711, Thiên Hạ Chia 4. Kính thưa các đồng chí,
thiết nghĩ các đồng chí đều đã nắm rõ tình hình gần đây, nên tôi đây cũng không cần nói nhiều, nguyên nhân bắt đầu từ đâu, vì sao thì tất cả các vị ngồi ở đây trong lòng đều đã rõ, tôi không cần phải rông dài làm gì. Mấy hôm trước tôi đã cùng với Chủ tịch huyện vệ, đồng chí Phí Mặc, Phó Bí Thư Vương cũng đã có một buổi gặp mặt, tôi cho rằng không nên kéo dài sự việc mãi như thế, xét về lâu dài sẽ gây tổn thất cho chúng ta, khó khăn lắm chúng ta mới làm cho bộ mặt kinh tế huyện có những bước phát triển khởi sắc. Cho nên, những quyết định nào có lợi thì ta phải quyết tâm làm. Quyết định điều động công tác của hai đồng chí Vương Sương Nhiên và Tạ Tuấn Phát đã có. Mấy hôm nữa họ sẽ rời Ngư Dương lên thành phố nhậm chức. Trước tiên tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ viên chức huyện ủy Ngư Dương chúc mừng các đồng chí. Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cười vui vẻ kèm theo là chàng pháo tay chúc mừng. Trong phòng cũng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, không ngớt. Vương Sương Nhiên và Tạ Tuấn Phát cũng đứng lên cảm ơn. Vâng, Bí thư Cổ nói rất đúng, không thể vì một nhân tố nào đó mà làm ảnh hưởng đến xu thế phát triển kinh tế tốt đẹp của huyện chúng ta, mấy hôm trước ở buổi gặp mặt Bí thư đã đưa ra quyết định. Nhân cơ hội hai đồng chí Sương Nhiên và Tuấn Phát chưa đi để mở buổi họp thường ủy. Vấn đề cần tranh thủ ý kiến đầu tiên của buổi họp thường ủy lần này liên quan đến việc giới thiệu bổ sung chỉ tiêu hai thường vụ huyện ủy. Lời của Chủ tịch huyện vệ Sơ Tịnh vừa dứt, thì 10 thường vụ khác có vẻ như tỉnh táo hẳn ra. Ngay đến cả gân cốt cũng thẳng hơn, nếu núm biết trong đầu bọn họ đang nghĩ gì thì cũng chỉ có thể đợi đến khi tranh luận và biểu quyết mới suy đoán ra. Còn lúc này, toàn là hồ ly già, không thấy ai có biểu hiện lạ, ai ai cũng đóng mặt nạ như thể sự việc chẳng liên quan gì đến mình, tất nhiên, ai cũng ra vẻ ta đây thanh cao. Thật ra tối qua, 4 vị là G Bảo Toàn, vệ Sơ Tịnh, Phí Mặc, Ngọc Nhã Chi đã họp mặt, Cổ Bảo Toàn vốn muốn lợi dụng buổi gặp mặt đó để chỉ định người trước. Cũng chính là hai ứng cử viên sẽ được tiến cử lên thành phố, rồi trong buổi họp thường ủy được thông qua nữa là xong. Tuy nhiên, trong buổi họp, giữa 4 vị bí thư đã xảy ra tranh cãi, rất khó tìm được tiếng nói chung, ý kiến của 4 vị bí thư hoàn toàn đối lập nhau. Cả 4 người đều đưa ra người mà mình muốn tiến cử. Cổ Bảo Toàn giới thiệu Trương Quốc Hoa. Vệ Sơ Tịnh tiến cử Phó Chủ tịch huyện Tiêu Y Lâm, người mà Ngọc Nhã Chi tiến cử đương nhiên là Mâu Dũng, còn Phí Mặc thì giới thiệu Diệp Phàm. Việc Vệ Sơ Tịnh tiến cử Tiêu Y Lâm khiến cho Cổ Bảo Toàn có đôi chút cảnh giác, bởi điều đó cho thấy giữa Vệ Sơ Tịnh và nhà họ Tiêu có mối quan hệ thân thiết. Nhưng việc Phí Mặc tiến cử Diệp Phàm càng khiến cho Giả Bảo Toàn, Vệ Sơ Tịnh, Ngọc Nhã Chi đều nghi hoặc, không rõ bí thư đảng quần chúng Phí Mặc sẽ bán cái gì đang được đựng trong hồ lô. Phải biết rằng từ xưa đến nay giữa Diệp Phàm và Phí gia chẳng có quan hệ gì thân thiết, thậm chí nhà họ Phí đã có không ít lần gây khó khăn cho Diệp Phàm, đồng chí Tiểu Diệp đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cổ Bảo Toàn mấy lần, thật là mất mặt quá thể. Chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình con chó giữ nhà của Phí gia cũng bị chính Diệp Phàm hạ xuống, quái lạ thật, Phí Mặc bắt đầu quan hệ với Diệp Phàm từ lúc nào. Đây phải chăng là chiêu tung hỏa mù của Phí Mặc, vào thời điểm này thì việc gì cũng có thể làm. Có lẽ âm mưu của Phí Mặc là tiến cử một người nào đó trước, biết chắc sẽ không được thông qua. Sau đó để cho mọi người bàn cãi một hồi rồi mới tiến cử thêm một người khác nữa, bởi thế, việc này khiến cho cả 3 người Cổ Bảo Toàn, vệ Sơ Tịnh, Ngọc Nhã Chi đều thấy bực bội và không biết rốt cuộc Phí Mặc đang có âm mưu gì. Cục diện thiên hạ chia 4 đã khiến cho Cổ Bảo Toàn tức giận, sau khi trải qua buổi giao lưu đơn giản nhưng không tìm ra được ý kiến đồng nhất, Cổ Bảo Toàn điên tiết. Dứt khoát chấm dứt buổi họp kín giữa các bí thư, và quyết định đưa việc tiến cử ra giữa buổi họp thường ủy để lấy ý kiến công khai. Đương nhiên, Cổ Bảo Toàn cũng có những dự tính riêng. Ông ta cho rằng đưa ra công khai ở buổi họp thường ủy thì ông ta sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn. Bởi vì có Tạ Cường sẽ ủng hộ mình, Vương Sương Nhiên, Trương Tân Huy thì chắc chắn sẽ ủng hộ. Trong tay chắc chắn nắm được 4 phiếu, nếu có được thêm 2 phiếu nữa thì sẽ nắm chắc phần thắng. Đến lúc đó sẽ tìm cơ hội, tìm cách gần gũi với một đoàn thể nào đó, chia cho bọn họ chút lợi ích, thì cơ hội có thêm một phiếu là rất lớn. Bởi vì Cổ Bảo Toàn còn có chưa đưa ra đòn sát thủ. Trước đây khi đến Ngọc gia thăm Ngọc Sử Giới đã từng bàn bạc, để tiết kiệm mấy triệu tiền trợ cấp nông nghiệp, Cổ Bảo Toàn đã quyết ủng hộ Mâu Dũng của Ngọc gia gia nhập vào thường ủy. Thiết nghĩ Ngọc Nhã Chi cũng hiểu điều đó, đến lúc đó quan tâm đến Ngọc Nhã Chi một chút, hai bên liên minh lại. Chắc chắn sẽ nắm được 6 phiếu. Nhưng lần này khiến người ta bất ngờ nhất đó chính là Lô Vĩ không được tiến cử, điều này khiến cho người khác phải suy nghĩ,
lẽ nào Lô Vĩ không dở trò gì sao? Thế lực của Cổ Bảo Toàn lớn vậy sao? Phải biết rằng Lô Trần Thiên Phó Chủ tịch thành phố là đồng minh với Bí thư thành phố Chu Cản Dương, mà Chu Cản Dương thì không thể không giúp Lô Vĩ đi lên. Có lẽ Cổ Bảo Toàn cũng biết rõ điều này, Lô Vĩ bản thân là một trưởng công an huyện, là ứng cử viên thích hợp nhất để tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, bởi thế mà Cổ Bảo Toàn vẫn không đưa tiến cử. Điều này cũng khiến cho Phí Mặc, Ngọc Nhã Chi, Vệ Sơ Tịnh đều thấy nghi ngờ vô cùng, thắc mắc không biết Cổ Bảo Toàn đang định giở trò gì đây. Trưởng phòng Miêu, mời anh hãy giới thiệu sơ qua tình hình của các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của bản huyện. Điều này thì anh nắm rõ hơn ai hết. Giả Bảo Toàn ra hiệu cho Miêu Phong trưởng phòng tổ chức cán bộ. Thông qua kiểm tra sơ bộ của phòng tổ chức, những cán bộ được giới thiệu vào thường ủy phù hợp với điều kiện bản huyện đưa ra gồm có Phó Chủ tịch huyện Tiêu Y Lâm, Phó Chủ tịch huyện Triệu Bính Kiện, Phó Chủ tịch huyện Lưu Kiện Phi, Phó Chủ tịch huyện Diệp Phàm, ngoài ra còn có hai trợ lý chủ tịch huyện gồm đồng chí Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền. Ngoài ra, đồng chí Mâu Dũng bí thư thị trấn Lâm Tuyền đã có những biểu hiện rất xuất sắc, dưới sự chỉ đạo của đồng chí ấy, thu nhập tài chính của thị trấn Lâm Tuyền năm nay so với cùng kỳ năm ngoái tăng mạnh, tài chính và thuế vụ tăng gấp 3 lần, còn giá trị tổng sản lượng công nghiệp đạt tới 50%. Cho nên, sau khi thông qua quá trình tuyển chọn, phòng tổ chức đã quyết định đưa thêm đồng chí ấy vào. Miêu Phong đưa ra một số tư liệu, giới thiệu sơ qua tiểu sử cá nhân của từng người. Anh ta biết đây cũng chỉ là hình thức thôi, chứ không có ảnh hưởng gì lắm. Tư liệu liên quan của các đồng chí này đều đã cầm trên tay, các đồng chí xem kỹ, lát nữa chúng ta sẽ thảo luận một cách công khai dân chủ, hy vọng hôm nay sẽ chọn ra được hai ứng cử viên. Việc này không nên kéo dài nữa, huyện cần họ. Cổ Bảo Toàn liếc nhìn các thường ủy, nói xong liền bắt đầu tập trung xem tài liệu. Sột soạt. Trong phòng họp vang lên tiếng sột soạt lật dở tư liệu, chỉ nghe tiếng giấy tờ sột soạt, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng người nói chuyện. Thật ra mọi người đều đang cố tỏ vẻ vậy thôi, chẳng có ai thật sự đang tập trung đọc cả, Cổ Bảo Toàn sao lại phải giả vờ như thế, bởi vì mỗi người đều đã sớm có những toan tính riêng. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Cổ Bảo Toàn gõ nhẹ nắp cốc trà, nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận một cách dân chủ nhé. Các vị có mặt ở đây đều là cán bộ cốt cán của huyện Ngư Dương, có ý kiến gì xin hãy thẳng thắn đưa ra. Việc của ngày hôm nay, nói cho đúng ra là chúng ta đang chọn nhân tài cho đất nước, tuy chỉ là tiến cử thôi, nhưng thành phố cũng phải xem xét đến tình hình cụ thể của huyện Ngư Dương chúng ta. Mỗi câu nói ra của các vị đều sẽ liên quan đến việc triển khai các công tác liên quan đến quốc kế dân sinh của huyện Ngư Dương chúng ta sau này. Một ủy viên thường vụ tốt sẽ có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho công việc của huyện, nhất là đối với việc đôn đốc giám sát triển khai các công tác của Ngư Dương. Nếu dùng người không đúng, sẽ gây tổn hại cho nhân dân, chúng ta không thể. Giả nói xong, cả phòng họp trở nên im phăng phắc. Theo lệ thường, các thành viên thường ủy có thảo luận gì thì cũng phải tuân theo một nguyên tắc ngầm, đó là phát ngôn theo thứ tự đã được sắp xếp trong nội bộ đảng. Cuối cùng bí thư sẽ nói lời tổng kết, nhắc nhở các việc cần làm của bộ phận nhân sự, sau đó là giơ tay biểu quyết, mọi người ai cũng nắm rõ các bước này. Kỳ thực, lời tổng kết của bí thư thường tương tự với chiều hướng sắp xếp nhân sự. Trừ phi có phe cánh nào tương đối mạnh, mới có thể đấu với bí thư, tạo ra một số thay đổi. Đương nhiên, kiểu phản đối mạnh mẽ đó ở nước ta không có nhiều. Thông thường mọi người sẽ thỏa hiệp, chia đều lợi ích, bên nào cũng được hưởng chút quyền lợi là được. Tất nhiên, bí thư với tư cách là người đứng đầu, lợi ích mà ông ta có được chắc chắn phải lớn hơn nhiều. Do tình hình trong nước như vậy, đảng quản lý cán bộ, hành chính chịu trách nhiệm thi hành, nên dù bạn có làm việc xuất sắc đến đâu, thì cũng phải dưới sự lãnh đạo của đảng mới làm được. Cho nên, đảng là tổ chức có uy quyền nhất, mà đại diện cho đảng lại chính là các nhân vật chủ chốt của các ban ngành các nơi. Những nhân vật chủ chốt này thông thường đều là bí thư đảng ủy, bởi vì họ đại diện cho đảng. Làm việc theo sự chỉ đạo của đảng, nên phải giao quyền lực cho họ, còn nghĩa vụ thì giao cho thuộc hạ bên dưới làm. Cho nên, Cổ Bảo Toàn sau khi nói xong đã đưa mắt nhìn Phí Mặc bí thư đảng quần chúng, người có vị trí thứ ba trong nội bộ đảng, chờ ông ta khai phát pháo đầu tiên. Vệ Sơ Tịnh là chủ tịch huyện, theo lệ thường sau khi các thường ủy viên khác phát biểu xong, sẽ có vài lời nhận xét, rồi mới đến lượt Cổ Bảo Toàn nói lời tổng kết. Làm như vậy sẽ có lợi cho Cổ Bảo Toàn. Bởi vì khi nghe các đồng chí khác phát biểu ý kiến, ông ta có thể thấy được phương hướng nhân sự,
sau đó bản thân tự suy đoán thêm, rồi thuận lợi đưa ra lời nhận xét tổng kết. Nếu buổi họp lấy ý kiến lần này có gì bất lợi, Cổ Bảo Toàn cũng có thể dễ dàng ứng phó, hoặc chấm dứt buổi họp hôm nay, kéo dài cho tới khi bản thân đã thu xếp ổn thỏa, nắm chắc phần thắng mới họp lại. Điều này sẽ có lợi cho người triển khai công tác, hơn nữa mặc dù tình hình cấp bách, không thể kéo dài, đòi hỏi hôm nay phải biểu quyết ở buổi họp thường ủy thì cũng có cơ hội để bí thư tranh thủ, dùng sách lược thay đổi bản thân để đưa ra một số lợi ích vào lúc then chốt nhằm kêu gọi đồng minh. Để người khác có thể đồng thuận, thì dù cho bản thân có bị tổn hại chút ít cũng không sao, nhưng tin rằng lần sau đối thủ cũng sẽ có tiến trình trì hoãn, để một chút lợi ích cho mình. Nếu không, cùng lắm là cá chết lưới rách thôi, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ được ai. Bí thư Cổ nói rất đúng, bây giờ kinh tế huyện Ngư Dương ta đang bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ tăng trưởng, một khởi đầu tốt đẹp đang hình thành. Theo dự đoán thống kê sơ bộ của bộ phận thống kê, chỉ số tăng trưởng kinh tế của huyện ta năm nay rất đáng mừng, dự đoán có thể đạt tới 6%. Nếu quả thực đúng như thế, thì cũng xem như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ do thành phố giao phó. Rất đáng mừng là trong một năm đã có thể thay đổi được tình thế. Phí Mặc nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, báo tin vui cho mọi người, đây là cơ hội để kéo dài, các bước tính toán khá hợp lý. Chương 712, Hội nghị thường vụ nổi khói súng. Cười nói tiếp, tuy nhiên, nguyên nhân nào có thể giúp cho huyện ta nhận được thành tích đáng mừng thế này, tôi nghĩ nhất định trong lòng mọi người đã có đáp số rồi. Phòng thống kê huyện có một lão đã nói rồi, huyện chúng ta có thể có được thành tích như vậy, 8 phần đều là do tốc độ phát triển cao của nhóm đầu tàu khu kinh tế Lâm Tuyền đem lại. Nếu tách khu kinh tế Lâm Tuyền ra, toàn bộ các địa phương khác trong tỉnh chúng ta, tác động tăng trưởng kinh tế chẳng qua cũng chỉ chiếm gần 2 phần. Tại sao khu kinh tế Lâm Tuyền lại có thể đạt được chiến tích đáng kiêu ngạo như vậy? Nói đến đây Phí Mặc nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn mọi người một cách thâm ý, thấy tất cả mọi người đều chứa sự lo lắng, trong lòng họ cũng hiểu rõ con cáo giả này đang làm bộ, lập tức thản nhiên cười, nói. Còn không phải là do bộ máy của khu kinh tế Lâm Tuyền giỏi sao, hơn nữa đồng chí Diệp Phàm của khu kinh tế Lâm Tuyền chắc chắn mọi người càng không xa lạ gì rồi. Trên tờ báo của tỉnh được xưng tụng là nhân tài chủ tịch thị trấn trăm triệu, hơn nữa khi cậu ấy đến trường đảng tỉnh ủy huấn luyện còn được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt đích thân điểm tướng. Hai chữ nhân tài này đương nhiên là tôi không nói lung tung rồi, sao Phí Mặc tôi lại gọi cậu ấy là nhân tài, cái này tôi nghĩ chắc chắn các vị trong lòng tất cả các ủy viên thường vụ đang ngồi đây đều có can xưng. Bài hát trong Tể Tướng Lưu Gù rất hay, giữa trời đất có can xưng, xưng lũ kia chính là thứ dân. Cái này, tôi cũng không rông dài nữa. Cho nên, đây cũng là lý do tôi đề cử đồng chí Diệp Phàm vào hội nghị thường vụ huyện ủy. Nếu, một đồng chí có thể làm được thành tích lớn như vậy mà không được vào hội nghị thường vụ, thế thì sau này các đồng chí ấy sẽ đau khổ thấu xương sao? Họ sẽ cho rằng đảng chúng ta chọn người đảm nhiệm nhưng không coi trọng mức năng lực, đức có thể siêng tích, đức là một thứ thuộc về phương diện biểu hiện tư tưởng chính trị, biểu hiện của đồng chí Diệp Phàm chúng ta không cần phải nói rồi. Có thể thích như vậy thì tôi nghĩ chuyện ngồi vào hội nghị thường vụ đã rõ như ban ngày, tôi cũng không muốn rông dài nữa. Tiếp theo là đồng chí Tiếu Y Lâm. Phí Mặc đề cử 2 người, kịch diễn mạnh nhất là Diệp Phàm, còn người kia là phó chủ tịch huyện Tiếu Y Lâm của Tiếu Gia. Hơn nữa nên để đồng chí này là nữ để từ đó thể hiện được nhà nước hiện nay đang thúc đẩy đề bạt những cán bộ nữ gì đó. Nhưng... khi Phí Mặc nhắc đến Tiếu Y Lâm thì toàn bộ ánh mắt của đám người Cổ Bảo Toàn đều liếc nhìn một cái, trong lòng lẩm bẩm, không ngờ lại có lúc Phí Gia liên minh với Tiếu Gia. Đây là một phát hiện quan trọng, ắt hẳn sau này vận mệnh của hội nghị thường vụ huyện ủy sẽ phát sinh một số thay đổi nhỏ. Phí Gia cùng với Tiếu Gia liên minh có thể được coi là một chuyện quan trọng, Tiếu Thuần Thần là phó chủ tịch thường trực huyện, hơn nữa còn có Tiếu Gia đứng sau lưng. Lực lượng của tổ hợp này chắc chắn sẽ mạnh hơn hợp tác của Phí Mặc và Chu Trường Hà trước đây, cũng không thể không khiến cho Cổ Bảo Toàn có cảm giác ám muội. Tiếu Thuần Thần là phó chủ tịch thường trực huyện, ngoại trừ 4 người là phó bí thư Cổ Bảo Toàn, Phí Mặc, Vệ Sở Tịnh, Ngọc Nhã Chi thì ông ta đứng ở vị trí thứ 5, đang cân bằng thì lại đến ông ta phát biểu rồi. Tiếp lời Phí Mặc, Tiếu Thuần Thần nói. Vừa rồi đồng chí Phí Mặc đã nói về năng lực của đồng chí Diệp Phàm rồi. Tôi cũng không rông dài thêm nữa, cái này mọi người đều đã thấy được rồi. Hiện tại mạng lưới giao thông Lâm Tuyền gần kết thúc, từng con đường đều được mở rộng 12 mét,
con đường của xã, thị trấn mà không kém gì của tỉnh, đừng nói đây là sợi dây phong cảnh sáng lệ của Ngư Dương chúng ta. Làm người ta phải thán phục, mà đem so sánh với thành phố Mạc Hương và những huyện bên cạnh, cũng là một chiến tích khó có thể vượt qua rồi. Đương nhiên, đây là chỉ một thế hệ thanh niên. Hơn nữa, một công trình lớn như vậy mà cũng làm được, khu kinh tế Lâm Tuyền bất quá chỉ nợ bên ngoài dưới mấy triệu. Mà, mạng lưới giao thông đã làm được, khu công nghiệp Gành Quỷ Anh cũng đã được xúc tiến. Đây được coi là ngọn nguồn kinh tế, là sự điều động có lợi cao độ cho sự phát triển kinh tế mỗi vùng. Công của Diệp Phàm, chúng ta không thể xóa nhòa được. Cho nên, tôi đồng ý với đề nghị của đồng chí Phí Mặc. Đồng chí Thiếu Y Lâm dù là một đồng chí nữ, cô từ thành phố phân xuống. Quản lý mảng công nghiệp của huyện ta. Tất cả mọi người đều biết, Ngư Dương chúng ta là một huyện nông nghiệp lớn, dân đông cơ sở mỏng, người nông dân đều dựa vào núi, trên đồng ruộng trồng vài loại lúa, đào chút khoai lang qua ngày. Ngư Dương chúng ta là huyện nông nghiệp lớn, không sai, nhưng lại là một huyện nông nghiệp kém, tại sao? Nghe nói có thôn người dân ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Mà nền móng công nghiệp lại yếu kém, trên căn bản là chẳng có nhà máy công nghiệp nào ra hồn cả. Từ khi đồng chí Thiếu Y Lâm nhậm chức, nhờ các mối quan hệ của cô trên thành phố, tầng tầng đẩy mạnh, kiếm tiền, kiếm đồ, kiếm hạng mục. Do đó kinh tế huyện ta năm nay có thể tăng tốc, tốc độ tăng trưởng nhanh của mảng công nghiệp không thể không. Vở kịch của Tiếu Thuần Thần đương nhiên là đặt vào em họ Tiếu Y Lâm của mình rồi, cứ đề cử người mà không cần kỵ húy người thân của mình. Dương Dương tự đắc khen nhiều đến nỗi nước miếng tung bay, suýt chút nữa là biến Tiếu Y Lâm thành cứu thế tổ hạ phàm, thành một nữ thần rồi. Những ủy viên thường vụ khác nghe vậy đều bấm bụng cười, ai cũng sắp phát ói rồi. Đồng chí Diệp Phàm tuy nói có một chút thành tích, nhưng tuổi còn quá nhỏ, hiện nay mới 20 tuổi. Nếu Ngư Dương chúng ta đề cử cậu ấy vào đảng ủy, sợ là sẽ khiến một số lãnh đạo trên thành phố nhìn vào, có vẻ xem chuyện chọn nhân tài quốc gia như trò đùa rồi. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương Sương Nhiên điều từ thành phố xuống nghe nói là còn giúp được Cổ Bảo Toàn một chuyện lớn. Cho nên, ông ta cũng quyết tâm ủng hộ Cổ Bảo Toàn. Bất chấp đắc tội với Diệp Phàm, hơn nữa bản thân sau này cũng đi thành phố, dù cho Diệp Phàm có muốn ghi hận thì cũng chẳng quản được mình rồi. Huống chi lần này mình đi còn tăng lên một cấp bậc nhỏ. Ông Vương nói vậy không sai, một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, để cho hắn vào đảng. Đó không phải là để cho thiên hạ người ta chê cười à? Tỉnh Nam Phúc chúng ta có tiền lệ như vậy sao? Hơn nữa vừa rồi ông Vương nói còn có điểm chưa đúng, không phải 20 tuổi, theo cách tính tuổi của nước ta, mới 19 tuổi thôi. Đương nhiên, tính thêm tuổi mụ mới 20 tuổi, dù nói người này cũng có chút thủ đoạn, nhưng cũng không thể kham nổi trọng dụng. Tính tình thì ngang bướng như trâu, thô lỗ, đã giận lên thì dù có chín ngựa kéo cũng không nổi. Tôi nghĩ các vị đều đã từng lĩnh giáo tính tình nóng nảy của cậu ta, gay gâu hơn nữa là có khi căn bản không có quan niệm đại cục. Là một ủy viên thường vụ huyện ủy, có thể không có cái nhìn đại cục được sao? Đây là tổ chức hạt nhân của toàn huyện. Cho nên, tôi nghĩ rằng để một nhóc con miệng còn hôi sữa vào đảng là không ổn. Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ, cứ để rèn luyện cho chững chạc, ổn định một chút rồi xem xét lại cũng được mà đúng không nào? Trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Cường không ngờ dứt bỏ khuôn mặt tiếu diện hổ của ông ta, vừa nói những lời này, cả phòng đều kinh ngạc. Mỗi người đều thầm nói, có phải là Tạ Cường tính tình vòng vo đây không? Từ một tiếu diện hổ đã chuyển thành một con hổ cắn người. Đương nhiên, chuyện Tạ Cường có vấn đề với Diệp Phàm trong lòng mọi người đều biết rất rõ, chuyện lần trước chủ tịch thị trấn Tạ Trụ Sơn bị đồng chí Tiểu Diệp tát một cái suýt chút nữa là rụng răng cửa đã trở thành trò cười ở Ngư Dương. Trước đó nữa, ý định ép Trang Hồng Ngọc của Tạ gia lại thất bại, cô nàng Trang Hồng Ngọc này lãnh đạo cả huyện không ai dám dùng cô, chỉ có một con nghé con Diệp Phàm dùng lại cô nàng này. Bực hơn nữa là cả ngày cô nàng Trang Hồng Ngọc này cứ lắc lư trước mắt đứa con trai Tạ Đoan của Tạ Cường, kẻ sĩ mà có thể nhịn được chuyện đó thì không chuyện gì là không nhịn được nữa. Đứng từ phương diện khác đúng là đã giáng cho Tạ gia Ngư Dương một cái tát vào mặt. Bằng không. Giọng điệu của Tạ Cường hôm nay sẽ không cứng rắn như vậy, hơn nữa ngay cả câu nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám nói ra, ngoài ra còn chưa dứt sữa nữa chứ. Đương nhiên, Tạ Cường hạ thấp Diệp Phàm như vậy, có chút mất phong cách quý phái. Là một ủy viên thường vụ, anh có thể phê bình người ta làm việc không được, tác phong không được, nhưng chửi đồng như mụ đàn ba chanh chua thì hơi nhục thân. Bởi vậy,
Trong lòng các ủy viên thường vụ ngồi đây đều bật cười, chắc là Tạ Cường bị chọc cho điên rồi nên mới làm trò cười như vậy. Thấy giọng điệu Tạ Cường tức tối như vậy, Trương Tân Huy vốn định nói vài câu giúp Diệp Phàm. Nhưng nghĩ đến việc tối qua Cổ Bảo Toàn đã thận trọng giao, theo tin tức của bí thư Cổ thì được biết, ông ta tuyệt đối không cho phép Diệp Phàm vào thường ủy. Khi Trương Tân Huy đang ca thán Diệp Phàm thảm quá, vốn tối qua định gọi báo cho Diệp Phàm, muốn lờ mờ chỉ điểm cho hắn biết một chút, nhưng điện thoại của Diệp Phàm không gọi được, gọi đến Lâm Tuyền thì cũng nói là hắn nghỉ phép rồi. Đúng vậy, tính khí người này dữ tợn quá, dữ tợn không sao tả được. Nhưng anh ta áp dụng tính tình này vào công việc thì lại không hợp thời. Hiện nay anh ta đang đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, nếu để cho anh lên một cương vị cao hơn, nếu vì chuyện này mà tạo nên những tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia thì quá muộn rồi. Chúng ta những người hiện đang ngồi đây là để lựa chọn nhân tài quốc gia, một chút vô ý, thì ngay bản thân chúng ta cũng sẽ chịu liên lụy. Các vị ngẫm lại đi, cậu ấy chỉ vì Ngư Dương chúng ta cống hiến chút công sức nhỏ nhưng lại đem đến cho chúng ta nhiều phiền phức như vậy. Cho nên, với đồng chí Diệp Phàm, tôi chắc chắn không đồng ý đề cử cậu ta. Đồng chí Mâu Dũng thị trấn Lâm Tuyền lại là một đồng chí tốt. Năm nay chỉ tiêu kinh tế và các con số khác của thị trấn Lâm Tuyền đều trở mình tăng trưởng, lúc nãy trưởng Ban Miêu cũng đã nói, tôi sẽ không rông dài nữa. Ngọc Nhã Chi nói thẳng, trực tiếp thể hiện thái độ, không phải là không chống đỡ nổi, mà là cứng rắn, mạnh mẽ phản đối Diệp Phàm tiến vào hội nghị thường vụ huyện ủy. Đương nhiên, ân oán của Ngọc Gia và Diệp Phàm chư vị ngồi đây trong lòng đều hiểu rõ. Phí Mặc và Tiếu Thuần Thần ủng hộ, Ngọc Nhã Chi, Vương Sương Nhiên, Tạ Cường ba người phản đối, nếu không có ai đứng lên nói giúp cho đồng chí Diệp Phàm thêm vài câu, thì có lẽ Diệp Phàm không được diễn sướng rồi. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm dù nói là hơi trẻ, tính cách thỉnh thoảng cũng hơi dữ tợn. Nhưng thanh niên mà, ai chả bốc đồng. Nếu đồng chí Diệp Phàm à một người sóng yên biển lặng, không cầu danh lợi, nhưng tài trí quá bình thường, tôi tin, tình trạng của khu kinh tế Lâm Tuyền chắc chắn sẽ không phồn vinh như hiện nay. Cậu ấy là một nhân tài táo bạo, dám nghĩ dám làm, nói cậu ấy là nhân tài vẫn chưa đủ. Bỏ qua chuyện này, đem cậu ấy so sánh với các chức phó huyện khác trong huyện, thành tích của cậu ấy tương đối vang dội. Chúng ta không thể chỉ vì tính cách dữ tợn, thỉnh thoảng thiếu cái nhìn đại cục một chút là phủ định hết tất cả. Thanh niên mà, ai mà không nòng nảy, chúng ta đều trải qua cái thời điểm đó rồi. Hơn nữa, một thời gian sau, đẽo gọt bớt thì tính cách của cậu ấy cũng sẽ được mài nhẵn hơn không ít. Hơn nữa, vị trí của cậu ấy không giống với chúng ta, làm sao có thể yêu cầu cậu ấy có cái nhìn đại cục lớn quá được, cái này cũng hơi hà khắc quá mức rồi. Tục ngữ không phải thường nói, bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính sao. Chờ cậu ấy ngồi ở vị trí cao hơn thì con người cũng tự nhiên sẽ mở tầm mắt rộng hơn thôi. Người ta hiện nay quản khu kinh tế Lâm Tuyền. Cậu ấy làm sao có thể suy xét những chuyện ngoài phạm trù của khu kinh tế Lâm Tuyền được, chẳng hạn như chuyện của xã Tây Bàn. Còn về tuổi tác, cả tuổi mụ là 21 rồi thì cũng không phải nhỏ nữa. Hiện nay đảng không phải là có khuynh hướng trẻ hóa cán bộ hay sao? Huống hồ là người có nhiều thành tích như vậy. Dù có đề cử cậu ấy lên thành phố, tôi nghĩ các lãnh đạo thành phố cũng nhìn được chàng thanh niên này đã làm được gì, có thành tích rồi còn sợ lãnh đạo nói gì nữa chứ? Không chừng lãnh đạo thành phố còn khen Ngư Dương chúng ta dám dùng người, to gan dùng người gì đó. Đồng chí sắp rời khỏi trưởng ban tuyên giáo Tạ Mạo Phát mở miệng, làm cho các đồng chí khác cảm thấy dường như đang phản bác ngôn từ như núi của Ngọc Nhã Chi. Mọi người không biết từ khi nào mà Diệp Phàm lại có giao tình với Tạ Mạo Phát, kỳ thực thì Diệp Phàm thực sự cũng chẳng có giao tình gì với Tạ Mạo Phát. Chương 713, sự khiếp sợ của Cổ Bảo Toàn. Đó là quẹo vào ngõ cong. Tạ Mao là thân thích của Phó Bí Thư Thành ủy Tạ Quốc Trung, cũng là do một tay ông ta sắp xếp đến đoạt địa bàn ở Ngư Dương. Nhưng sau khi Chu Càn Dương trở về thì Tạ Mao lại bị ông ta chuyển đến chỗ khác. Làm cho xong bảo hiểm của Tạ Quốc Trung mất nhạy ngay lập tức. Vì trước tiên Tạ Quốc Trung cho trưởng ban tổ chức Miêu Phong xuống, sau đó thì Tạ Mao đến để hợp tác với Miêu Phong, như vậy thì câu nói của Tạ ra từ thành phố trong ủy viên thường vụ Ngư Dương cũng có trọng lượng hơn. Tạ Mao được Chu Càn Dương dùng một thủ đoạn vô cùng quy tắc chuyển đi, Tạ Quốc Trung đương nhiên muốn ươm mầm một người khác để hợp tác với Miêu Phong tạo thành một song bảo hiểm. Vừa hay Tạ Mị Nhi đến thành phố, đang cầu xin người bác Tạ Quốc Trung này. Nhờ Tạ Quốc Trung quyết tâm trợ giúp Diệp Phàm,
Tạ Mị Nhi thậm chí thể hiện là cô nàng có chút quan hệ với Diệp Phàm. Ý là gì? Hiện tại cháu gái của bác Tạ Mị Nhi cháu đang làm bạn với Diệp Phàm, mà còn là bạn tương đối thân thiết. Bác không giúp người thân thì còn giúp ai nữa? Mà, tin là đồng chí Diệp Phàm có thể hiểu rõ được điểm này, sau này anh ta sẽ là quân của Tạ gia thành phố. Cho nên, Tạ Quốc Trung quyết tâm ủng hộ Diệp Phàm. Quả nhiên Tạ Mao vừa dứt lời, trưởng ban tổ chức cán bộ Miêu Phong luôn trầm mặc không nói đã mở miệng. Nói, tôi là người phụ trách cụ thể vấn đề quản lý tổ chức nhân sự trong huyện, chuyện của đồng chí Diệp Phàm tôi điều tra rõ rồi, tôi chỉ nói một câu, cậu ấy nên vào thường vụ, người có thể vì đảng mà đem lại những lợi ích lớn, điều kiện của cậu ấy là tốt nhất. Miêu Phong sau khi nói xong thì ngậm miệng, không cần liếc mắt nhìn ai, hơi giống một vị hòa thượng đang tu luyện. Miêu Phong vừa nói xong, Cổ Bảo Toàn đang khép hờ mắt đột ngột lóe một tia hàn quang làm tim người khác đập nhanh. Chắc hẳn là đang khiếp sợ năng lực của Diệp Phàm, không thể ngờ được tên nhãi này lại cổ động được bốn ủy viên thường vụ ra mặt tạo thế cho mình. Sắp thành một con hổ nhỏ ra trò trống rồi đây, nhất định phải áp chế cho được, không thể để Ngư Dương lại tạo nên một con nghé đâm trời được. Nhưng, Cổ Bảo Toàn bình tĩnh lại, thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không cho dù có lợi hại, nhưng có thể thoát khỏi được bàn tay năm ngón của Phật Tổ không? Không phải bốn phiếu, có muốn ngóc đầu lên, ít nhất phải được nửa số phiếu, chưa được sáu phiếu thì chưa diễn được đâu. Sáu phiếu, Diệp Phàm có thể kiếm đâu ra được hai phiếu nữa sao? Nếu thực sự là như vậy thì ông đây còn làm bí thư cái quái gì? Tuy nhiên khi suy nghĩ này của Cổ Bảo Toàn vừa xuất hiện, thì một giọng nữ đột ngột vang lên, đương nhiên là chủ tịch huyện vệ, nói. Tôi làm người nắm công việc chính của cả huyện, mảng của Diệp Phàm cũng do tôi trực tiếp quản lý. Người trong nhà tôi cũng không thể trốn tránh được, thành tích của đồng chí Diệp Phàm tôi không nói nữa. Nhưng ít ra, chuyện anh ta làm được có thể giúp cho chúng ta những ủy viên thường vụ ngồi đây hoàn thành sớm nhiệm vụ thành phố giao. Bằng không, trong lòng mọi người chắc hẳn cũng đều thấp thỏm. Cho nên, tôi ủng hộ tiến cử danh ngạch cho đồng chí Diệp Phàm. Chủ tịch vệ nói rồi. Mọi người liếc mắt xem xét sắc mặt bắt đầu u ám của Cổ Bảo Toàn. Biết thái độ của mình làm cho Cổ Bảo Toàn phẫn nộ. Nhưng cô nàng này cũng rất quả cảm, lập tức nói thêm. Đồng chí Trương Quốc Hoa là người nắm công việc của khu kinh tế Lâm Tuyền, trong lúc đồng chí Diệp Phàm đi học ở trường đảng mấy tháng, chạy đi chạy lại lo công việc, giúp cho bộ máy của khu kinh tế Lâm Tuyền có thể vận hành bình thường, công của đồng chí ấy cũng không thể không. Vệ Sơ Tỉnh cũng đề cử đồng chí Trương Quốc Hoa vào danh ngạch, cũng làm cho lòng Cổ Bảo Toàn dịu đi một chút. Ông ta biết, Vệ Sơ Tỉnh ngầm đưa điều kiện với mình, người mà bí thư đề cử tôi không phản đối, nhưng chủ tịch huyện tôi cũng nên được hút một miếng canh đúng không nào. Ngay cả Vệ Sơ Tỉnh cũng đứng lên phát biểu rồi, Cổ Bảo Toàn không chỉ có chút khiếp sợ, mà còn thêm nhiều phẫn nộ. Trong lòng thầm suy nghĩ, may là mình chuẩn bị trước hết rồi, thật sự là nuôi hổ là họa mà. Không ngờ tên này tuổi không lớn, mà có thể cổ động được nhiều người ngẩng đầu lên vì mình như vậy, cũng gần được nửa giang sơn trong ủy viên thường vụ huyện rồi. Nhân cách của người này hấp dẫn lớn đến như thế sao? Chẳng lẽ đằng sau còn giao dịch nào khác, hoặc là có thể nói bọn họ đã dần dần hình thành một tập đoàn nhỏ, muốn chống đối lại mình? Nghĩ vậy, lúc này trong lòng Cổ Bảo Toàn thực sự có chút lo lắng. Nếu có thêm một ủy viên thường vụ đứng lên nói thay Diệp Phàm nữa, thì trận đấu hôm nay đúng là không thu được gì rồi. Hơn nửa số phiếu đồng ý tiến cử danh ngạch của hắn rồi. Nhưng, hiện nay hình như còn mình với chánh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy chưa phát biểu. Với đồng chí Trương Tân Huy, Cổ Bảo Toàn tuyệt đối tin tưởng anh ta sẽ không đứng lên nói chuyện Diệp Phàm, vì đêm qua, chính mình đã thận trọng dặn dò rồi, tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng tin rằng Trương Tân Huy chắc chắn sẽ không ngốc đâu. Hơn nữa, để cho Trương Tân Huy quyết dâm đi theo mình, Cổ Bảo Toàn đương nhiên cũng tung ra một viên kẹo bọc đường, để bạt Trương Gia Lâm em trai của Trương Tân Huy, làm phó phòng giáo dục. Nhìn thấy ánh mắt có chút lạnh lẽo của Cổ Bảo Toàn, Trương Tân Huy cũng cảm thấy đau đầu, trong lòng thì muốn Diệp Phàm vào thường vụ. Vì Diệp Phàm cũng có chút giao tình với mình, hơn nữa mấy ngày trước mình cũng lờ mờ đồng ý là sẽ giúp hắn. Nhưng hiện nay Trương Tân Huy có chút hối hận. Vì có năm ủy viên thường vụ đứng ra nói cho Diệp Phàm rồi, nếu mình dám đứng lên chọc giận kẻ nguy hiểm Cổ Bảo Toàn nói cho Diệp Phàm, thì chắc chắn Diệp Phàm sẽ được thông qua. Nhưng, chắc chắn tiền đồ làm quan phía trước của mình sẽ có ngọn núi lớn Cổ Bảo Toàn chắn ngang.
Chỉ cần cổ còn ở Ngư Dương một ngày, mình đừng có mơ tưởng ngẩng đầu lên, kết quả tệ hơn là mình bị cổ bài trừ khỏi Ngư Dương, chuyện như vậy Trương Tân Huy đương nhiên không muốn thấy rồi. Hơn nữa, hiện nay 10 ủy viên thường vụ ngồi đây đang nhìn chằm chằm mình, vì bản thân mình vẫn chưa nói gì. Mà lời nói của mình có thể quyết định xu thế của hội nghị thường vụ này nên không thể nói lung tung đọc, hiện nay Trương Tân Huy mới cảm nhận được họa đều từ miệng mà ra, hàm nghĩa của câu nói này thật đúng. Một bên đắc tội với khí thế như núi Cổ Bảo Toàn, một bên đắc tội với ngọn núi nhỏ Diệp Phàm. Trương Tân Huy nên chọn lựa thế nào đây? Ung ục, sau một hồi bao tử sôi lên, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể dường như có chút bất đồng. Dường như có một số kinh mạch trước đây còn bế tắc giờ đã thông hết rồi. Máu đang lưu thông nhanh, nội lực cũng qua được các kinh mạch, trong các khổng khiếu thình thịch tự do, giống như học trò mới đến được thầy giáo khích lệ không ngừng nhảy nhót. A, a, a. Giống to ba tiếng, giống như sư tử giống trên bầu trời lao vào trong động phóng cẩu nhai. Diệp Phàm như đạn bắn, đấm đá một trận, lập tức, cát đá trong động tung bay, tiếng đùng đùng không dứt bên tai. Cảm giác như cả sơn động kia đang run lên bần bật. Rất lâu sau khi phân tán kinh mạch, hắn liền thu khí lại đan điền. Cảm giác đôi mắt ưng như càng linh mẫn. Không có đèn pin chiếu, trong sơn động này mắt bình thường có giơ năm ngón tay lên trước mắt cũng chẳng nhìn thấy được. Nhưng Diệp Phàm cảm giác được, đôi mắt chim ưng của mình linh mẫn gấp đôi trước đây. Trong sơn động tối tăm mà cũng có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ. Chẳng qua không rõ như ban ngày thôi. Nhưng chuyện này đúng là không lường được. Liếc nhìn cái bụng đã xẹp lép của mình, thằng nhãi này lẩm bẩm nói, không tệ, đôi mắt chim ưng, giờ thì xứng danh mắt chim ưng rồi. Con mẹ nó, đúng là đại nạn không chết thì hạp được hạnh phúc cuối đời. Câu này đúng lắm. Chắc hẳn là máu của con chăn lớn trăm năm đã giúp mình, chẳng những thân thể mình không chịu đả kích hủy duyệt gì, mà cảnh giới công lực của mình tuyệt đối đã đến thất đẳng đỉnh rồi, chỉ kém bát đẳng một bước thôi. Nhưng Diệp Phàm hiểu, dù nói là kém một bước, nhưng thất đẳng và bát đẳng cách nhau một tầng máng xối. Bát đẳng là cao thủ cấp cao, trên toàn thế giới, cao thủ thực lực bát đẳng chắc chắn không quá trăm người. Nghe nói chứng minh thư của tổ đặc nhiệm A quốc gia, cũng chính là tấm thẻ ngọc tổ đặc nhiệm cũng có một tấm, cả nước chỉ có một tấm. Không những tượng trưng cho thân phận, mà còn tượng trưng cho quyền lực. Chủ tịch nước một tấm, tướng quân trấn quốc hải một tấm. Còn tấm thứ ba nghe nói nằm trong tay cao thủ bát đẳng bí mật nhất của tổ đặc nhiệm A. Thế chẳng phải nói bản thân mình cũng sắp có được thực lực như ông ta rồi sao, mình suýt chút nữa cũng xâm nhập hàng ngũ cao thủ cao nhất của thế giới rồi. Nhưng, Diệp Phàm biết, cấp bậc cao thủ thất đẳng thuần hóa của mình hơi giả, vì không phải do bản thân mình dốc sức luyện tập mà thành. Mà chắc hẳn là do máu chăn và một loạt sự trùng hợp mà thành. Cho nên... thực lực thật sự của mình chắc cũng chỉ là thất đẳng tầng thứ ba, thực lực tương đương cao thủ bậc luyện kinh. Kỳ thực Diệp Phàm không biết, con chăn lớn mấy trăm năm kia sau khi nuốt Thái Tuế, Hỏa Long Tường Thiên, cùng với quả của cây Diễm Tình Thảo lâu năm thì tính tình cũng đại biến. Dưới sự kích thích của Diễm Tình Thảo, thành phần dinh dưỡng phần lớn đều bị thiêu hóa, nhưng, hiện nay dinh dưỡng đó đã bị Diệp Phàm nuốt rồi. Vì loại dinh dưỡng này đều được cất giữ trong máu chăn. Khi chăn chết phân tán đi hai phần. Còn sáu phần trong máu thành miếng béo bở của Diệp Phàm rồi. Còn một phần nữa giấu trong da thịt cùng với xương của chăn lớn. Cho nên, đầu của chăn lớn cũng là một bảo bối, sau khi Diệp Phàm liếc nhìn con chăn lớn chắc là đoán được chút khả năng nào đó. Thịt chăn này đều là bảo bối, để lâu quá hỏng thì tiếc. Nếu có thể sấy khô, làm thành thịt khô tứ xuyên chắc có thể bảo quản được lâu dài, thằng nhãi này trong mắt xoay chuyển. Nảy ra ý kiến hay. Còn về da chăn, chắc chắn là loại hàng hóa tốt, nên biết ngay cả tiểu lý đao của mình hình như cũng chẳng làm gì được nó. Đương nhiên, đó là thời điểm kinh khí của con chăn lớn đang bừng bừng, giờ con chăn này chết rồi da nó không còn tinh khí chống đỡ nên cũng mềm đi nhiều. Dưới sức lực của một người gần bát đẳng như Diệp Phàm, lại thêm dùng tiểu lý đao thì có thể lột được da chăn lớn, chỉ có điều cũng phải tương đối lao lực. Diệp Phàm phải mất sức của chín châu hai hổ, cuối cùng mới đẩy được tảng đá trước động. Đứng trước miệng hang ở lưng chừng núi cách mặt đất trăm tầng, Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Ha ha ha, Hồ Hán Sơn đã trở lại rồi, trở lại rồi. Ở trong sơn cốc lâu Diệp Phàm có chút thê thảm, nhưng trong giọng nói lại rất vui. Dù sao giờ cũng là buổi tối,
thằng nhóc lại chưa gột rửa thân hình với bộ quần áo rách đầy máu của mình. Kỳ thực không thể nói là rách, bản thân căn bản giống như chẳng mặc gì, chỉ có vài mảnh vải rách treo trên người, ngay cả cái quần đùi cũng khó có thể che được. Chương 714, Đại náo Ủy ban Nhân dân huyện. Thằng nhãi này chẳng thèm để ý gì, vì không biết đã qua mấy ngày rồi, sợ mẹ nuôi lo lắng, nên chạy thẳng về cung cũ. Phát hiện chiếc Wrangler vẫn được giấu trong rừng cây, cũng không bị mấy đứa nhỏ phá hỏng lốp xe. Sau khi quay lại cung cũ, Diệp Kim Liên nhìn thấy Diệp Phàm trong tình trạng máu me đầm đìa, sợ đến suýt ngất đi. Sau đó thấy Diệp Phàm vẫn có thể nhảy lên, mới an tâm một chút, sau khi tắm nước nóng một lát, cuối cùng Diệp Phàm cũng sáng sủa hẳn lên. Vì lo thịt chăn bị hư, nên thằng nhãi này lại quay lại sơn động đem thịt chăn về. Đang định rút gân lột ra nó, thì nghe Diệp Kim Liên hô lên. Phàm tử, con chăn này của con chắc cũng sống mấy trăm năm rồi, có rất nhiều dinh dưỡng, không thể lãng phí được. Thế này đi, con đừng động vào, để mẹ đi mời người này đến, nhờ ông ấy dạy con xử lý thế nào. Cái này mà còn phải có người dạy sao, rút gân lột xa, chặt xương ngâm chút thuốc bắc rồi hong gió một lát thì đã là thuốc đại bổ rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên có chút không lịch sự. Con nghe lời mẹ nuôi đi, thôn chúng ta có một lão tổ tông họ Trương, con đừng xem thường người ngợm ông ta chẳng ra làm sao. Tổ tiên trước kia của người ta đã từng là người cách thủy canh rắn cho Hoàng thượng Triều Thanh đó. Lúc đó tiểu hoàng đế và từ hy lão Phật gia gì đó của Thanh Triều rất vui, còn ngự ban một khối ngân bài gì đó cho Trương gia nữa. Nhưng cha của ông Trương tính tình cổ quái, không muốn nhắc đến chuyện trước đây của gia đình ông. Bí mật của ông ấy ở đập thiên thủy này chắc hẳn chỉ có một mình mẹ biết. Thứ nhất là do ông ấy đã chuyển đi rồi. Thứ hai là do ông nội mẹ trước đây cũng là lang trung, có quan hệ rất tốt với ông ấy. Bằng không, ngay cả mẹ cũng chẳng biết được những chuyện này. Ông ấy là một người làm rắn có tiếng, về chuyện xử lý rắn thì tuyệt đối khỏi chê. Hơn nữa lần này con đúng là gặp may, cũng vừa dịp ông ấy từ Bắc Kinh về thăm người thân, không thì, con khó mà gặp được loại kỳ nhân này. Diệp Kim Liên thận trọng nói, truyền nhân của thế hệ được từ hy ban thưởng ngân bài, quả là cao thủ, mẹ nuôi, con đi mời kỳ nhân kia à. Diệp Phàm cũng thấy hứng thú, loại kỳ nhân này quả thực rất hiếm gặp. Con không được, ông ấy sẽ không nể mặt con đâu, để mẹ nuôi đi. Có lẽ ông ấy sẽ nể mặt ông nội mẹ, phải xem vận may của con thế nào rồi. Diệp Kim Liên lắc đầu, bước ra khỏi cửa. Cao nhân thật hay cao nhân giả đây, hừ. Diệp Phàm nhún vai, có chút không hiểu. Lão Trương là một ông cụ gầy nhỏ, khuôn mặt bình thường, chẳng giống cao nhân chút nào, làm cho Diệp Phàm hoài nghi lời mẹ nuôi nói, nhưng cũng không hề nói câu nào, mặt vẫn tươi cười chào đón. Nhưng, đao kỹ tuyệt diệu của ông Trương quả thực khiến cho người ta phải thán phục, tuy nói ông lão không có nội lực, không thể xé ra con chăn, nhưng sau khi Diệp Phàm xé xong lớp rồi thì bản lĩnh của ông lão cũng lộ ra. Làm cho thằng nhãi Diệp Phàm lần đầu tiên trong đời nhìn thấy xuất hiện kỹ năng sống pháo đinh giết bò thời cổ đại. Chiếc dao trong tay ông như diễn xiếc, thịt chăn trong tay ông giống như đang còn sống vậy. Hình như trong miếng thịt đó có khe hở, ông lão trưởng đó có thể tìm được khe hở thích hợp để hạ từng dao không làm bị thương miếng thịt lại có thể giải quyết miếng thịt không chê vào đâu được. Thần dao trong đầu tên nhãi Diệp Phàm xuất hiện hai chữ này, thằng nhãi này thầm buồn bực. Nếu đem phi đao của mình kết hợp với tài nghệ của lão Trương, vậy thì đao pháp mới thực sự là hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu, kỹ thuật này của ông Trương là do người ta mấy chục năm ngày nào cũng như ngày nào chém tới chém lui mấy miệng thịt mà thành. Sau khi xử lý xong mãng xà, lão Trương bèn lấy một miếng thịt làm thù lao, miệng cười nói. Đây là con mãng xà lớn nhất mà tôi từng gặp. Chàng trai, đừng nhìn miếng thịt, chỉ đủ cho công lực mà tôi tiêu phí thôi đó. Cậu đừng có lãng phí, con chăn này chắc chắn không sống dưới 200 năm đâu. Hơn nữa mật chăn cũng là bảo bối, dùng ngâm rượu là tuyệt nhất, chắc chắn là rượu ngon. Nhưng đàn ông uống vào thì có cả lợi lẫn hại. Chàng trai, cậu phải tiết chế. Mỗi ngày chỉ uống một ly rượu mật chăn nhỏ, đủ bổ rồi, đừng có một lần uống quá nhiều. Ông lão Trương cười, còn kê một đơn thuốc rồi bỏ đi. Buổi sáng, ăn bát canh chăn thuốc cách thủy của mẹ nuôi. Cảm giác quả là không tệ, xứng đáng là mỹ vị rồi. Mẹ nuôi, đây là canh rắn của ông Trương à? Diệp Phàm không kìm nổi hỏi. Có lẽ chỉ mới là bán thành phẩm, ắt hẳn là ông ấy chỉ đưa cho con nửa nguyên liệu trong đó thôi,
thuốc chủ vị chưa kê ra, cho nên mùi vị hơi kém một chút. Nhưng mà, cũng không tệ lắm, thông thường thì cha lão Trương sẽ không khai đơn cho con đâu. Diệp Kim Liên cười nói. Ông già này, còn giấu với diếm nữa chứ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Phàm tử, làm người phải biết đủ. Đơn thuốc phụ này cũng là người ta nể mặt ông nội mẹ mới kê đơn đó. Đây là phương thuốc bí truyền của gia tổ lão Trương, người ta đương nhiên phải giữ bí mật rồi. Biết đủ đi chứ. Mẹ nuôi tức giận cười mắng một tiếng. Đáng tiếc, nếu mà có phương thuốc đầy đủ thì có thể làm được một chén canh có hương vị chính tông rồi. Diệp Phàm cảm thấy tiếc nuối. Cái đó là không thể, nhưng, nếu con muốn uống canh chính tông cũng được, đến Bắc Kinh đi. Nhà ông lão Trương mở tiệm canh ở đó, là một cửa tiệm lâu đời. Nghe nói một chén canh rắn mà mấy trăm đó. Diệp Kim Liên cười nói. Vậy thì được, chờ con phát tài sẽ đưa mẹ nuôi đi cùng. Diệp Phàm trả lời, mới nhớ đến chuyện chính, thuận miệng hỏi. Mẹ nuôi, hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Đứa nhỏ này, bận đến hồ đồ mất rồi. Từ lúc con về đến giờ đã một tuần rồi. Diệp Kim Liên vừa rửa nồi vừa cười nói. Một tuần, không phải chứ? Diệp Phàm kinh hãi, nếu vậy thì đúng là không được rồi. Bắt hẳn đề cử danh ngạch ủy viên thường vụ huyện đã sớm quyết định rồi, không chừng đã báo lên thành phố luôn rồi. Mẹ nuôi lừa con làm gì? Hôm con về là ngày mùng 2, hôm nay ngày 9 tháng 11 rồi, con nói không phải một tuần là gì? Diệp Kim Liên cười nói, vẻ mặt thể hiện sự yêu thương. Ai ya, con phải về thôi. Diệp Phàm hét một tiếng thảm thương, quay người đi, vì điện thoại đã bị rớt hỏng rồi, muốn gọi cũng chẳng cách nào gọi được. Vừa mới về Lâm Tuyền, Đoạn Hải đã thông báo một tin như sấm giữa trời quang, cả người Diệp Phàm suýt chút nữa bị chấn động đến mụ mị rồi. Phó Chủ tịch huyện Diệp, hai danh ngạch ủy viên thường vụ huyện thành phố đã định xong rồi. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật là Giang Thành từ tỉnh điều thẳng xuống, trưởng ban tuyên giáo là Mâu Dũng kiêm nhiệm, y còn là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, còn kiêm danh hiệu phó chủ tịch huyện Ngư Dương. Vẻ mặt Đoạn Hải xám như tro, tức giận bất bình. Chuyện thành phố, chúng ta không thể xoay chuyển càn khôn được, bỏ đi. Diệp Phàm khoát tay, trong lòng cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát, còn tưởng ở thành phố có biến cố gì. Không phải, phó chủ tịch huyện Diệp. Nghe nói. Đoạn Hải ngại ngùng nói. Nghe nói cái gì, tên nhóc này nói nhanh lên, thực là bực mình. Diệp Phàm tức giận, quát, không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Toàn thân Đoạn Hải chấn động, cười khổ. Nghe nói huyện không đề cử Mâu Dũng và phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa, phó chủ nhiệm Trương không lên, nên điều làm phó chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyển kiêm phó chủ tịch huyện Ngư Dương. Hơn nữa, cũng điều chỉnh phạm vi quản lý. Chủ tịch huyện Diệp, hiện nay anh được phân công quản lý vệ sinh văn hóa giáo dục. Vì anh nghỉ phép, liên lạc mãi không được, văn kiện vẫn còn trên bàn. Đầu Đoạn Hải cúi xuống, bộ dạng vô cùng mất mát. Nhưng, nghe nói hôm đó vì đề cử hai danh ngạch này, chủ tịch huyện vệ suýt chút nữa là đã đập bàn với bí thư cổ rồi. Ý của chủ tịch huyện vệ là anh đã dốc sức xây dựng khu kinh tế Lâm Tuyền, nói thế nào thì trong hai danh ngạch anh cũng phải có được một cái, nhưng... Nghe nói cuối cùng bị bí thư cổ ép xuống, hai. Cổ bảo toàn, khốn kiếp. Diệp Phàm mắng, không còn để ý gì nữa, một cỗ khí giận ngút trời từ trong lòng phun ra. Kỳ thực máu chăn mà Diệp Phàm hấp thụ đang điên cuồng quấy nhiễu, trong máu chăn có thái tuế hỏa long tường thiên và quả diễm tình, hai quả này đều là vật kích phát cuồng táo, cho nên, bây giờ Diệp Phàm không có cách nào khống chế được tính khí của mình, bản thân hắn cũng không hiểu nổi nữa. Trong lòng Đoạn Hải sửng sốt, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, trả lời thích hợp. Đúng vậy, chuyện này cổ bảo toàn quá đáng rồi, khốn kiếp. Diệp Phàm cảm thấy thực sự hoảng hốt vì cơn giận này, dưới sự kích thích cuồng táo của máu chăn, bèn lái chiếc Wrangler đến thẳng huyện. Tiến vào văn phòng cổ bảo toàn. Thẳng thừng hừ giọng nói. Bí thư cổ, Diệp Phàm tôi tự hỏi không biết đã làm chuyện gì có lỗi với huyện ủy các ông. Từ khi đảm nhiệm chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền đến nay, thành tích tôi giành được lẽ nào ông không nhìn thấy. Khu kinh tế Lâm Tuyền từ không đến có, khu công nghiệp Gành Quỷ Anh từ một sườn núi hoang thành một vùng chiếm được đầu tư hơn 100 gần 200 triệu. Hiện nay, mỗi ngày thuế thu nhập được từ Gành Quỷ Anh chiếm khoảng 3 phần tổng thu nhập Ngư Dương chúng ta. Điều này lẽ nào ông không thấy? Còn nếu nói về con đường ở hai xã 6 thị trấn có thể so với tỉnh lộ,
chẳng lẽ đó không phải là thành tích sao? Tốc độ phát triển kinh tế nhanh của thị trấn Lâm Tuyền do Mâu Dũng chủ trì không phải đều phụ thuộc vào hiệu quả và lợi ích của khu kinh tế Lâm Tuyền à? Diệp Phàm phun ra một loạt những lời hợp tình hợp lý, làm cho Cổ Bảo Toàn trợn trừng hai mắt. Chau mày nói, đồng chí Diệp Phàm, thành tích của anh huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều là rõ như ban ngày. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chẳng lẽ phủ định thành tích của anh? Thành tích là một chuyện, nhưng có một số chuyện còn phải xét đến thực tế nữa chứ. Mượn khu kinh tế Lâm Tuyền mà nói đi, chẳng lẽ một mình anh đi đánh khắp thiên hạ, không có mấy chục vạn dân khu kinh tế Lâm Tuyền ủng hộ, không có mấy trăm cán bộ khu kinh tế Lâm Tuyền hợp sức, anh có thể hoàn thành được toàn bộ mạng lưới giao thông Lâm Tuyền sao? Hiện nay, đã không phải thời đại của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả. Hơn nữa, làm cán bộ đảng, nên việc phục tùng bố trí của tổ chức làm đại cục, suy nghĩ toàn cục là chính. Ai lại như anh chứ, chỉ có được chút thành tích nhỏ mà đuôi đã vểnh lên trời rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện làm sao chủ trì được nữa? Đồng chí Diệp Phàm, anh còn trẻ, sau này còn có cơ hội. Mặt Cổ Bảo Toàn nghiêm lại, cảm thấy uy quyền số một Ngư Dương của mình hình như đang chịu sự khiêu chiến cực kỳ lớn. Hơn nữa, tên nhãi Diệp Phàm này lại lớn tiếng kêu gào trong phòng làm việc của mình, cứ thế này sao mà mình chủ trì công tác huyện ủy nữa đây? Đây đúng là tát vào mặt mình mà, ông ta quả thực không ngờ Diệp Phàm lại kiêu ngạo, ngông cuồng, làm càn như vậy, đúng là coi trời bằng vung rồi mà. Cho nên, dưới sự kích động, môi cũng run run. Đồng chí Diệp Phàm, đóng cửa trước đã, có gì từ từ nói. Lúc này thư ký của Cổ Bảo Toàn Ngô Kỳ Thắng khẩn trương xông đến, muốn chắn cho chủ một chút. Nói chuyện cũng tương đối không khách khí, thằng nhãi này đương nhiên là muốn nịnh bợ Cổ Bảo Toàn, nên thể hiện một chút, giờ này mà không thể hiện thì còn đợi khi nào nữa chứ. Chương 715, tính cái đầu mày. Tính cái đầu mẹ mày ý, cút sang một bên cho ông. Ông đây đang muốn nói chuyện với bí thư Cổ, mày tham dự cái khỉ gió gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy, thư ký Ngô lảo đảo nhắm thẳng đất ngồi, suýt chút nữa là lăn quay như hồ lô, nhìn rất chật vật. Tên này giờ mới nhớ ra tính khí của chủ nhiệm Diệp không phải vừa bình thường, người ta còn dám đập cả bàn của bí thư Cổ, thì một thư ký bé tẹo này người ta thèm mà nhìn bằng hai mắt. Phản rồi, người đâu mau đuổi cho tôi, đây có còn là ủy ban nhân dân huyện ủy nữa không? Đây còn là cán bộ đảng không? Thật không hiểu ra sao cả. Ầm một tiếng, Cổ Bảo Toàn đập bàn mạnh một tiếng, tay chỉ Diệp Phàm quát to. Có điều, trong lòng Diệp Bảo Toàn có chút chột dạ, vì chuyện này hắn làm quá không được, người chạy đến xem náo nhiệt trong lòng đều tự biết hết. Nghe Cổ Bảo Toàn hô, mấy người như Phí Mặc, Ngọc Nhã Chi đều vui vẻ như sống chết mặc bay giả bộ không nghe thấy, không nhìn thấy. Hừ, cán bộ đảng, tôi thấy ông không được tính. Diệp Phàm đối chọi, phản bác lại gay gắt. Tránh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy kịp đến, kéo Diệp Phàm ra ngoài, miệng liên tục khuyên giải. Tránh văn phòng Trương, tôi chỉ là muốn nói chuyện với bí thư Cổ thôi, không có ý gì khác cả, lời này giữ trong lòng khó chịu lắm. Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Nói gì, anh về viết kiểm điểm, tạm thời cách chức để kiểm tra. Khi nào biết lỗi rồi thì nói chuyện công việc với tôi, phản rồi. Đạp đất một tiếng, Cổ Bảo Toàn nói ra những lời cố ý. Tên này cũng muốn thừa cơ nhấn Diệp Phàm xuống tận cuối, giờ phút này cả mặt của Cổ Bảo Toàn đều hiện ra một vẻ dữ tợn. Đương nhiên Diệp Phàm phát hiện ra dáng vẻ của gã, đến cả Trương Tân Huy luôn đi theo hắn trong lòng cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Cách con khỉ, ông đây không thèm làm nữa thì mày làm gì nào tên họ Cổ kia, thiên hạ này không phải nơi cánh tay mày là có thể che được. Diệp Phàm tao đứng nhìn, xem họ Cổ mày có thể nhảy đến khi nào, phì. Diệp Phàm đẩy mạnh cửa. Nhổ nước bọt lên mặt đất, bước đi, chỉ muốn đi thẳng đến Thủy Vân Cư, muốn uống vài chén với Tạ Mị Nhi giải sầu. Chuyện đồng chí Diệp Phàm làm loạn ủy ban nhân dân huyện ngay lúc đó làm rung động cả một khu huyện ủy. Sau khi bị Trương Tân Huy lôi ra, Diệp Phàm đi vào văn phòng làm việc của Vệ Sơ Tịnh. Tuy nhiên, nghe nói Vệ Sơ Tịnh nói tốt về mình mấy câu trên hội nghị thường vụ, Diệp Phàm cũng cảm kích vô cùng, nói. Chủ tịch huyện vệ. Chị cũng không cần khuyên tôi nữa, cùng lắm thì không làm, không ở lại Ngư Dương này được nữa, Diệp Phàm tôi không tin thiên hạ này không có chỗ tôi nương thân được. Đi đây, cảm ơn chị đã ủng hộ công việc của tôi. Diệp Phàm.
sau lưng truyền tới tiếng Vệ Sơ Tình hơi có vẻ khàn khàn, có điều Diệp Phàm đã đi xa lắm rồi. Cái người cao thủ quốc thuật khi phát tiết thì đúng là có kiểu khiến lòng người ta phát lạnh. Vừa đi ra khỏi cổng ủy ban nhân dân huyện thì gặp Lô Vĩ từ Mitsubishi nhô đầu ra, gọi. Anh, lên xe thôi. Ông em, sao cũng bị rớt rồi, con mẹ nó đây đều là những chuyện gì đây? Diệp Phàm giận quát ầm. Đến Thủy Vân Cư, đi tìm Mỹ Nhi. Thôi đi anh, Cổ Bảo Toàn từ đầu đã không định để anh lên. Trong lòng người ta đã có người rồi, Mậu Dũng là người mà nhà họ Ngọc ủng hộ, mà bí thư Chu trên thành ủy thì lại muốn có được sự ủng hộ của Ngọc Hoài Nhân nhà họ Ngọc. Lần này Mậu Dũng lên chức rồi, phỏng chừng nhà họ Ngọc và Cổ Bảo Toàn cũng có trao đổi gì đó rồi. Mấy ngày trước tên vớ vẩn Ngọc Sử Giới không phải là về rồi sao? Người ta là thần tài cấp tỉnh, có đầy cách để Mậu Dũng lên. Cho nên, chỉ còn cách hy sinh anh thôi. Còn nữa, em đoán chừng Cổ Bảo Toàn sớm đã có dự định cho Trương Quốc Hoa lên chức, dù Mậu Dũng không lên thì cũng không đến lượt anh đâu. Tuy nhiên, trên thành phố cũng không cho hắn toại nguyện, Trương Quốc Hoa không vào thường vụ, có điều, Cổ Bảo Toàn vì để bồi thường gã cuối cùng đuổi anh từ chức chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền đi, đi quản lý văn hóa vệ sinh gì đó, không phải chính là vì để dành vị trí cho Trương Quốc Hoa. Đơn giản chính là mượn gió bẻ măng, căn bản là không phải người. Anh vì gã xông pha hơn nửa giang sơn ngư dương này không ngờ lại rơi vào kết cục thế này. Tuy nhiên, may là Trương Quốc Hoa cũng không vào thường vụ, thật ra lão già cổ cũng rất bực bội, ha ha. Lô Vĩ vừa lái xe vừa nói. Còn ông em thì sao, không phải thất bại rồi. Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Anh, xin lỗi anh, chú em lần này không giúp được anh rồi. Em cũng nên chuyển vị trí rồi, đoán chừng không lâu nữa là sẽ đến cục thành phố làm. Vẻ mặt Lô Vĩ ngượng ngùng. Chúng ta là anh em, nói cái này làm gì, cơ hội lần này cũng hiếm có, chú em giúp em là bình thường, nếu giúp anh thì là bất thường rồi. Cá và tay gấu rất khó ăn được cả hai, anh không trách em đâu. Có điều, em đến cục thành phố phỏng chừng là đi lên một bậc. Diệp Phàm hỏi, vỗ nhẹ Lô Vĩ một cái một cách thân thiết. Đảm nhiệm chức phó cục trưởng, cũng coi như là được lên cấp cục phó rồi. Lô Vĩ nhỏ giọng trả lời. Thực ra mục tiêu của Lô Trần Thiên là chức phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố. Vì đồng chí phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Mạc Hương Dương Bạch Khải không đến một năm nữa là đến lúc nghỉ hưu rồi, đoán chừng Lô Trần Thiên cũng không muốn Lô Vĩ nhúng vào chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện Ngư Dương, mục tiêu đương nhiên là vì cái chức kia mà thôi. Chỉ cần Dương Bạch Khải về hưu. Phỏng chừng Lô Vĩ là có thể lên thay rồi. Tuy nói là cục trưởng cục thành phố Vũ Kiến Thần chưa vào thường vụ, chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng, nhưng vị trí phó cục trưởng thường trực cũng là cấp cục trưởng. Lô Trần Thiên tính toán tốt, không cần đến một năm thì có thể đưa Lô Vĩ thăng lên vị trí cấp cục trưởng rồi. Những điều này đến cả Lô Vĩ cũng bị giấu, đương nhiên Diệp Phàm càng không thể hiểu được các bước bên trong rồi. Vậy thì anh phải chúc mừng em rồi, ha ha. Diệp Phàm cười chua xót. Anh Diệp, chú em nói, nếu không muốn ở Ngư Dương thì đến thẳng thành phố, chú ấy đã liên hệ xong rồi, vị trí phó cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố giữ cho anh. Chú em nói, chỉ cần anh lập được thành tích ở cục xúc tiến đầu tư, trong vòng năm rưỡi có thể kéo về cho thành phố 100 triệu đầu tư, đến lúc đó sau khi đồng chí cục trưởng Vương Diêu đỡ về hưu thì anh có hy vọng rồi. Tới lúc đó anh cũng là cán bộ cấp chính cục trưởng rồi, lại leo lên đầu em rồi, chán thế. Lô Vĩ giả vờ vẻ mặt chán nản, rồi cười. Ha ha ha, chúng ta cùng nhau xông pha thành phố, lập nên tổ kim bài, thiên hạ vô địch. Để anh suy nghĩ một chút việc đến cục xúc tiến thương mại làm phó cục trưởng. Miệng Diệp Phàm thì thào, suy nghĩ về việc này. Đã hoàn toàn trở mặt với Cổ Bảo Toàn rồi, ở Ngư Dương thêm cũng chả có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa tên Cổ Bảo Toàn này lòng dạ hẹp hòi, bệnh đa nghi quá nặng. Người ta nói dùng người thì không nên nghi ngờ. Nghi ngờ thì không dùng nữa. Hắn thì lại thế này, dùng người vẫn dùng, nhưng lại vẫn trừ một phần phòng bị người, đến cuối cùng lại được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Người như vậy quá âm hiểm, tuyệt đối khó mà kiếm được thuộc hạ trung thành. Còn suy nghĩ cái gì nữa, không ở được Ngư Dương nữa thì còn cái vị gì, nghe em đi, địa bàn Ngư Dương quá nhỏ, chật hẹp, hơn nữa bốn đại gia tộc có gốc rễ sâu dài, mối quan hệ phức tạp. Ai ai cũng đều không nghĩ làm thế nào, rồi ra mưu sách để phát triển Ngư Dương, cả ngày chỉ muốn đấu nhau, dùng thủ đoạn cắn nhau từ trong ổ.
Lấy Tạ Cường để xét ví dụ, loại người nham hiểm này luôn cười tủm tỉm, còn anh thì không bao giờ ngờ tới, gã lại có thể liên tục chửi mình là nhóc con miệng còn hôi sữa trên hội nghị thường vụ. Ngay cả có thành kiến với anh như Ngọc Gia còn chưa chửi anh như vậy, mà Phí Mặc nhà họ Phí lần này lại đứng lên, đẩy anh ra ngoài. Nghe nói trên hội nghị thường vụ anh được 5 phiếu bầu rồi, chỉ thiếu một phiếu, giả dụ Cổ Bảo Toàn, hoặc là, rời, lòng người khó lường, không gian cho chúng ta thi triển quá nhỏ hẹp. Chúng ta không có tiền đồ ở đây, cần gì cứ phải ôm cây treo cổ tự vẫn chứ. Lô Vĩ có chút nóng này. Nhóc con miệng còn hôi sữa, chửi rất hay, ông đây đúng là muốn đến nhà họ Tạ chen lấn uống sữa đây. Tạ Cường, mày đã bất nhân thì tao chỉ còn cách bất nghĩa thôi. Trên mặt Diệp Phàm cười âm hiểm, chuyển qua lại nói tiếp. Anh có 5 phiếu, là ai bầu đấy? Đoán chừng là Phí Mặc, Miêu Phong, Tạ Mạo Phát, Tiếu Thuần Thần, còn có Vệ Sơ Tịnh nữa. Chủ tịch huyện vệ là không nỡ anh đi, anh là người có khả năng. Đáng tiếc là chủ tịch huyện vệ không phải Cổ Bảo Toàn. Lô Vĩ nói. Trương Tân Huy thì sao? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Trong lòng không ngờ rằng người anh luôn chăm sóc mình trong thời khắc quan trọng lại để rơi vòng, có lẽ y cũng có chỗ khó, Diệp Phàm mơ hồ có chút xót xa trong lòng. Ông ấy, nghe nói sau khi 5 người đồng ý, ông ấy vẫn đang suy xét, đoán chừng là Cổ Bảo Toàn coi chặt quá, cuối cùng cũng không hé răng ra. Thôi vậy, người ta cũng có chỗ khó, tránh văn phòng huyện ủy không phục vụ vì bí thư thì cái vị trí đó ngồi không vững đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì không có gì đáng trách. Phiếu bầu quyết định thành bại của y, nếu thật dám phát biểu thì Cổ Bảo Toàn tuyệt đối sẽ xem y là cái đinh trong mắt ngay. Lô Vĩ khuyên, vẫn cho rằng Diệp Phàm chưa nghĩ thông suốt được. Ha ha, anh không trách y vì tính thế bức bách, nếu đổi là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy mà. Có điều, chỉ là lão thất phu Tạ Cường này quá đáng ghét, mày không đồng ý đề cử tao thì tao cũng không trách cứ gì, đây là tranh đấu thường tình trong chính trị mà. Nhưng mày không nên trên hội nghị thường vụ. Trước mặt các ủy viên thường vụ chửi tao là nhóc con miệng còn hôi sữa, kẻ sĩ nên nhẫn nhịn nhưng không nhịn nổi. Ân oán giữa tao với Tạ Cường mày là ân oán cá nhân, mày chửi trước mặt tao cũng được, sỉ nhục tao trước mặt mọi người như vậy, Diệp Phàm này mà nhịn được nhục này thì còn là người không? Diệp Phàm giận dữ nói đến đây, đột nhiên quay đầu hỏi Lô Vĩ. Tên trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Cường này là thuộc địa phương quản hay là quân đội trực tiếp quản lý? Ban chỉ huy quân sự là nhân vật chịu hai tầng lãnh đạo song song, hơi giống cục công an. Vừa chịu sự quản lý của lãnh đạo địa phương, vừa chịu sự lãnh đạo của bên quân đội. Như Tạ Cường, hắn ta chịu sự quản lý của Cổ Bảo Toàn, tuy nhiên nhàn tản hơn, nhưng đồng thời lại chịu sự quản lý từ cấp trên ban chỉ huy quân sự lẫn lãnh đạo phân khu quân thành phố cấp địa phương, và không phải chịu bộ đội quản lý trực tiếp. Bởi vì ban chỉ huy quân sự thuộc cơ cấu quân sự địa phương. Đương nhiên, cái này cũng rất khó phân rạch ròi, nói là bộ đội không có quyền quản lý bọn họ, nhưng thực chất nếu là quan cấp cao bộ đội nhảy xuống làm cấp trên của bọn họ, ví dụ như nói tư lệnh phân khu quân thành phố thì cũng nên suy xét một chút. Lô Vĩ thuận miệng nói, như thoáng có chút suy nghĩ. Thầm nghĩ Tạ Cường chọc giận Diệp Phàm cũng là gã xứng đáng gặp xui xẻo, phỏng chừng oán giận của anh không có chỗ phát tiết, thì Tạ Cường chính là thùng phát tiết của Diệp Phàm rồi. Tuy nhiên lão già này cũng nên trừng trị rồi, quá không phải là người, sao có thể chửi anh mình như thế, thuần túy là tiểu nhân. Chương 716, tính kế Tạ Cường. Theo cách em nói, nếu muốn chuyển Tạ Cường thì chỉ cần tư lệnh phân khu quân thành phố Cố Minh Khải gật đầu, đoán chừng Tạ Cường phải chuyển ổ phải không? Diệp Phàm trầm ngâm hỏi. Đương nhiên, tuy nói Tạ Cường là ủy viên thường vụ huyện Ngư Dương, trách nhiệm của ông ta liên quan đến một phần phân khu quân thành phố và ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng tư lệnh Cố chính là ủy viên thường vụ thành ủy, cho nên, lời ông ấy nói rất có trọng lượng. Bình thường một số ủy viên thường vụ thành ủy cũng sẽ không đứng ra can thiệp vào chuyện quân khu địa phương. Có lẽ là tôn trọng lời nói của tư lệnh Cố, dù sao chuyện của quân khu liên quan đến an toàn quốc phòng quốc gia, người ta nhất thiết chuyển Tạ Cường đi thì ai dám đứng ra cản chứ. Vậy sau này xảy ra chuyện quân sự gì, e là dù là cái đầu của bí thư Chu cũng không đủ để chống đỡ rồi. Lô Vĩ cười, đột nhiên lại nói. Anh không phải muốn ra tay với tên tiểu nhân Tạ Cường chứ? Có dự định như thế, người này quá hiểm độc. Anh nói rồi, Cổ Bảo Toàn không đồng ý đề cử anh vào thường vụ, thậm chí là nhân cơ hội điều chỉnh lại phạm vi anh quản lý.
bây giờ quản lý đến một số cục rác rưởi anh cũng không nói làm gì, vì cổ bảo toàn có quyền lực, gã đại diện cho đảng. Tuy nhiên, gã không chửi anh trên hội nghị thường vụ, điểm này anh ghi nhớ. Tên Tạ Cường chửi anh thì là không được. Diệp Phàm hứ một tiếng. Đúng đó, lão thất phu Tạ Cường quá đáng ghét rồi, anh nói, chúng ta chơi lão thế nào, tốt nhất là cho lão nếm thử tình cảnh của anh lúc này, mẹ nó không phải cái thứ ra gì. Lô Vĩ nghĩ cũng không nghĩ, cười nham hiểm, tên nhãi này lộ ra cả một hàm răng. Kêu cả Tề Thiên xuất mã đả thông cửa tư lệnh Cố, phía thành phố anh tin là bí thư Chu cũng không mong muốn nhìn thế lực nhà họ Tạ cứ mạnh mãi như thế. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Được, có điều anh à, nhà họ Tạ không phải chỉ có một mình Tạ Cường. Đoán chừng lão này có người chụp lồng bảo vệ trên cấp tỉnh. Giống như ba đại gia tộc khác ở Ngư Dương đều có người trên tỉnh, thành phố. Em nghi ngờ Tạ Cường phía quân đội cũng có người chống đỡ, nếu không lão sẽ không ngồi vững chức trưởng ban chỉ huy quân sự nhiều năm như vậy. Với lại, trưởng ban chỉ huy quân sự cả một huyện vốn là cơ cấu quân sự chuẩn, thuộc cơ cấu quân sự mang tính chất địa phương. Trong hội nghị thường vụ không có quyền phát biểu lắm, có điều quyền lực của Tạ Cường trên hội nghị thường vụ hình như vượt qua khả năng của chức trưởng ban chỉ huy quân sự huyện rồi, dường như cổ bảo toàn cũng có chút kiêng kỵ lão. Trong này khẳng định là có nguyên do của nó. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta nếu đã quyết định kéo Tạ Cường xuống thì phải điều tra kỹ nguồn gốc của lão, tìm cơ hội ra tay. Nếu làm thì phải làm tận gốc, để lão vĩnh viễn không thể ngoi lên được nữa. Mẹ nó chứ, cho lão chết khỏi cần bàn gì nữa. Ánh mắt Lô Vĩ lóe lên tia giận dữ. Không ngờ cậu em còn ghê hơn cả anh chỉ nghĩ trừng phạt lão ta một chút thôi. Khiến lão hiểu nhóc con miệng còn hôi sữa phát tiết rồi, cũng không phải con cừu non, cũng vẫn có thể cắn người. Còn về điều tra gốc rễ của lão, anh khác có cách. Diệp Phàm cười bí hiểm, vì hắn nghĩ đến Trương Cường của báo săn, cơ cấu tình báo của báo săn muốn điều tra một người thì tám đời tổ tông cũng điều tra ra được. Lập tức cười nói. Đến phòng làm việc của em trước, chúng ta từ từ điều tra. Trương Cường. Cậu giúp tôi điều tra gốc rễ trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Ngư Dương Tạ Cường và những người khác, sau lưng thế nào, càng chi tiết càng tốt, điều tra ra thì lập tức gửi fax cho tôi. Diệp Phàm sẵn giọng, lần đầu tiên hắn lấy thân phận phó soái ra truyền lệnh. Thủ trưởng, người đó chọc giận anh à. Cả người Trương Cường chấn động, đầy hứng thú. Y luôn tìm cơ hội báo đáp lại Diệp Phàm, lần này đúng là dấu hiệu tốt. Bảo cậu điều tra thì điều tra, lôi thôi cái gì. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hừ lạnh lùng dập máy. Mẹ nó, thằng đó chắc chắn là mạo phạm thủ trưởng rồi. Trương Cường giống lên một tiếng, quay đầu sang một bên quát nhân viên cơ mật. Điều tra cho ông, tra sạch, đến cả dùng mấy cái quần đùi rồi cũng phải điều tra ra hết. Điều tra, tra cái gì cơ, thủ trưởng. Một nhân viên cơ mật nữ trẻ ngồi bên vẻ mặt nghi hoặc, không biết phải điều tra ai. Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Ngư Dương Tạ Cường. Trương Cường lạnh lùng hứ, rồi lại giải thích nói. Bí mật điều tra, có điều, nhất định phải nhanh để báo cáo lên. Vâng, thưa thủ trưởng. Mấy người cấp dưới nghiêm hô. Tề Thiên, khi nào về chúng ta cùng đến chỗ tư lệnh Cố nhé. Diệp Phàm khôi phục bình tĩnh, chân gác trên bàn làm việc của Lô Vĩ, cười nói. Bây giờ đi thì còn có tác dụng gì, tên cổ bảo toàn huyện Ngư Dương các anh quá không ra thứ gì rồi, dám không đề cử anh. Làm cho cấp một thành phố cũng không có cách nhúng tay vào. Tuy nhiên anh rất cừ, nghe nói trưởng ban Tào ở thành phố đích thân đề xuất anh, với lại thành phố có mấy ủy viên thường vụ cũng nói hộ anh. Tuy nhiên, nghe nói bí thư Chu ở thành phố các anh coi việc đề cử từ Ngư Dương làm chủ chốt, cần suy xét tình hình địa phương đặc biệt, còn nữa, anh quá trẻ v.v. Làm cái cớ, cuối cùng là áp chế xuống. Có điều anh à, dù sao anh còn trẻ, sau này đầy cơ hội. Đầu tiên là Tề Thiên giận dữ, tiếp theo là khuyên bảo Diệp Phàm, biết là trong lòng Diệp Phàm không thoải mái. Cái này không sao cả, những gì đã qua thì qua rồi. Anh tìm tư lệnh Cố là có việc khác. Diệp Phàm kể lại chuyện Tạ Cường chửi mình là nhóc con miệng còn hôi sữa trên hội nghị thường vụ, làm Tề Thiên cũng giận lây đến nỗi gào to trong điện thoại. Mẹ thằng đó, cái lão ác độc không chết Tạ Cường lại dám chửi anh như vậy, không chừng trị lão ra trò thì em không mang họ Tề. Đương nhiên là phải trừng trị rồi, bây giờ anh không phải là đang chuẩn bị sao? Ha ha! Diệp Phàm hắng giọng cười.
Ý của anh là muốn nhờ tư lệnh Cố ra mặt tước mũ của lão, như vậy cũng được, để mẹ lão đi làm dân binh, quá không phải là cái thá gì rồi. Tề Thiên cười âm hiểm, giây lát cảm thấy vẫn chưa đủ độ, lại nói tiếp. Hay là cứ tóm vài cái đuôi, cho lão vào nhà lao quân đội luôn. Cái này chỉ cần chúng ta tìm kiếm thì chắc có cách đây, he he. Cái tên này, Diệp Phàm mắng một câu, hết chỗ nói rồi, hơn nữa lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, quét mắt qua Lô Vĩ một cái, trong lòng thầm nghĩ. Hai cái tên này, một đứa thâm hơn đứa kia, Lô Vĩ lăn lộn trong công an, cũng có cách chơi kiểu đùa giỡn, Tề Thiên lăn lộn trong quân ngũ, dường như thủ đoạn cao tay cũng bước đầu nổi lên rồi. Hai người này nếu mà hợp lại không chừng còn có thể gây ra loạn gì, là người muốn thiên hạ đại loạn để đạt được mục đích của mình. Anh, thực ra không cần phiền phức như vậy, dù sao tư lệnh Cố ở thành phố Mạc Hương cũng phải lo cho một số chuyện ở đấy. Hình như Tạ Cường là người nhà họ Tạ ở Ngư Dương, nhà họ Tạ ở Ngư Dương là một trong bốn đại gia tộc có tiếng ở Ngư Dương, trên tỉnh chắc chắn là có người chống lưng cho, nếu không nhà họ Tạ sớm đã đổ rồi. Cho nên, phỏng chừng tư lệnh Cố cũng phải suy nghĩ đến một số phương diện, không dễ trực tiếp động vào Tạ Cường đâu, nhiều nhất là giúp lão thay đổi vị trí, điều đến chỗ kém hơn một chút, chứ không tổn hại đến người mấy. Với lại chuyện này, dù là em ra mặt lôi oai hổ của ông già nhà em ra cũng không có tác dụng lắm, lúc liên quan đến lợi ích bản thân mình, trừ khi bố em đích thân ra mặt, nếu không thì tư lệnh Cố sẽ không giúp chúng ta bao nhiêu đâu. Tề Thiên phân tích đạo lý đầy đủ. Một gáo nước lạnh dội xuống phút chốc khiến cho Diệp Phàm suýt nữa đập bàn. Quát! Tên oát con mày đánh cái rắm gì, lão Tạ Cường có gì, ông đây không tin là không động được vào lão. Mắng xong Diệp Phàm đột nhiên như tỉnh ngộ, tự lẩm bẩm. Quái lạ, sao gần đây hay phát tiết thế, và đã nóng thì không kiểm soát được. Chẳng lẽ là do máu chăn, chứ không phải máu chăn có độc, vậy thì mình xui xẻo trúng độc rồi. Bằng không! Sao lại không kiểm soát được cảm xúc của bản thân chứ, ở trong quan trường kiểu này hình như không được tốt, tối kỵ, tối kỵ. Như vậy, ai còn dám dùng một thuộc hạ tính khí nóng như lửa chứ, với lại, nếu cứ kéo dài tiếp, đoán chừng ngay cả anh em cũng bị dọa chạy mất. Không được, phải ngăn chặn lại. Xem ra, công lực nâng cao rồi, tính khí này lại dám phát triển. Không phải đâu anh nghe em nói hết đã. Em nói qua là, không lật đổ Tạ Cường em không mang họ Tề. Em có cách khác càng trực tiếp, càng có hiệu quả, càng có sức sát thương hơn. Tề Thiên hắng cười cạc cạc. Nói nghe xem nào. Diệp Phàm ừ một câu, trong lòng nghĩ tên này chơi trò bịt mắt bắt dê với mình. Lần trước anh đến Hồng Kông không phải là quen biết với cái người trạm trưởng tên là Trấn Đông Tà sao? Tề Thiên tung mồi nhử ra. Trấn Đông Tà, gã cũng họ Trấn, lại cùng họ với chủ tịch nước. Anh gặp qua vài lần. Lẽ nào gã cũng là cao thủ giấu mặt sao? Diệp Phàm cố ý giả vờ ngốc, mơ hồ đoán ra một điểm rồi. Ha ha, tuy là họ Trấn, nhưng lại không có quan hệ gì lắm với chủ tịch nước Trấn cả. Đương nhiên, nghe nói ông già nhà gã cũng là người dây phái họ Trấn, chỉ là quan hệ hơi xa một chút, không thuộc loại thành viên trung tâm của dây vòng đó. Tin tức của Tề Thiên cũng linh hoạt. Ông già nhà gã là ai? Diệp Phàm hỏi truy sát. Nói ra đoán chừng anh còn biết, tư lệnh quân khu tỉnh nổi tiếng của tỉnh Nam Phúc chúng ta Trấn Thăng Thành chính là bố đẻ của gã, em cũng vừa nghe nói thế. Anh nói xem, tìm đến ông ấy không phải càng có sức sát thương sao? Tư lệnh Trấn hành động, Tạ Cường còn không chết gãy cánh sao, ha ha ha. Tề Thiên cười sảng khoái. Sao không để ông già nhà em ra tay càng không phải có sức sát thương hơn, chắc chắn ông nhà em, đại danh phó chủ tịch tỉnh xuất chiêu. Bí thư Chu thành phố Mạc Hương cũng phải nể mặt ông ấy chứ, phải không? Diệp Phàm cố ý nói. Cái kia là không được, Tạ Cường là trưởng ban chỉ huy quân sự, tốt nhất là ách chế lão từ phía quân đội hay hơn. Đương nhiên, nếu anh thật muốn ông già nhà em ra tay thì em lì cái mặt này đi cầu ông ấy vậy. Có điều, em nghĩ anh không hỏi như vậy, chắc chắn là có cách khác. Hơn nữa, ông già nhà em nói rồi, không đến thời khắc then chốt anh đừng đến tìm ông ấy. Cơ hội này hiếm có, đừng phí phạm nhé. Tục ngữ không phải nói là thép tốt phải dùng trên lưỡi dao, đợi anh sau này muốn chủ quản một huyện rồi đến tìm ông ấy không phải càng có uy lực hơn, hi hi. Tề Thiên cười khô, cứ nói đến bố nó Tề Trấn Thiên là hết chỗ nói. Tên này, mượn dao giết người thì nhanh gọn, cứ nói đến ông già nhà mình liền lẩn tránh nhanh như trạch vậy,
như là lấy phải chồng không ra gì. Diệp Phàm thở dài, có điều quay ngoắt lại nhíu mày, hỏi. Cái tên trạm trưởng Trấn Đông Tà kia chúng ta lại không thân, gã sao chịu bỏ sức ra giúp anh chứ? He he, anh cho em thêm một viên xuân cung hoàn thì em nói cho. Tê Thiên không ngờ ra điều kiện. Cái tên này, muốn ăn đánh phải không? Còn dám ra điều kiện với anh nữa, hứ, có phải ở Hồng Kông quá thoải mái rồi không? Có tin anh một câu liền có thể đánh cho ông em trở về hình hài cũ không? Ở đâu đến thì lăn về đó, hứ. Diệp Phàm cố ý nổi khùng. Chương 717, mượn dao giết người. Đừng vội mà anh, đùa thôi, việc của anh thằng em này đâu dám ra điều kiện, đấy không phải là muốn chết, thực ra là muốn thuyết phục Trấn Đông Tà thì đơn giản. Tề Thiên gọi Thiên, lại ra vẻ thần bí rồi. Đơn giản thế nào? Diệp Phàm hỏi luôn. Lấy lôi âm cửu long hoàn mở đường, chắc chắn hắn sẽ mắc câu. Tề Thiên tung bẫy. Lôi âm cửu long hoàn. Lẽ nào Trấn Đông Tà cũng muốn tăng công lực? Diệp Phàm hiện rõ kinh ngạc, một lát sau cũng liền nhẹ nhõm. Nếu Trấn Đông Tà là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, với lại còn là trạm trưởng phân trạm Hồng Kông, không muốn tăng công lực lực mới là giả. Đối với người yêu thích quốc thuật mà nói, công lực chính là nắm đấm lớn tượng trưng cho thực lực, mà đối với thành viên tổ đặc nhiệm A mà nói, nắm đấm lớn chính là điều kiện đề bạt chức vị quan trọng nhất. Bởi vì trong tổ đặc nhiệm A muốn được thăng cấp, đầu tiên là phải nâng cao đẳng cấp quốc thuật của mình, đây là chỉ tiêu cứng nhắc. Đương nhiên không muốn tăng công lực mới là tên ngốc, hiện Trấn Đông Tà luôn dừng lại tứ đẳng cảnh giới khai nguyên, nghe nói đã 2 năm rồi, luôn muốn đột phá lên tầng thứ 2 bậc tiệt lưu. Người này cũng rất công phu, hàng ngày đều phải đá rách mấy cái bao cát ra châu. Có điều, hình như việc này không thể gấp được, vẫn luôn không có cách để đột phá. Thời gian trước cũng không biết từ đâu nghe nói chuyện em tăng công lực, không ngờ hạ thể diện đến cầu em tiết lộ ra một chút. Đương nhiên, cái chuyện tăng công lực là cơ mật trung tâm quốc gia, em nào dám nói. Với lại nó liên quan đến anh, em đương nhiên từ chối nói là anh thiết làm ra thuốc mang đến. Trấn Đông Tà vừa nghe liền như bóng bị xịt hơi, uy thế của đoàn trưởng thiết gã có gan trời cũng không dám đi hỏi. Cho nên gần đây cứ buồn bực, mấy ngày trước uống say với em. Gã nói là nếu không thể đột phá thêm lần nữa thì muốn chuyển nghề, đến địa phương làm gì đó, ở lại bộ đội thêm chẳng có tiền đồ gì. Sau đó em hỏi, mới biết là ông già nhà gã Trấn Thăng Thành đang ép gã. Nói là công lực của gã không thể tăng thêm bậc thì không thể thăng tiến được, cứ ở lại phân trạm Hồng Kông cũng chẳng có tiền đồ gì. Còn không bằng quay về làm việc ở địa phương, bố gã cũng có thể lợi dụng sức ảnh hưởng để giúp hắn, còn ở tổ đặc nhiệm A thì ông ấy không có cách nào tương trợ được. Tề Thiên kể ra nguồn cơn câu chuyện, khiến cho Diệp Phàm vừa mừng vừa lo, mừng vì có thể ra tay từ người này rồi leo dần đến Trấn Thăng Thành, lo đương nhiên là chính mình bây giờ không có thuốc viên đó. Vì cây thái tuế dùng để bào chế thuốc bị lão Chăn đáng ghét ăn mất rồi. Lão Chăn ác độc kia, mẹ mày làm hỏng việc lớn của ông. Diệp Phàm giận quá chửi một câu. Tuy nói là hiện giờ mình có giao sâm mấy trăm năm, cũng có thể thay thế Hỏa Long Tường Thiên. Nhưng giao sâm đó lại cần để cho Trần Khiếu Thiên dùng. Diệp Phàm hy vọng lão Trần có thể hồi phục công lực thất đẳng, dễ giúp đỡ mình đến Hải Nam tìm Nam Hải nhất thần cước câu Trần để đấu một trận. Nếu không thì, chủ tịch Hồ của doanh nghiệp giấy Thái Hưng Thủy Châu vì con trai mà trông mòn con mắt. Gần đây chủ tịch Hồ giúp mình nhiều, tuy nói quả đào này bị Trương Quốc Hoa hái đi rồi, nhưng Diệp Phàm là người có lương tâm, đồng ý chuyện của chủ tịch Hồ thì tuyệt đối phải làm được. Còn nữa, cỏ chu diễm tình trong sơn động phóng cẩu nhai lại bị lão Chăn ăn mất rồi, hiện giờ đến cả xuân cung hoàn cũng hết cách để bào chế rồi. Diệp Phàm nghĩ đến đây thật chỉ muốn bay lên trời đập nát văn phòng của Lô Vĩ Thành mảnh vụn, có điều cuối cùng hắn cũng nhịn lại được. Sao vậy anh, nửa ngày không hé răng, lẽ nào thuốc hết rồi? Trong lòng Tề Thiên chợt lạnh, hỏi. Ôi, người bào chế thuốc gần đây bệnh sắp chết rồi, còn chế được thuốc gì nữa? Diệp Phàm than. Đương nhiên sẽ không nói rõ cái này rồi, nên hắn tung đạn hỏa mù. À, vậy thì hết rồi. Xuân cung hoàn của em. Tề Thiên kêu lớn, dường như đúng là đau lòng thật. Cái tên này, cả ngày chỉ nhớ thương cái đồ chơi dưới háng kia. Diệp Phàm giận mắng. Trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ ra thuốc đều bị lão Chăn ăn rồi, vậy dược tính của thuốc đều không phải bị lão Chăn hấp thụ hết. Ít nhất hấp thụ một nửa là có thể,
và đoán chừng đại đa số phần tốt đều theo máu truyền cho mình. Tuy nhiên, trong thân, xương cốt của Chăn tuyệt đối là có tích trữ một phần dược tính, nói không chừng trực tiếp lấy thuốc bảo chế lôi âm cửu long hoàn hầm với xương cốt hoặc thịt của lão Chăn, ăn canh đó không chừng lại có hiệu quả. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại linh hoạt trở lại, nói. Thế này đi, em nói với trạm trưởng trấn, anh có cách để cậu ta đột phá. Có điều chỉ có một phần ăn chắc, đừng ôm hy vọng quá. Đương nhiên, nếu may mắn đột phá thì cậu ta phải giúp lại anh, cái khác không muốn nói. Trừng trị Tạ Cường càng thảm hại càng tốt là được rồi, đây chính là điều kiện, em nói rõ với cậu ấy. Hơn nữa chuyện này anh không ra mặt nữa, tin là cậu ấy hiểu mấy điều này. Được, em nói lại với trạm trưởng trấn, xem cậu ta nói thế nào rồi lập tức gọi điện cho anh. Tề Thiên trả lời rất kiên quyết, sau cùng nghĩ ngợi nói. Anh, nếu thực sự mà không được em sẽ lôi oai hổ của ông già đến chỗ tư lệnh cố. Mặc kệ gã, ít nhất còn có ít tác dụng. Anh, fax gửi đến rồi, anh xem. Lô Vĩ đưa fax qua, trên mặt đầy vẻ khổ sở, dường như là tình hình không ổn. Diệp Phàm đảo mắt qua dữ liệu nhà họ Tạ. Hiện nhà họ Tạ có 5 đời. Đời đầu tiên người già nhất tên là Tạ Lệnh Quốc, bây giờ sắp 90 tuổi rồi, thời gian vừa mới giải phóng đã từng đảm nhiệm qua chức chủ tịch huyện Ngư Dương. Đời thứ hai chính là bố đẻ Tạ Cường Tạ Khai Xuyên, từng đảm nhiệm qua chức phó chủ tịch thành phố Mặc Hương, hiện giờ đã nghỉ hưu. Có điều, trong đời thứ hai có em trai thứ hai của Tạ Khai Xuyên là Tạ Khai Phát, 52 tuổi, hiện đang là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc. Cán bộ cấp giám đốc sở, trước mắt y là người cầm lái đích thực nhà họ Tạ. Em thứ ba là Tạ Khai Lâm, hiện ở Vĩnh Lam Nguyệt Thủy Châu làm đại tá sư trưởng thứ hai tập đoàn quân đội, nghe nói đang chuẩn bị được thăng tiến làm thiếu tướng phó quân đoàn trưởng, tuổi chưa qua 48. Đời thứ ba chính là đời Tạ Cường, trong đó không có người nào có tài chói mắt cả, chỉ có anh họ của Tạ Cường là Tạ Cương còn có chút phân lược, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, cấp phó giám đốc sở. Không già lắm, mới hơn 40 tuổi. Đời thứ tư và đời thứ năm còn nhỏ, cấp bậc chưa vượt qua chức trưởng phòng, không đáng để tính là ra trò chống gì. Muốn thăng lên làm thiếu tướng phó quân đoàn trưởng, ông càng không muốn cho mày lên. Phó chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy, đổ trong phút chốc thì không có cách giải quyết rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, đảo mắt liếc Lô Vĩ một cái, nói. Cậu có chủ ý gì để nhà họ Tạ rơi máu một lần? Vũ Nguyệt Sơn Trang. Lô Vĩ vẻ mặt ngưng lại, miệng nhả ra bốn chữ, dường như mấy chữ này y phải mất nhiều sức mới thốt ra được. Vũ Nguyệt Sơn Trang, lần trước khám xét chính là Kính Nguyệt Sơn Trang nhà họ Ngọc, lần này đến lượt nhà họ Tạ rồi. Vậy thì làm như vậy, không những đả kích tầng quan chức chính phủ nhà họ Tạ, nguồn tài chính cũng không bỏ sót, không có tài chính ủng hộ, nhà họ Tạ giống như một con chim già bị vặt lông. Anh không tin lão có thể bay được cao, xa. Diệp Phàm cười âm hiểm, hiện lòng hắn cực tà ác, có chút giống như con chó điên, gặp người là cắn. Tự nhiên, máu lão Chăn có tác dụng kích thích rất lớn. Đến cả Lô Vĩ cũng cảm giác anh mình như có chút quái lạ, có điều chuyển nhanh sang thoải mái, cho rằng là do bị Tạ Cường kích thích mà ra. Đúng vậy, mũ quan đều do tiền tài đắp thành, không có tiền, muốn đệm cao mũ thì trừ khi là tham nhũng, một khi tham thì tất phải có chỗ sơ hở thì dễ làm việc. Lô Vĩ nói, đột nhiên nắm đấm lại, nện cốc trà lên nền nhà, giống nhỏ một tiếng, nói. Mẹ nó là một cuộc cuối cùng, dù sao phải về thành phố rồi, trước khi đi phải gây thêm loạn cho cổ bảo toàn, nếu không tên nhãi này ngồi quá vững rồi. Gây thêm loạn, không sai, anh em chúng ta châm ngọn lửa ở Ngư Dương, châm trận chiến lửa giữa bốn đại gia tộc. Cổ bảo toàn vì để ngồi vững ở huyện, chắc chắn phải dốc sức dập lửa. Đủ cho lão bận một thời gian rồi. Lão già này cũng chẳng ra gì, toàn làm những chuyện đê tiện mượn gió bẻ măng. Con cừu ông đây trước khi bị giết cũng phải đá lão vài cái mới hả giận, nếu không thì khó nguôi cái hận trong lòng này. Trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ, rồi tiếp đó lắc đầu, cười. Anh em, hai chúng ta hình như có chút giống một đôi nhà âm mưu trốn trong bóng tối. Nhà âm mưu, đoán chừng đạo hạnh của chúng ta vẫn chưa đủ. Miễn cưỡng thì có thể xem là lăn lộn đi. Chúng ta không chơi xỏ được chính diện bọn chúng, chỉ còn cách chơi xấu một chút. Mặc kệ, bất kể mèo trắng hay mèo đen, có thể làm cho nhà họ Tạ rơi máu thì đều là mèo tốt. Lô Vĩ cười cạc cạc.
Sau khi hai người bàn bạc được phương án như vậy thì lái xe thẳng đến Thủy Vân Cư, đương nhiên là muốn tìm Mị Nhi để uống vài chén, có em đẹp uống cùng thì trong lòng thấy dễ chịu hơn một chút. Đỗ xe Wrangler xong, Diệp Phàm đi vào Thủy Vân Cư gọi lớn tên Mị Nhi, có điều cảnh đẹp giống như bình thường Mị Nhi chạy từ trên tầng chạy xuống lao vào lòng hắn không diễn lại nữa, mà Thủy Vân Cư cứ im ắng đến phát sợ. Chuyện gì thế này, hình như tối nay không làm ăn gì. Lẽ nào Mị Nhi trách mình vô dụng, hay là trốn rồi? Không thể nào, Mị Nhi không phải kiểu người thích thế lực, vật chất, mình tin vào mắt mình. Diệp Phàm tự lầm bầm rồi đi đến phòng của Mị Nhi. Cửa không đóng. Anh Diệp, anh đến rồi. Một bóng người cao lớn đang ngồi trên giường Mị Nhi, dường như trên mặt phảng phất nỗi buồn. Tạ Tốn, sao lại là anh, Mị Nhi đâu? Diệp Phàm cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra. Lòng nặng nề hỏi thiếu tá Tạ Tốn, anh của Mị Nhi. Ôi, đây là thứ em tôi gửi cho anh xem đi. Vẻ mặt Tạ Tốn thật khó coi, rồi đưa một bức thư ra. Chào anh Phàm. Mị Nhi đi đây. Xin đừng hỏi vì sao, cũng xin anh đừng đến tìm em nữa, anh sẽ không tìm thấy em đâu. Hơn nữa, dù cho anh có thể tìm thấy em cũng sẽ biến mất ngay trong nháy mắt. Cứ coi mọi chuyện trước kia là một giấc mộng thôi anh nhé, ôi. Anh Phàm, thời gian qua Mị Nhi sống rất tốt, rất vui vẻ, chưa bao giờ em sống vui như vậy. Những điều đó đều là anh mang đến cho người em gái này, em mãn nguyện rồi. Em biết anh có hàng trăm ngàn lời muốn hỏi em vì sao. Em vẫn là câu nói cũ, xin đừng hỏi vì sao, em vĩnh viễn sẽ không nói đâu. Cũng xin anh tôn trọng lựa chọn của em. Đời này, em đều không thể lấy anh được, nhưng cũng xin anh yên tâm, kiếp này em cũng không lấy người khác. Mị Nhi vẫn là Mị Nhi của anh đó, vĩnh viễn thuộc về một mình anh mà thôi. Có điều, duyên phận đến rồi đi, duyên phận hai ta giờ đã hết, hãy quên Mị Nhi đi anh nhé. Cứ để mọi chuyện theo gió bay xa, cuối cùng, em chúc anh ngạo du quan trường, từng bước thăng cao. Vì sao, đây rốt cuộc là tại sao chứ? Diệp Phàm cứ ngây người nhìn chằm chằm vào Kim Mao Hống Tạ Tốn, nhìn đến nỗi trong lòng người này cũng thấy sợ. Anh đã xem rồi. Còn hỏi tôi làm gì? Thôi đi anh Diệp, em tôi không có phúc phận đó, bỏ qua đi. Ánh mắt Tạ Tốn có chút trốn tránh, hình như có gì đó giấu giếm khó nói. Anh có chuyện mà không nói thẳng với tôi. Diệp Phàm hung dữ hỏi, trên mặt lộ vẻ dữ tợn như muốn cắn người. Không, không có. Tạ Tốn bình thường không biết sợ trời, sợ đất là gì, mất tự nhiên lùi về sau một bước. Đương nhiên, Diệp Phàm là ai? Kiểu tính khí mạnh mẽ ẩn đi mà phát ra thì ngang với dũng mãnh, đây là cảm giác tinh thần,